Bí thư Trùng Sinh, Vương Tử Quân. Chương 1071, Trăng tròn thiếu nước. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng. Tần Vân Duy nhìn về phía điện thoại mà nhíu mày. Hắn là một thư ký, công tác của hắn chủ yếu là tiếp điện thoại cho lãnh đạo. Trước kia tiếp điện thoại là một cảm giác hưởng thụ với hắn, nhưng bây giờ hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại và sinh ra cảm giác kinh sợ. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải nghe máy, Tần Vân Duy hít vào một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Alo, chào anh, tôi là Tần Vân Duy. Vân Duy, bí thư là có ở đó không? Tôi có chuyện cần thương lượng với anh ấy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của phó bí thư Lý. Lời nói của Lý Tắc Thành làm cho Tần Vân Duy chợt cau mày, cũng không phải là lời nói của đối phương có vấn đề, thế nhưng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái chính là thái độ của đối phương. Khi Tần Vân Duy mới làm thư ký cho bí thư La Nhân Huy thì Lý Tắc Thành chỉ là một vị thường ủy thị ủy, cũng vì được bí thư La tán thưởng nên mới tiến lên như diều gặp gió, đã là phó bí thư thị ủy Sơn Viên. Tần Vân Duy nhớ rõ khi mình là thư ký cho bí thư La Nhân Huy, Lý Tắc Thành thường gọi mình là cậu Vân Duy, mỗi lần gặp mặt hay gọi điện thoại đều là không cười thì không mở miệng. Khi nói về chuyện của bí thư La Nhân Huy thì Lý Tắc Thành đến bây giờ thường chạy sang báo cáo công tác, thế nhưng giờ mở miệng lại muốn thương lượng. Tuy cũng chỉ là một ý nghĩa, thế nhưng Tần Vân Duy là người công tác lâu năm, hắn hiểu sự khác nhau giữa hai từ kia là thế nào. Giống như khi lãnh đạo ký tên, tuy cũng là đồng ý, thế nhưng thân bút thẳng hay nghiêng là có sự chênh lệch khác biệt lớn. Tần Vân Duy căn bản rất không thoải mái với những biểu hiện của Lý Tắc Thành, hắn càng cảm thấy bí thư La Nhân Huy đề bạt một tên bác sĩ nham hiểm như vậy là không đáng. Nhưng hắn vẫn thành thật dùng giọng cung kính nói. Bí thư Lý, tôi sẽ báo cáo với bí thư La. Ừ. Lý Tắc Thành ở đầu dây bên kia đặt mạnh điện thoại xuống, Tần Vân Duy nghe thấy âm thanh cúp điện thoại mà không khỏi sinh ra cảm giác lạnh cả người. Tần Vân Duy biết mình lạnh cả người vì cái gì, thế nhưng với tình huống bây giờ, hắn chỉ là một thư ký thì căn bản không cho ra được tác dụng gì cả. Sau khi làm thư ký cho bí thư La Nhân Huy, trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy mình rất có năng lượng, một vài sự việc mà người khác cảm thấy khó xử lý, chỉ cần hắn nói hai ba lời thì sẽ được giải quyết thuận lợi. Nhưng bây giờ Tần Vân Duy cảm thấy khi đó mình căn bản không có lực lượng gì, chủ yếu là lực lượng của La Nhân Huy đứng sau lưng. Hắn dù thế nào cũng chỉ là cáo mượn oai hùng, nếu không còn hổ thì hắn căn bản không còn là thứ chó má gì. Nếu như bí thư Vương Tử Quân gặp chuyện này sẽ xử lý thế nào? Trong đầu Tần Vân Duy chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó nở nụ cười tự chế giễu chính mình. Gần đây mình lấy bí thư Vương Tử Quân làm mục tiêu phát triển tương lai, thậm chí cũng cảm thấy mình làm tốt tương đương với bí thư Vương, thế nhưng thực tế thì lại kém bí thư Vương quá xa xăm. Tần Vân Duy đi vào trong phòng làm việc quen thuộc, hắn vẫn gõ cửa theo thói quen. Thế nhưng khi ngón tay gõ lên cánh cửa, hắn chợt cảm thấy âm thanh gõ cửa của mình nhỏ hơn trước kia rất nhiều. Mình làm sao vậy? Tần Vân Duy thầm oán trách mình một câu, hắn chuẩn bị tiếp tục gõ cửa, thế nhưng lúc này bên trong vang lên một âm thanh mất hết sức lực. Vào đi! Tần Vân Duy đẩy cửa đi vào trong phòng, đập vào mắt hắn là tình cảnh quen thuộc, bí thư La Nhân Huy ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, giống như tình huống hắn gõ cửa phòng làm việc này vào 2 năm trước. Nhưng khi đi đến gần 2 bước thì hắn lại cảm thấy không giống, tuy vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc ghế kia, vẫn là người nọ, thế nhưng căn bản không còn giống như dĩ vãng. La Nhân Huy già rồi, không biết từ khi nào thì trong lòng Tần Vân Duy bùng lên cảm giác như vậy. Lúc này trong mắt Tần Vân Duy thì La Nhân Huy căn bản không còn là một bí thư cực kỳ uy phong dũng mãnh, chỉ còn là một ông lão mà thôi. Một ông lão sắp mất đi tất cả hào quang trên người mình. Dù trong chính đàn thành phố Sơn Viên thì những lời khen chê với bí thư La Nhân Huy căn bản là không đồng nhất, thế nhưng là thư ký của bí thư La Nhân Huy, Tần Vân Duy cũng cảm thấy bí thư đối với mình căn bản là không tệ. Cũng vì sự quan tâm của La Nhân Huy mà hắn có thể từng bước thăng chức ở thành phố Sơn Viên, phát triển như gió xuân. Thư ký của lãnh đạo dễ dàng phát triển đã không còn là bí mật gì nữa, vì có lãnh đạo nào không muốn đề bạt thư ký của mình. Bí thư La, vừa rồi bí thư Lý gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Tần Vân Duy có chút do dự, sau đó vẫn dựa theo phương pháp tiếp cận dĩ vãng để nói với La Nhân Huy.
Tần Vân Duy vốn định nói ra những lời mà Lý Tắc Thành đã nói, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa cách cũ, khi nói ra thì hắn cảm thấy trong lòng đầy thương cảm. Thương cảm, đúng là thương cảm, đây vốn không phải là cảm xúc nên xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này cảm giác kia giống như cỏ mọc qua kẽ đá, mọc rất rậm rạp, hơn nữa còn thương cảm vì mình trước nay luôn tận tâm phục vụ La Nhân Uy. Ừ, tôi biết rồi. La Nhân Uy ngẩng đầu hơi ngây ngốc, ánh mắt đã mất đi vẻ nhạy cảm, căn bản là không còn ánh sáng. Tần Vân Duy nhìn gương mặt không chút biểu cảm của La Nhân Uy, hắn cảm thấy mình cần phải đi. Khi hắn chuẩn bị bước đi, chợt nghe thấy La Nhân Uy nói. Cậu nói xem, bây giờ Sương Hào đang ở chỗ nào? La Sương Hào đang ở chỗ nào? Tần Vân Duy căn bản không biết rõ điều này, thế nhưng hắn lại biết La Sương Hào căn bản không thể nào quay về được nữa. La Sương Hào đã gây ra chuyện lớn, đối phương sao có thể quay về? Cho dù quay về thì sao? Tội lỗi gây ra không phải là quá nhỏ. Bí thư La, công ty của cậu Sương Hào xảy ra chút chuyện, tôi tin tưởng cậu ấy sẽ nhanh chóng quay lại. Trước đó Tần Vân Duy căn bản không dám nói những lời đảm đương trước mặt bí thư La Nhân Huy, công khai gọi công tử của lãnh đạo là cậu em làm cho hắn sinh ra vài cảm giác nịnh bợ. Nhưng hôm nay hắn không sợ, khi La công tử gặp rủi ro thì hắn vẫn gọi thân thiết là cậu em, đây cũng không phải là nịnh bợ. Lúc này đó là một lời an ủi đầy thiện chí, hắn tin với trí tuệ của La Nhân Huy thì nhất định sẽ nhận ra điểm này. Thật vậy sao, công ty của nó chỉ xảy ra chuyện nhỏ sao? La Nhân Huy ngồi thẳng người lên, ánh mắt càng mang theo vài phần thiết tha mong đợi. Tần Vân Duy nhìn vào mắt La Nhân Huy và chỉ thấy đầy đau thương, hắn lắc đầu, cố gắng ném tất cả ý nghĩ của mình ra ngoài, sau đó cố gắng lạnh nhạt nói. Đúng vậy, bí thư La. Tuy Tần Vân Duy chỉ là một vị cán bộ cấp cục, thế nên căn bản không hiểu rõ cảnh giới của bí thư La Nhân Huy. Nhưng lúc này hắn ý thức được bí thư La Nhân Huy đang tự lừa mình dối người, đang tự an ủi chính mình. Lãnh đạo mà hắn cực kỳ kính trọng bây giờ đã biến thành một thân cây già cỗi dưới xương giá, chỉ còn là một ông lão cần được an ủi mà thôi. Tút tút tút. Khi Tần Vân Duy đang cảm thấy cực kỳ lo lắng cho vận mệnh của mình thì điện thoại màu đỏ trên bàn làm việc của La Nhân Huy chợt vang lên. Tần Vân Duy đang do dự xem có nên tiến lên tiếp điện thoại cho lãnh đạo hay không, đúng lúc này La Nhân Huy đã cầm điện thoại lên. Cái gì, thư ký trưởng ngài nói bí thư Nhất Phong muốn gặp tôi sao? Tốt, tốt quá, tôi sẽ đi ngay, cảm ơn thư ký trưởng. Sau khi nối thông điện thoại thì La Nhân Huy giống như đã phục hồi trở lại, giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Tần Vân Duy cũng cảm thấy rất vui mừng, bí thư Nhất Phong muốn gặp bí thư La Nhân Huy, đây là chuyện tốt với bí thư La. Chỉ cần có được sự ủng hộ của bí thư Nhất Phong, như vậy sẽ không có mấy vấn đề xảy ra. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, bước chân của Tần Vân Duy không khỏi nhanh hơn vài phần. Cảnh vệ trực ban cổng văn phòng tỉnh ủy vẫn cúi chào với một tiêu chuẩn như trước, nơi đây vẫn là chốn nghiêm trang đẹp đẽ. Tần Vân Duy ngồi trên chiếc xe số 1 của thị ủy Sơn Viên, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Tuy Tần Vân Duy biết rằng cảnh vệ cúi người chào cũng không phải dành cho mình, mà là vì chiếc xe này có vị trí đặc biệt. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mình được tôn trọng, được người ta ngưỡng mộ, làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Xem ra quyền thế và địa vị của con người căn bản có sức nặng và độ cao tương ứng, tất nhiên những người có sức nặng và độ cao thường được nhiều người khác ngưỡng mộ. Tần Vân Duy nhớ rõ khi mình mới là thư ký cho bí thư La Nhân Huy, lần đầu tiên hắn đi theo bí thư La đến văn phòng tỉnh ủy, lễ ngộ của cảnh vệ làm cho hắn giật mình, khi đó không thể nào dùng lời nói để diễn tả những cảm nhận của bản thân được. Bí thư Nhân Huy bây giờ đang nghĩ gì? Tần Vân Duy chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, chỉ dùng ánh mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Vẻ mặt bí thư La rất bình tĩnh, lúc này gương mặt già nua có thêm vài phần tinh thần, trong mắt lúc này cũng sáng như điện. Lái xe dừng lại ở khu vực đậu xe cho khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, Tần Vân Duy nhanh chóng đi xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe cho La Nhân Huy. Tần Vân Duy xách cặp cho bí thư La Nhân Huy, sau đó ngẩng đầu bước theo bí thư La Nhân Huy đi đến tầng 5. Khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy vẫn căn bản giống như xưa, vẫn nghiêm trang mạnh mẽ làm cho người ta căn bản cực kỳ ngưỡng mộ. Trong khu văn phòng thường ủy có nhiều người lui tới, mỗi người đều có vẻ rất bận rộn.
Thế nhưng khi nhìn thấy bí thư La Nhân Huy thì cả đám giống như bị người ta điểm huyệt, bọn họ cung kính đứng xịch sang bên cạnh nhường đường. Những người này căn bản có biểu hiện không khác gì trước kia, thế nhưng Tần Vân Duy là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, hắn lại mơ hồ cảm thấy vẻ mặt của đối phương có vài phần khác biệt. Đây là mình đa tâm sao? Tần Vân Duy nhìn bí thư La Nhân Huy vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, thế là thầm nở nụ cười giễu cợt mình. Nhưng nụ cười như vậy căn bản không thể làm cho hắn trầm tĩnh lại, hắn vẫn sinh ra cảm giác căn bản là không quá tốt. Chào bí thư La. Một giọng nói mang theo nụ cười từ trên cầu thang truyền xuống, khi âm thanh này vang lên thì phó thư ký trưởng Triệu Xương Thăng từ trên lầu đi xuống, đi phía sau còn có vài nhân viên công tác trẻ tuổi. Trong văn phòng tỉnh ủy có 5 vị phó thư ký trưởng, Triệu Xương Thăng chính là một người phụ trách khối công tác của văn phòng thường ủy, rõ ràng là người được thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ tín nhiệm. Lời nói của phó thư ký trưởng Triệu căn bản là mạnh mẽ hơn những người khác vài phần. La Nhân Huy mỉm cười tủm tỉm vươn tay bắt chặt tay của Triệu Xương Thăng, sau đó hai người cười ha hả vài tiếng rồi chia tay. Đây chỉ là một động tác bình thường xảy ra trên bậc cầu thang ở văn phòng thường ủy, dù là hai người có quan hệ chặt chẽ cũng hy vọng được làm thân mật mối quan hệ một chút, thế nhưng nơi đây căn bản không phải trốn trò chuyện, thế là chỉ chạm mặt chốc lát rồi bỏ đi như chuồn chuồn lướt nước, tình huống lần này căn bản không có gì khác thường. Nhưng khi hai bên tiếp xúc nhau, Tần Vân Duy vẫn cảm thấy có chút khác biệt trong sự kiện lần này. Trước kia dù là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy gặp mặt bí thư La Nhân Huy thì đều cung kính đứng sang một bên, chờ bí thư La Nhân Huy đi qua mới rời đi. Nhưng bây giờ phó thư ký trưởng Triệu lại căn bản có hành vi khác biệt, nghênh ngang bỏ đi. Có phải là hôm nay phó thư ký trưởng Triệu có việc gấp gì không? Tần Vân Duy vừa tìm lý do giải vây cho phó thư ký trưởng Triệu. Vừa nghĩ rằng người hầu của bí thư Nhiếp Phong tất nhiên phải có cấp bậc cao, bọn họ là người cẩn thận lễ tiết, nào dám xuất hiện sơ hở thế này. Đi vào trong căn phòng quen thuộc, La Nhân Huy đi thẳng vào trong, thư ký tiểu đường của bí thư Hào Nhất Phong đang lẳng lặng xem văn kiện, bộ dạng chăm chỉ làm việc. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy tiểu đường đang chăm chú công tác, nhưng Tần Vân Duy cũng là thư ký của lãnh đạo, hắn biết tâm tư của đối phương căn bản đang chạy đến nơi nào. Bọn họ đều là thư ký, mỗi ngày đều phải giúp lãnh đạo đón khách, nếu như nhìn chằm chằm vào cửa chính thì căn bản mỗi ngày không biết đứng lên bao nhiêu lần. Vì vậy mà một vài thư ký tiền bối đã cho ra phát minh tuyệt diệu, đó là cúi đầu không nhìn, tỏ ra chăm chỉ công tác. Chỉ cần là người tiến vào trong khu thường ủy tỉnh ủy, chỉ cần là người muốn báo cáo công tác với lãnh đạo mỗi khi tiến vào phòng của thư ký đều chủ động chào hỏi, cũng không cần phải đứng lên cho vội. Phương pháp này rất hữu dụng, cũng rất đơn giản, thế cho nên được các thư ký áp dụng triệt để. Khụ khụ, tiểu đường, xem xét thứ gì mà chăm chú như vậy. Bí thư La Nhân Huy khẽ ho khan một tiếng, sau đó vẫn dùng giọng có vài phần ân cần nói. Ôi, bí thư La, tôi đang quá chăm chú xem xét, không thấy ngài đã đi vào, đúng là tội lớn. Tiểu đường nói rồi đứng lên khỏi ghế, hắn vừa mời La Nhân Huy ngồi vừa nhanh chóng pha trà rót nước. La Nhân Huy hiền hòa khoát tay áo nói. Tiểu đường, không cần làm phiền, trong phòng của bí thư Nhất Phong có ai không? Vừa rồi thư ký trưởng gọi điện thoại nói tôi đến gặp bí thư. Bí thư La, ngài chờ một chút, vừa rồi chủ tịch Thạch đến tìm, còn cần chút thời gian nữa. Tiểu đường cũng không dừng động tác rót trà, hắn đặt ly trà bên cạnh người La Nhân Huy, sau đó khẽ nói. La Nhân Huy nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó cười nói. Tiểu đường, trà chỗ cậu khá ngon, nhưng điều đáng nói chính là kỹ thuật pha trà, tiểu Tần ở phương diện này căn bản thiếu vài phần kỹ thuật. Chương 1071, trăng tròn thiếu nước 3. Ôi, bí thư Nhân Huy quá khen rồi, tôi chỉ là mò mẫm thực hiện theo đúng niềm vui thích uống trà của bí thư Nhất Phong mà thôi. Tiểu đường tuy khiêm tốn nhưng trong mắt lại lóe lên vài phần đắc ý. Tuy lãnh đạo nhắc đến mình nhưng Tần Vân Duy căn bản không lên tiếng, hắn biết rõ chính mình căn bản chỉ là một lời dẫn chuyện cho La Nhân Huy và Tiểu Đường. Sự kiện này căn bản không có phần của mình, nếu mình mở miệng không phải là tự rước lấy mất thể diện sao? Bí thư La Nhân Huy thường hay nói, 20 phút trôi qua lão và Tiểu Đường nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hai bên đều tỏ ra hào hứng. Tất cả tâm tư của Tần Vân Duy lúc này đều đang quan sát bộ dạng dễ làm thân của bí thư La Nhân Huy.
Trước kia hắn cũng thường theo bí thư La Nhân Huy vào trong phòng làm việc của Tiểu Đường, nhưng hắn nhớ rõ bí thư La Nhân Huy căn bản rất ít nói, cũng chỉ là Tiểu Đường bày chuyện ra để nói mà thôi. Khi đó bí thư Nhân Huy giống như chỉ có thói quen suy xét vấn đề, dù sao thì thành phố Sơn Viên còn nhiều chuyện lớn cần bí thư La giải quyết. Tiếng cười và tiếng mở cửa vang lên, sau đó một người bước ra ngoài, người này rất quen thuộc với Tần Vân Duy, không những hay xuất hiện trên TV, còn thường xuyên tiếp xúc với bí thư La Nhân Huy. Đó là chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân, là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh Sơn Nam. Khi Tần Vân Duy nhìn về phía Thạch Kiên Quân, lúc này Thạch Kiên Quân cũng nhìn về phía phòng làm việc của Tiểu Đường. Khi Thạch Kiên Quân nhìn qua, La Nhân Huy có chút do dự, lão cũng mỉm cười tiên lên nghênh đón Thạch Kiên Quân, hai tay càng đưa đến rất nhanh. Chào chủ tịch. La Nhân Huy bắt chặt tay chủ tịch Thạch Kiên Quân, sau đó dùng giọng có vài phần nịnh nọt nói. À, chào bí thư Nhân Huy, bí thư Nhất Phong còn chờ anh trong phòng, tôi đi trước đây. Thạch Kiên Quân đơn giản bắt tay với La Nhân Huy, sau đó đi về phía bậc cầu thang. Tần Vân Duy trước nay rất chú ý đến các vị lãnh đạo tỉnh, bây giờ hai vị lãnh đạo bắt tay nhau, tất nhiên hắn cũng không thể không quan tâm. Hắn thấy bí thư Nhân Huy có chút thất lạc, thế là cảm thấy bi ai thay cho lãnh đạo của mình. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cán bộ cấp cục, bí thư Nhân Huy nào cần sự đồng tình của hắn. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Đường, La Nhân Huy đi vào trong phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Lúc này trong phòng của Tiểu Đường chỉ còn lại một mình Tần Vân Duy, điều này làm cho hắn có thời gian quan sát. Căn phòng này không lớn, thế nhưng lại là một phòng làm việc thần bí trong mắt đám cán bộ tỉnh Sơn Nam. Thật ra phòng làm việc này cũng không khác gì những phòng khác ở văn phòng thị ủy Sơn Viên, chẳng qua vì hai người có công tác khác biệt, có lãnh đạo khác biệt. Tần Vân Duy nhìn qua những vật phẩm quen thuộc trên bàn làm việc của Tiểu Đường, hắn chợt cho ra kết luận như vậy. Ủa, Tiểu Đường đây là muốn làm gì nhỉ? Khi Tần Vân Duy lơ đãng nhìn vào góc phòng làm việc của Tiểu Đường, hắn phát hiện có vài thứ đã được gói sẵn để đó. Tuy những thứ kia được bọc kín thế nhưng nhìn vào bộ dạng bên ngoài, vẫn có thể thấy đó là những vật phẩm gì đó. Ha ha, mời cậu Tần uống trà. Khi Tần Vân Duy cảm thấy nghi hoặc thì Tiểu Đường đã đi ra, hắn vừa rót trà cho Tần Vân Duy vừa nói. Thư ký đều là những người giỏi nhìn mặt nói chuyện, Tiểu Đường cũng không phải là người ngoại lệ. Lúc này hắn thấy gương mặt có vài phần chú ý của Tần Vân Duy, biết đối phương có vài ý nghĩ gì đó, nhưng hắn cũng không giải thích. Sau khi Tần Vân Duy ngồi xuống, hắn bắt đầu nói về những chuyện trong thành phố Sơn Viên. Tiểu Tần là người nói chuyện rất nắm chắc nội dung, tuy sự kiện La Sương Hào gây náo loạn cả tỉnh, thế nhưng hắn không đề cập đến chuyện này. Hắn chỉ nói với đối phương về những chuyện vặt vãnh mà thôi. Thực tế Tần Vân Duy rất hy vọng Tiểu Đường sẽ mở miệng nói ra vài ý nghĩ của bí thư Nhất Phong. Thời gian trôi qua như từng giọt nước rơi xuống, hai người trò chuyện với nhau hơn nửa giờ, cuối cùng phát hiện mình căn bản không còn gì để nói, thế là căn phòng lại trở nên yên ắng. Bầu không khí yên ắng được duy trì 2 phút, Tiểu Đường là người làm chủ, hắn cảm thấy mình nên phá vỡ bầu không khí này, thế là trầm giọng nói. Cậu Vân Duy, bây giờ không phải đã tính toán sẵn rồi chứ? Thời cơ rất quan trọng, nên nắm chắc, không thì sẽ rất thảm. Tần Vân Duy chợt sững sờ, hắn hiểu ý của Tiểu Đường, hắn kiềm chế cảm giác xúc động rồi lên tiếng thỉnh giáo. Kính xin anh chỉ điểm cho. Đổi vua sẽ đổi thần, đây là một câu nói có từ thời xa xưa, anh em chúng ta cùng công tác ở tỉnh Sơn Nam nhìn qua giống như có cảnh tượng tốt nhưng trăng tròn vẫn thiếu, phải có nước nữa, sau này chúng ta không còn được lãnh đạo bao phủ, thế nên tìm nơi thanh tịnh và thoải mái là được. Những địa phương nước sôi lửa bỏng thế này căn bản không thích hợp với chúng ta. Tiểu Đường nói bằng giọng đầy cảm xúc, Tần Vân Duy xem xét lời nói của đối phương, chợt sinh ra cảm giác thỏ chết cáo vào nồi, đồng thời cũng tỉnh táo hẳn. Xe nhanh chóng chạy đi trên con đường thẳng tắp, những tòa nhà hiện đại và nhà máy bị bỏ lại sau lưng. Khương Long Cương ngồi kế bên tài xế, tâm tư của hắn đặt lên người Vương Tử Quân ngồi phía sau. Những biến hóa gần đây trên tỉnh làm cho Khương Long Cương cảm thấy hoa cả mắt, tất cả giống như đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh sau cơn bão tố. Dù lúc này vẫn còn nhiều tình huống gió thổi cỏ lay, thế nhưng hắn thấy nó căn bản không còn ảnh hưởng đến toàn cục. Bí thư Nhất Phong thành Bộ trưởng Nhất Phong, Chủ tịch Thạch trở thành Bí thư Thạch, Bí thư Đường trở thành quyền Chủ tịch tỉnh.
Nếu so sánh với những biến hóa này của các vị lãnh đạo tỉnh ủy, Vương Tử Quân vẫn là bí thư vương, nhưng không còn là bí thư vương của thành phố La Nam, mà là bí thư ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Bổ nhiệm này của bí thư Vương Tử Quân căn bản nằm ngoài dự đoán của Khương Long Cương, hắn dù thế nào cũng không ngờ bí thư vương vốn sẽ tiến lên vị trí trưởng phòng tuyên truyền tỉnh Sơn Nam, lại được điều đến tỉnh Nam Giang. Tuy chỉ là một điều động, thế nhưng Khương Long Cương biết rõ khi bí thư vương đi nhận chức, mình căn bản không được thuận tiện gặp mặt bí thư vương như hôm nay. Mặc dù Khương Long Cương đã có được sắp xếp, thế nhưng hắn vẫn có chút thất vọng. Thành phố La Nam vẫn là thành phố La Nam, những người mà bí thư vương để lại, dù là chủ tịch Hà có tiến một bước hay không, ai cũng không quá quan tâm đến một thư ký như hắn nữa. Thư ký của lão bí thư thị ủy tiền nhiệm, Khương Long Cương nghĩ đến danh tiếng của mình mà cảm thấy dở khóc dở cười, hắn cảm thấy tuổi thọ của Vương Tử Quân cản bản rất chênh lệch so với chữ lão kia. Mặc dù sau khi có quyết định đề bạt thì Vương Tử Quân căn bản không nói lời nào, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt của bí thư vương thì căn bản là không muốn rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Tuy đám cán bộ tỉnh Nam Giang hầu như đều phát triển rất nhanh, kinh tế Nam Giang cũng phát triển mạnh mẽ, thế nhưng Khương Long Cương cảm thấy bí thư vương ở lại tỉnh Sơn Nam vẫn tốt hơn. Chương 1072, thiên địa rộng lớn tương lai rộng mở. Dù sao thì bí thư vương cũng là người có quyền uy trong tỉnh Sơn Nam, tuy vị trí của một thường ủy tỉnh ủy như Vương Tử Quân là hơi kém, thế nhưng lực ảnh hưởng cũng không phải là người thường có thể so sánh được. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, gần đây vì không muốn quấy rầy bí thư vương nên Khương Long Cương căn bản giảm thấp tiếng chuông của mình. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, sau đó khẽ lên tiếng. Alo, tôi là Khương Long Cương. Long Cương, tôi là Nhị Bình, bí thư vương bây giờ có rảnh không? Tiếng cười của Phó Chủ tịch Thường vụ Lý Nhị Bình vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn làm cho người ta sinh ra cảm giác thân cận. Nhưng Khương Long Cương lại biết rõ người phụ nữ Lý Nhị Bình này căn bản không đơn giản, mối liên hệ giữa mình và đối phương nên cẩn thận một chút. Khương Long Cương khẽ dùng tay bụng lấy điện thoại, sau đó khẽ báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, là điện thoại của Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân khẽ vẫy vẫy tay với Khương Long Cương, hắn tiếp nhận điện thoại rồi cười nói. Chủ tịch Nhị Bình, có chuyện gì sao? Bí thư Vương, là thế này. Hôm nay anh nhà đến thành phố thăm tôi, muốn mời ngài một bữa cơm, không biết ngài có thời gian để chúng tôi hân hạnh đón tiếp hay không? Giọng nói của Lý Nhị Bình không những có vài phần tôn trọng, còn mang theo vài phần chờ đợi. Cục trưởng Dương ở lại La Nam được mấy ngày. Vương Tử Quân căn bản không có cảm giác quá tốt với Lý Nhị Bình, hắn cũng không ngại cái ác, thế nhưng cũng không thật sự từ chối lời mời của Lý Nhị Bình. Lý Nhị Bình ở bên kia tỏ ra cực kỳ mừng rỡ. Nàng mở miệng nói. Anh ấy nói đến thành phố La Nam kiểm tra công tác thiết kế đội ngũ công an, chỉ cần bí thư có thời gian, anh ấy sẽ ở lại vài ngày. Vương Tử Quân gật đầu nói. Vậy thì tối nay, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc thì sau khi có chỉ thị điều động thì Vương Tử Quân căn bản đã không còn là thường ủy tỉnh ủy, bí thư thị ủy La Nam. Lúc này hắn không còn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, thế nhưng sự thật luôn là sự thật. Thành phố La Nam thậm chí là tỉnh Sơn Nam vẫn không dám quên sự thật này đi. Vương Tử Quân chỉ cần ở lại thành phố La Nam một ngày, hắn căn bản vẫn là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam. Cần 3 ngày để chuyển giao công tác, vì vị trí bí thư thị ủy La Nam còn chưa được bổ nhiệm, thế nên Vương Tử Quân chuyển giao công tác lại cho Hà Khởi Duệ. Long Cương, thời gian cậu đi nhận chức đã được xác định chưa? Vương Tử Quân khẽ đưa điện thoại cho Khương Long Cương. Sau đó mở miệng hỏi. Bí thư vương, đã được quyết định, là sáng ngày 26, thư ký trưởng và trưởng phòng sẽ đưa tôi đi nhận chức. Khương Long Cương tuy đã khống chế để tâm tình cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng khi nói đến chuyện này thì trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác hưng phấn. Những cán bộ giống như Khương Long Cương đi nhận chức thì chỉ cần phòng tổ chức thị ủy phái ra một vị phó phòng là được, cũng xem như thượng cấp đã nể tình. Bây giờ thị ủy không những phái ra một vị trưởng phòng tổ chức đưa đi nhận chức, hơn nữa thư ký trưởng đồng chí Tân cũng tự mình đi theo, rõ ràng là sự kiện đáng quan tâm. Dù sao thì Khương Long Cương đi xuống nhận chức cũng được hai vị thường ủy thị ủy tiến chân. Vương Tử Quân căn bản rất hài lòng với sắp xếp này, hắn gật đầu nói. Long Cương, cậu xuống tuyến dưới công tác thì nhất định phải làm cho tốt,
làm việc cho vững chắc, như vậy tôi mới có thể diện được. Khương Long Cương chợt cảm động, hắn hiểu ý của Bí Thư Vương, đó là sau này Bí Thư Vương dù rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Bí Thư Vương sẽ vẫn chú ý đến mình. Hắn có được sự chú ý của Bí Thư Vương, như vậy sau này hoàn toàn có thể lớn mật công tác. Khương Long Cương kích động trầm giọng nói. Bí Thư Vương, ngài yên tâm, tôi sẽ nhất định không làm cho ngài mất mặt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên người Lý Đức Trụ. Tuy Lý Đức Trụ ở cùng hắn không quá lâu, thế nhưng bây giờ quy định nhận chức với cán bộ càng thêm nghiêm khắc, hắn đi đến Nam Giang cũng không thể đưa Lý Đức Trụ theo được. Đức Trụ, cậu đã tình nguyện đến cục công an, như vậy đến đội cảnh sát giao thông thì hay nhất. Tôi đã nói với Bí Thư Ích Dân, để anh ấy cho anh cơ hội rèn luyện. Lý Đức Trụ căn bản đã biết được tin tức này, thế nhưng khi nghe thấy Bí Thư Vương mở miệng nhắc đến thì vẫn có chút kích động. Nhưng hắn đang lái xe, hắn không dám quay đầu lại, chỉ có thể dùng lời nói của mình bày tỏ lòng cảm kích với Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không làm cho ngài thất vọng. Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu rõ về Lý Đức Trụ, tuy đối phương căn bản có khiếm khuyết khi công tác ở trong văn phòng, thế nhưng lại là một hạt mầm tốt ở các công tác khác. Bí Thư, phía trước giống như có người chờ chúng ta. Lý Đức Trụ khẽ giảm tốc độ xe, hắn trịnh trọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng thấy có vài chục người đứng trên đường lớn của khu công viên kỹ thuật. Dù hai bên cách nhau khá xa nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm ứng được đối phương là ai. Bí Thư, là đám người Bí Thư Cát của khu công viên kỹ thuật. Khương Long Cương vừa rồi có hơi thất thần, lúc này hắn vội vàng thu nạp tinh thần của mình. Hắn nhìn về phía trước hai lượt, sau đó trầm giọng báo cáo với Vương Tử Quân. Dừng xe. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói với Lý Đức Trụ. Trước kia Vương Tử Quân từng cho ra một chỉ thị trong toàn thành phố La Nam, đó là khi hắn đi đến nơi nào nghiên cứu khảo sát thì đừng kéo cả ban ngành ra đón. Nhưng bây giờ hắn không còn là bí thư thị ủy La Nam, hắn cần phải thả lỏng ở một vài phương diện. Khi xe chậm rãi dừng lại, Bí Thư Cát Xương Khánh của Hiệp hội Quản lý Khu Công viên Kỹ thuật tiến lên đón chào, sau lưng là đám cán bộ của Hiệp hội Quản lý Khu Công viên Kỹ thuật. Cát Xương Khánh vốn là cán bộ của phòng thương mại, công tác rất có năng lực, được Vương Tử Quân chọn chúng và đề bạt làm lãnh đạo khu công viên kỹ thuật. Đối với cán bộ thành phố La Nam thì Cát Xương Khánh là điển hình của người trong phái họ Vương, cũng vì nguyên nhân có liên quan đến Vương Tử Quân mà hắn phát triển như diều gặp gió ở thành phố La Nam. Lúc này khu công viên kỹ thuật của thành phố La Nam đang được quốc gia quy hoạch nâng cấp, không gian phát triển của Cát Xương Khánh càng thêm lớn, tương lai phía trước càng thêm rực rỡ. Chào Bí Thư Vương. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì Cát Xương Khánh tiến lên đón chào, hắn nhanh chóng vươn hai tay, vẻ mặt có chút kích động. Vương Tử Quân bắt tay với Cát Xương Khánh, ánh mắt nhìn về phía đám cán bộ sau lưng Cát Xương Khánh. Hắn thấy sau lưng đám cán bộ không có xe, rõ ràng là cùng nhau đi bộ đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí Thư Vương, ngài cho ra chỉ thị không được nghênh đón, tôi và anh Chính quyết định đi bộ đến, cũng không ngờ có nhiều đồng chí đi theo như vậy, mong anh phê bình. Cát Xương Khánh có thể được Vương Tử Quân tán thưởng thì cũng không phải là người thường, hắn nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Quân, chợt hiểu ý của Vương Tử Quân, thế là vội vàng cười giải thích. Vương Tử Quân nhìn khoảng không sau lưng đám cán bộ phía bên kia, thế là cười nói. Không cấm đi bộ thì có thể tiến hành, anh Cát, các anh cũng quá xảo quyệt. Các anh đều đi bộ, như vậy tôi cũng chỉ có thể đi theo các anh xem xét phương diện xây dựng khu công viên kỹ thuật mà thôi. Cát Xương Khánh quyết định đi bộ nghênh đón Vương Tử Quân căn bản cũng có tính toán như vậy. Những ngày qua hắn dốc hết sức vì sự phát triển của khu công viên kỹ thuật, làm ra không ít thành tích, tuy những thành tích này được Vương Tử Quân và thị ủy khẳng định, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn kéo Bí Thư Vương Tử Quân đến quan sát những biến hóa của khu công viên kỹ thuật vào lúc này. Lúc này Vương Tử Quân vạch trần tâm tư của mình, Cát Xương Khánh cười ha hả nói. Bí Thư Vương, đây là chút tâm tư của tôi, dù thế nào cũng không thể gạt được ngài. Tôi chỉ muốn ngài được xem xét rõ ràng sự biến hóa của khu công viên kỹ thuật mà thôi, đây cũng là một phần quyết tâm của đám cán bộ hiệp hội quản lý chúng tôi. Bất kỳ thời điểm nào chúng tôi cũng muốn làm tốt công tác của mình, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài với chúng tôi.
Cát Xương Khánh nói xong âm thanh cuối cùng thì giọng nói có vài phần kích động, lúc này đám nhân viên công tác ở phía sau cũng ném ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân phần lớn không nhận ra đám cán bộ phía sau Cát Xương Khánh, thế nhưng những nhân viên công tác này hiểu rõ, cũng là vì có Bí Thư Vương mới có khu công viên kỹ thuật này, cũng vì sự cố gắng của Bí Thư Vương mà khu công viên kỹ thuật mới là một tấm danh thiếp đẹp đẽ của thành phố La Nam. Được, vậy thì chúng ta đi xem. Vương Tử Quân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn rất kích động. Hắn đi đường nhìn những xí nghiệp bừng bừng sức sống mà không khỏi cảm thấy đầy cảm xúc. Chương 1073, thật sự còn muốn ở lại 500 năm. Vương Tử Quân còn nhớ rõ khi mình vừa đến thành phố La Nam, chỗ này là vùng đất hoang. Vì xây dựng khu công viên kỹ thuật mà hắn đã biết bao lần chạy đến thành phố Sơn Viên để mời được nhiều công ty tham gia. Khi đó hắn và Lý Quý Niên chạy gãy chân, nói rách miệng. Hôm nay tất cả đã là quá khứ, Lý Quý Niên đã đi, hắn cũng phải rời khỏi võ đài chính trị ở thành phố La Nam. Vô tình hắn cảm thấy thật sự cảm khái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương Tử Quân không mở miệng, đám người Cát Xương Khánh ở phía sau cũng không mở miệng. Mặc dù khi đón tiếp Vương Tử Quân thì trong lòng đã chuẩn bị sẵn nhiều lời, nhưng lúc này nhìn Vương Tử Quân đi trên con đường mới xây dựng rộng rãi của khu công viên kỹ thuật, hắn chợt cảm thấy tất cả lời nói báo cáo chỉ là dư thừa, không còn ý nghĩa thực tế. Những gì Bí Thư Vương được thấy căn bản là mạnh hơn rất nhiều lần so với những lời báo cáo dư thừa. Khi Vương Tử Quân đi về phía trước, đội ngũ đi theo phía sau ngày càng nhiều. Không biết từ khi nào thì Chủ tịch Hà Khởi Duệ, Lý Nhị Bình, Tống Ích Dân, Đồng Chí Tân lần lượt đến gia nhập, từng gương mặt quen thuộc chợt xuất hiện, Khương Long Cương dùng ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy đội ngũ đã là rất đông. Vương Tử Quân nhìn đám lãnh đạo uy phong mạnh mẽ của thành phố La Nam đi theo sau lưng Bí Thư Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra cảm xúc. Làm quan phải tạo phúc cho một phương, những năm qua Bí Thư Vương ở thành phố La Nam đã đẩy mạnh địa phương phát triển. Thành tích của Bí Thư Vương căn bản sẽ không phai mờ khi rời khỏi nơi này. Làm quan cần phải là quan tốt như Bí Thư Vương, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không xấu hổ với đất. Bí Thư, đây là khu công nghệ của tập đoàn Huyền Lục, năm nay tập đoàn Huyền Lục lại đầu tư thêm 5 tỷ xây 3 công trình kiến trúc, bây giờ đã xây dựng được một nửa, sang năm có thể đưa vào sử dụng. Theo tính toán sơ bộ, chỉ cần xây dựng đến giai đoạn 3. Như vậy tổng sản lượng của khu công nghệ này sẽ là con số 20 tỷ. Cát Xương Khánh nhìn Vương Tử Quân đứng lại khá lâu ở khu vực của tập đoàn Huyền Lục mà không nói lời nào, hắn có chút trầm ngâm, sau đó tiến lên khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, năm xưa khi tập đoàn Huyền Lục đến thành phố La Nam, đám người này chỉ đầu tư 10 tỷ, hai bên căn bản cũng không có quy định 3 giai đoạn, thế nhưng bây giờ căn bản đã phát triển đến giai đoạn thứ 3. Nhìn xem, đó là Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân. Lúc này trong khu nhà ký túc xá 20 tầng của khu công nghệ cao, Lữ Chính Bình đang tưới hoa, nữ thư ký trẻ tuổi vừa mới đi đến chợt dùng giọng kinh ngạc nói. Lữ Chính Bình nghe thấy nữ thư ký nhắc đến cái tên của Bí Thư Vương thì không khỏi cảm thấy tay run lên. Hắn khẽ đặt thùng nước xuống, sau đó nhìn ra ngoài thông qua cửa kính. Lữ Chính Bình thấy trên đường lớn của khu công nghệ cao là hình bóng một người trẻ tuổi đang đứng ngẩng cao đầu. Phía sau chính là Chủ tịch Hà Khởi Duệ, Chủ tịch Lý Nhị Bình, Bí Thư Tống Ích Dân. Sau những gương mặt lãnh đạo thị ủy quen thuộc kia còn có những người mà Lữ Chính Bình căn bản là không quen biết, trang phục của những người kia căn bản không phải là nhân viên công tác, thế nhưng bọn họ cũng đứng yên lặng phía sau, ngẩng đầu cất bước. Giám đốc Lữ, hình như đó là công nhân viên của chúng ta. Nữ thư ký dùng giọng kinh ngạc báo cáo với Lữ Chính Bình. Lúc này trong mắt nàng có thêm vài phần kinh ngạc. Làm thư ký cho Lữ Chính Bình, nàng biết rõ yêu cầu của lãnh đạo với nhân viên công tác của mình, bây giờ đám công nhân viên tự tiện rời khỏi nhà máy, đây không phải là sự kiện đơn giản. Gì thôi, khéo lại không kịp bây giờ. Sau khi trầm ngâm giây lát, Lữ Chính Bình cất bước đi ra ngoài. Nữ thư ký có chút sững sốt, sau đó cũng nhanh chóng di chuyển giày cao gót chạy theo lãnh đạo. Đội ngũ vẫn tiếp tục tiến lên, nữ thư ký yên lặng đi theo Lữ Chính Bình cùng với mọi người ở phía sau, thế nhưng nàng căn bản không thấy được người đi phía trước, đội ngũ vẫn tiếp tục cất bước. Dương Chí Dương ngồi trên ghế salon trong khách sạn La Nam, hắn căn bản có chút mất tập trung.
hắn ngồi trên ghế vắt óc suy nghĩ về bữa cơm lần này, chính mình nên nói gì cho tốt đây. Trực tiếp xưng hô là lãnh đạo thì hay hơn, hay là trực tiếp gọi là bí thư Vương? Vì có ý kiến bất định nên Dương Chí Dương không khỏi thầm lên tiếng. Trong phòng không có ai, tất nhiên không có người quấy rầy Dương Chí Dương. Dựa vào vị trí hiện tại của hắn, dù là xưng hô Vương Tử Quân là lãnh đạo hay là bí thư Vương đều được, nhưng hai cách xưng hô khác biệt lại cho ra những ý nghĩa khác biệt. Nếu gọi là bí thư Vương, như vậy có vẻ rất khéo léo. Hắn là phó cục trưởng cục công an tỉnh, cũng không có mối lệ thuộc với Vương Tử Quân, xưng hô như vậy căn bản là khéo léo hơn. Nhưng gọi là lãnh đạo thì có vẻ thân thiết hơn, mà đôi khi trong quan trường cần điều này. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Dương Chí Dương căn bản không thể nào xác định được mình nên xưng hô như thế nào cho tốt. Tút tút tút, chuông điện thoại chợt vang lên trên bàn trà, Dương Chí Dương tiện tay cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện người gọi đến chính là Hà Tiến Thủy ở Ban Chính trị Cục Công an tỉnh. Hắn do dự giây lát rồi nghe máy. Hà Tiến Thủy là tâm phúc của Dương Chí Dương, hắn dùng giọng tùy tiện hỏi Hà Tiến Thủy. Có chuyện gì? Cục trưởng Dương, tôi nghe nói Bí thư Lật rất quan tâm đến phương diện điều chỉnh ở Cục Công an lần này, mà phía văn phòng cũng đang cho ra những phương án sắp xếp sơ bộ. Giọng nói của Hà Tiến Thủy căn bản là cực kỳ cung kính. Vẻ mặt của Dương Chí Dương chợt biến đổi. Hắn và vị cục trưởng cục công an vừa nhận chức ở cục công an tỉnh căn bản là không quá hợp, đây là bí mật trong cục công an tỉnh. Khi đó Dương Chí Dương căn bản là được người thúc đẩy, mà bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy là Lật Tử Đạo cũng rất giúp đỡ hắn. Nhưng bây giờ thì khác, chủ tịch Thạch thành bí thư Thạch, vị cục trưởng đi theo chủ tịch Thạch cũng xem như nước lên thuyền lên. Lúc này cho ra phân công điều chỉnh, nói cho hay là như vậy, thực tế rõ ràng là muốn cắt giảm quyền lợi của Dương Chí Dương. Trong Cục Công an tỉnh có 5 vị phó cục trưởng, Dương Chí Dương sở dĩ có tiếng nói cũng là vì quản lý hai ban ngành quan trọng trong Cục Công an tỉnh là hình sự và trinh sát. Lúc này nếu như Dương Chí Dương bị điều chỉnh công tác, như vậy hắn dù vẫn là phó cục trưởng Cục Công an, thế nhưng khác biệt trong đó lại là quá lớn. Hắn không muốn trở thành một vị phó cục trưởng chọc đầu, thế cho nên nhất định phải vật lộn đánh cược một lần. Tôi biết rồi. Khi Dương Chí Dương nói vài lời thì đặt điện thoại xuống, thế nhưng khi ngón tay đặt lên nút tắt thì hắn chợt khẽ nói. Không cần quan tâm đến những thứ này, tối hôm nay hai vợ chồng chúng tôi sẽ dùng cơm với Bí thư Vương, đến khi đó không cần phải gọi điện thoại cho tôi. Vâng, Cục trưởng Dương. Giọng nói của Hà Tiến Thủy căn bản không có gì thay đổi, thế nhưng Dương Chí Dương vẫn cảm nhận được chút khác biệt. Chút khác biệt này không phải là do một vị phó cục trưởng như hắn mang lại. Rõ ràng là vì tên tuổi của Bí thư Vương. Chương 1074, đóng một cánh cửa mở ra một cánh cửa. Cục trưởng, nếu không thì bây giờ tôi chạy đến, ngài mời cơm Bí thư Vương, căn bản không nên để xảy ra vấn đề. Hà Tiến Thủy dùng giọng chờ mong nói. Không cần, Bí thư Vương cũng không phải người ngoài, hơn nữa chị dâu của cậu công tác lâu năm ở La Nam, làm tùy tùng cho Bí thư Vương những năm qua. Cho dù có chút vấn đề nhỏ thì Bí thư Vương cũng không so đo. Dương Chí Dương cố gắng hạ thấp âm thanh của mình xuống vài phần. Tuy bên kia rất thất vọng, thế nhưng Hà Tiến Thủy vẫn thành thật nói. Cục trưởng Dương, tôi sẽ ở lại, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hướng đi của ngài, nếu có bất kỳ chuyện gì sẽ báo cáo ngay. Khoảnh khắc khi Dương Chí Dương cúp điện thoại thì trong lòng còn có vài phần do dự, nhưng ngay sau đó hắn lại hiểu rõ ràng. Đến lúc này mình căn bản không nên giữ chút thể diện nhỏ nhặt, thành thật nói chuyện với Bí thư Vương thì hay hơn. Dương Chí Dương thầm cho ra quyết định, hắn đốt một điếu thuốc, sau đó lại nghĩ đến những gì cần phải nói trên bàn rượu. Lúc này hắn gặp mặt Bí thư Vương, nó liên quan đến địa vị tương lai của mình ở tỉnh Sơn Nam, tuyệt đối không nên cho ra bất kỳ vấn đề gì khác. Dựa theo kinh nghiệm uống rượu với lãnh đạo thời gian trước, hắn không khỏi liên tưởng đến tình huống gặp mặt Bí thư Vương. Sau khi xác định vài vấn đề cần quan tâm, hắn thở dài một hơi. 4 giờ 20 chiều, chỉ không còn 2 giờ nữa là đến tối, Dương Chí Dương trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại thấy không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Hắn không khỏi thầm oán trách vợ con, trong lòng thầm nghĩ vợ mình bây giờ là lúc nào rồi, sao còn chưa gọi điện thoại đến. Dương Chí Dương oán trách được nửa phút thì trong Lý Nhị Bình gọi đến,
ngay sau đó giọng nói của nàng vang lên. Em đang đến, anh đừng vội. Dương Chí Dương dùng giọng vội vàng sao động nói. Đến lúc nào rồi mà em còn chưa mau mau lên? Đồng chí cục trưởng xem như thiếu kiên nhẫn rồi, anh không phải là người cực kỳ bình thản sao? Em nhớ trước kia anh từng nói, năm xưa anh bắt một tên tội phạm thì phải ngồi yên một chỗ hơn 20 giờ, bây giờ sao lại không có tinh thần như năm xưa nữa chứ? Lý Nhị Bình nói bằng giọng tràn đầy ý nghĩa trêu chọc, nếu như là trước kia thì Dương Chí Dương sẽ căn bản nhướng mày nhăn mặt, sẽ huyên náo vài câu. Nhưng hôm nay hắn lại thành thật nói. Vợ à, em nên nhanh chân lên. 10 phút sau thì Lý Nhị Bình đẩy cửa bước vào trong phòng, tuy lúc này nàng có vài phần mệt mỏi nhưng lại có tinh thần rất tốt. Nàng tiện tay ném cặp lên ghế salon, sau đó cười nói. Em đã hẹn ước với Bí Thư Vương, tối nay dùng cơm. Vậy thì tốt quá, lúc này trong cục công an tỉnh sắp tiến hành phân công điều chỉnh, anh không thể bị cho ra rìa. Bây giờ muốn thay đổi tâm tư của Lật Tử Đạo thì chỉ còn Bí Thư Vương mà thôi. Dương Chí Dương nói đến đây thì giữ chặt lấy tay Lý Nhị Bình. Vợ, dù thế nào thì em cũng phải nói để Bí Thư Vương giúp đỡ một chút. Em biết rồi, anh là chồng em không giúp anh thì giúp ai? Hơn nữa nếu anh bị cho ra rìa, em cũng không có gì tốt. Lý Nhị Bình nói đến đây thì cau mày nói. Cũng không biết Lật Tử Đạo có nghe lời của Bí Thư Vương hay không. Nghe, sao lại không nghe? Lật Tòng Ba vì giúp đỡ anh Sở mà không phải mở miệng tỏ thái độ với Chủ tịch Thạch sao? Nếu so sánh với Bí Thư Vương thì anh Sở là cái gì? Bây giờ trong tỉnh Sơn Nam không ai không nể mặt Bí Thư Vương, phải biết rằng ở sự kiện lần này thì dù là Bí Thư Thạch hay Chủ tịch Đường đều thiếu nợ nhân tình với Bí Thư Vương, hơn nữa còn là nhân tình rất lớn. Dương Chí Dương thấy vợ của mình căn bản là quá dốt, thế cho nên mở miệng giảng dạy. Có câu Thượng Đế không tự mở cửa cho anh, vậy thì anh phải đi tìm Thượng Đế để mở ra cánh cửa kia. Gần đây Dương Chí Dương có mối quan hệ khá hòa hợp với vợ, ít nhất thì số lần Lý Nhị Bình từ La Nam về Sơn Viên là khá nhiều. Mỗi lần thấy Lý Nhị Bình rửa mặt xong và quay về phòng ngủ thì Dương Chí Dương thật sự cảm khái, vợ mình tẩy trang thật sự còn đẹp hơn khi trang điểm. Khi đó nàng xõa tung tóc, gương mặt trắng nõn, thế là trong lòng hắn sinh ra cảm giác nhộn nhạo. Dương Chí Dương lúc này trầm tư suy nghĩ về vài vấn đề, chợt âm thanh Trần Thế làm cho bừng tỉnh. Hắn bức thiết cần Vương Tử Quân ra mặt để thu phục chuyện của mình, nếu thu phục được thì hắn căn bản không chỉ có bánh mì, còn có cả thêm sữa. Chồng, nếu lời nói của Bí Thư Vương có tác dụng như vậy, chúng ta nên tranh thủ làm cho tốt, anh thấy được không? Ừ, có thể thành công hay không đều nhờ hết vào em. Dương Chí Dương nói rồi ôm Lý Nhị Bình một cái rồi hôn thật mạnh. Trong tiếng cười của Lý Nhị Bình, Dương Chí Dương lại bấm số điện thoại của khách sạn, gọi cho mình một tô thịt dê. Lần này gặp mặt Bí Thư Vương sẽ căn bản không thể không uống rượu, lãnh đạo uống hay không chẳng quan trọng, chủ yếu là mình cần phải có thái độ, cần phải biểu hiện đầy đủ thành ý và sức chiến đấu. Chất lượng phục vụ của khách sạn La Nam căn bản là xếp hạng nhất, hơn nữa Dương Chí Dương có thân phận đặc thù. Thế cho nên thức ăn đưa lên rất nhanh. Chỉ sau vài phút thì tô thịt dê bốc hương nghi ngút đã được đưa lên. Lý Nhị Bình vốn quen cách làm việc của Dương Chí Dương, vì vậy nàng lúc này căn bản không cảm thấy có gì khác lạ khi chồng ăn mì thịt dê. Khi Dương Chí Dương dùng cơm thì nàng dùng giọng cảm khái nói. Hôm nay em đi theo Bí Thư Vương trên đường lớn của khu công nghệ kỹ thuật, cảm xúc bùng lên mạnh mẽ. Con người đôi khi không nhất định có vị trí cao. Thế nhưng chỉ cần kiến tạo cuộc sống tốt đẹp cho một phương thì cũng đủ để không thẹn sống kiếp này rồi. Em đúng là ngồi nói chuyện không sợ đau lưng, nếu như em từ vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố xuống làm phó chủ tịch quận, em có thể cam tâm sao? Theo anh thấy chỉ sợ lúc đó em đã khóc rối cả lên rồi. Dương Chí Dương vừa ăn mì vừa liếc mắt nhìn vợ. Lý Nhị Bình đang trầm mình trong tâm tình xúc cảm, nàng căn bản không hài lòng với lời nói của chồng. Thế là nhìn rồi dùng giọng bất mãn nói. Này Chí Dương, em đề tỉnh anh một câu, y thuật chú ý hốt thuốc đúng bệnh, quan trường chú ý hòa hợp. Bí Thư Vương là một người cần những người có năng lực, nếu như anh lơ là, anh cũng đừng trách em không giúp đỡ. Thái độ của Dương Chí Dương nhanh chóng xoay chuyển 180 độ, hắn đặt tô mì xuống rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Chủ tịch Lý, ngài phê bình rất đúng, sau này tôi nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi.
biến thành người khác. Sau khi nghe giọng nói ngọt xớt của Dương Chí Dương, Lý Nhị Bình gật đầu thỏa mãn. Khi nàng chuẩn bị dặn dò chồng vài câu, đột nhiên điện thoại vang lên. Lý Nhị Bình cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó cười nói. Tiểu Ngụy, tôi là Lý Nhị Bình, có chuyện gì sao? Tiểu Ngụy chính là một vị trưởng khoa ở trong văn phòng thị ủy, tuy cấp bậc không cao nhưng vị trí khá quan trọng, biết được nhiều tin tức trong văn phòng thị ủy. Cũng vì nguyên nhân này mà Lý Nhị Bình ném cho đối phương chút lợi ích, thế là tìm được nhiều thông tin về Bí Thư Vương và các vị lãnh đạo khác trong thị ủy. Chủ tịch Lý, Chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng Bí Thư Lật của Ủy ban Tư pháp đến thành phố La Nam, nghe nói là đến gặp mặt Bí Thư Vương. Tiểu Ngụy nói vài câu với Lý Nhị Bình rồi lên tiếng nói ra nội dung cần quan tâm. Chủ tịch La và Bí Thư Lật, hai vị này là thường ủy tỉnh ủy, lúc này đến thành phố La Nam, tất nhiên là tiễn chân Vương Tử Quân. Lý Nhị Bình nói lời cảm ơn Tiểu Ngụy, sau đó gương mặt trở nên âm trầm. Dương Chí Dương luôn chú ý đến gương mặt Lý Nhị Bình, thấy gương mặt vợ mình trở nên không tốt, thế là dùng giọng ân cần hỏi. Nhị Bình, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Lý Nhị Bình nhìn vẻ mặt Dương Chí Dương, nàng có chút do dự, sau đó nói. Vừa rồi nhận được tin tức, Lật Tòng Ba sẽ cùng Chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến gặp mặt Bí Thư Vương. Em nói gì, hai người bọn họ đến gặp Bí Thư Vương sao? Vẻ mặt Dương Chí Dương chợt trở nên khó coi. Lý Nhị Bình nhìn gương mặt chán chường của chồng mình, nàng thật sự không đành lòng, thế là nàng khẽ đi đến bên cạnh an ủi. Bí Thư Vương còn ở lại thành phố La Nam vài ngày, hôm nay không có cơ hội thì để ngày mai, chúng ta chờ một chút là được. Dương Chí Dương cũng không vì lời nói của Lý Nhị Bình mà vui vẻ trở lại, hắn chán nản nằm xuống ghế salon, sau đó dùng giọng không vui nói. Hôm nay hai người bọn họ đến gặp Bí Thư Vương, ngày mai sẽ còn có những người khác chạy đến. Bí Thư Vương sẽ rời khỏi La Nam, đám thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam sao không đến cổ động cho được. Lý Nhị Bình căn bản không nói thêm điều gì, thế nhưng trong lòng lại thầm thừa nhận lời phỏng đoán của chồng. Dựa theo danh dự của Vương Tử Quân vào lúc này ở tỉnh Sơn Nam, hai người Thạch Kiên Quân và Đường Cảnh Ung còn phải nể mặt, các vị thường ủy tỉnh ủy khác không đến được sao? Kiệu hoa cần nhiều người khiêng, bây giờ Vương Tử Quân căn bản không còn xung đột lợi ích với người khác, bản thân lại có nhiều thủ hạ ở lại La Nam. Đám lãnh đạo tỉnh mà đặc biệt là thường ủy tỉnh ủy sao không muốn làm tốt mối quan hệ với Vương Tử Quân cho được. Hơn nữa Vương Tử Quân sẽ là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Lần này rõ ràng là bí thư Vương được đề bạt, với tuổi thọ của Vương Tử Quân, căn bản còn có thể phát triển mạnh mẽ hơn, nhiều người là bạn thì có nhiều đường để đi thôi. Nếu không hay là em nghĩ biện pháp khác. Lý Nhị Bình thầm cảm thấy lo lắng. Ngoài miệng lại cố gắng an ủi Dương Chí Dương. Dương Chí Dương sờ lên đầu mình nói. Thôi khỏi, bây giờ em còn biện pháp gì chứ? Nước xa không cứu được lửa gần, bên kia đã chuẩn bị ra tay rồi. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, Lý Nhị Bình và Dương Chí Dương cũng không còn hưng phấn như vừa rồi. Hai người vừa đứng lên lại ngồi xuống, căn bản là không ai muốn lên tiếng. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên ắng, cũng đánh thức tâm tình trầm lắng của hai vợ chồng Dương Chí Dương. Lý Nhị Bình đưa mắt nhìn Dương Chí Dương, sau đó đi ra mở cửa. Lý Nhị Bình thấy người đi đến thì chợt sững sờ, gương mặt chán nản chợt trở thành đóa hoa khoe sắc dưới ánh mặt trời. Long Cương, có việc gì vậy? Có phải Bí Thư Vương có gì phân phó không? Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương vì có chút chuyện bận nên đổi địa điểm dùng cơm thành Hâm Dương Uyển. Sợ hai vị không tìm được địa điểm, thế cho nên để tôi đến đón hai vị. Khương Long Cương tuy đã thấy được tuyệt kỹ trở mặt nhanh còn hơn trong phim của Lý Nhị Bình, thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Lý Nhị Bình căn bản cảm thấy cực kỳ cảm động vì Vương Tử Quân phái Khương Long Cương đến để giải thích sự việc. Dù sao thì bây giờ Bí Thư Vương cũng là người mà hai vợ chồng bọn họ cần trợ giúp, Bí Thư Vương đặc biệt phái thư ký đến giải thích, cũng đủ nể mặt hai người. Không ngờ Bí Thư Vương lại cho hai người bọn họ đến tham gia bữa tiệc. Long Cương, Bí Thư Vương bận rộn. Lý Nhị Bình nói một nửa câu thì không tiếp tục lên tiếng, nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Khương Long Cương rồi nói. Anh nói Bí Thư Vương mời hai người chúng tôi sao? Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương có lẽ đã sắp đến,
ngài và cục trưởng Dương không nên thu thập gì cả, đi theo tôi là được. Khương Long Cương vẫn giữ bộ dạng nho nhã lễ độ, thế nhưng trong lòng lại có thêm vài phần sùng bái Vương Tử Quân. Vợ chồng Lý Nhị Bình là những người có danh dự trong tỉnh Sơn Nam, lúc này vì một bữa cơm với Bí Thư Vương mà tỏ ra cực kỳ khốn đốn, thật sự không làm cho người ta tâm phục không thôi. Dưới sự dẫn đường của Khương Long Cương, chỉ mất 5 phút thì Dương Chí Dương và Lý Nhị Bình ngồi trên chiếc xe số 1 Thụy Ủy La Nam đã chạy đến Hâm Dương Uyển. Dương Chí Dương chưa từng đến Hâm Dương Uyển nhưng Lý Nhị Bình thì khác, nàng nhanh chóng đi đến phòng lớn nhất, niềm kích động trong lòng càng tăng tiến vài phần. Tất cả đều giống như dự đoán của Lý Nhị Bình, khi Khương Long Cương gõ cửa và mở ra, bên trong không những có Vương Tử Quân, còn có Bí Thư Ủy Ban Tư Pháp Tỉnh Ủy Lật Tử Đạo, còn có Chủ tịch La của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Chào Bí Thư Lật, Chủ tịch La, tôi vốn hẹn hai vợ chồng Cục trưởng Dương dùng cơm. Dù sao thì mọi người cũng có quen biết, dứt khoát ngồi ăn cùng một chỗ, tôi đỡ phải phân thân chạy qua chạy lại. Vương Tử Quân đứng lên mời hai vợ chồng Dương Chí Dương ngồi xuống, sau đó mỉm cười nói với Lật Tử Đạo. Lật Tử Đạo mỉm cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dương Chí Dương, sau đó mở miệng nói. Mọi người chung một nhà, cùng nhau ăn cơm cho vui. Bầu không khí bữa cơm là rất tốt, tuy món ăn không nhiều, hơn nữa đều là những món ăn gia đình, thế nhưng hương vị thơm ngon. Lần này mọi người dùng cơm, dù là chủ nhà như Vương Tử Quân hay khách như hai người Lật Tử Đạo đều không nói về tình hình thế cục ở Sơn Nam, bọn họ nói về các kiến thức về gia đình, vì thế bầu không khí càng thêm thoải mái. Vương Tử Quân ở trong này giống như một người chủ hiếu khách, cũng không vì thân phận của hai vợ chồng Lý Nhị Bình có hơi thấp mà khinh thường. Hắn trò chuyện vui vẻ với hai vợ chồng Lý Nhị Bình, hơn nữa còn uống vài ly với Dương Chí Dương. Nhưng bầu không khí này cũng làm cho Lý Nhị Bình căn bản có chút không thoải mái, nàng tuy cười tươi hớn hở, thế nhưng trong lòng lại nghĩ phải làm sao để nói một câu giúp chồng. Nhưng đến lúc cuối cùng thì nàng cũng không tìm được cơ hội nói chuyện. Ôi, sao em lại không nói rõ với Bí Thư Vương nhỉ? Lý Nhị Bình nhìn chiếc Audi số 1 Thụy Ủy La Nam chạy vào màn đêm. Thế là không khỏi dùng giọng ảo não nói. Dương Chí Dương lại tỏ ra rất hưng phấn, hắn nhìn chiếc xe biến mất mà dùng giọng cảm thán nói. Vợ ơi, sao em thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc như vậy? Sự việc đã được giải quyết rồi, em còn buồn phiền gì nữa? Chương 1075, tu hú chiếm ổ chim chích cũng không phải lỗi của tôi. Được giải quyết. Lý Nhị Bình nhìn Dương Chí Dương rồi dùng giọng khó hiểu nói. Làm sao được giải quyết, em còn chưa kịp nói gì với Bí Thư Vương mà. Nhưng Bí Thư Vương đã làm rồi, mục đích của chúng ta đã đạt được, tuy anh không thể thăng chức, thế nhưng ít nhất thì vị trí hiện tại cũng được bảo vệ. Dương Chí Dương nói đến đây thì vẻ mặt tươi tỉnh hơn vài phần. Khi thấy Lý Nhị Bình còn chưa hiểu thì Dương Chí Dương phải tiến thêm một bước giải thích. Thật ra chúng ta không cần nói rõ với Bí Thư Vương, tất nhiên Bí Thư Vương sẽ biết rõ vấn đề. Anh ấy thừa cơ hội mở tiệc chiêu đãi Bí Thư Lật để gọi vợ chồng mình qua, bữa cơm này có ý nghĩa rất lớn, có một ý tứ rõ ràng bên trong. Có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chuyện của anh sẽ không có vấn đề. Chỉ đơn giản vậy sao? Lý Nhị Bình vẫn không tin, nàng là phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam tuy có chút thông minh. Thế nhưng khi gặp chuyện cần quan tâm thì có chút rối loạn. Tất nhiên chỉ đơn giản như vậy thôi. Dương Chí Dương nói đến đây thì ánh mắt đầy hâm mộ và kỳ vọng. Sự kiện làm hắn cảm thấy đau đầu, hắn còn chưa kịp nói ra thì đã được giải quyết. Nhìn qua thì có vẻ đơn giản, thế nhưng bên trong ẩn giấu lực ảnh hưởng lớn của Bí Thư Vương ở tỉnh Sơn Nam, dù sao thì Lật Tử Đạo cũng không phải nể mặt nhiều người. Đồ nhi, hôm nay phải hầu hạ sư phụ cho tốt. Em là nhân vật trước mặt người khác, thế nhưng còn cần phải học tập nhiều hơn. Dương Chí Dương có tâm tình rất tốt, hắn đắc ý trêu chọc vợ mình. Anh đúng là ma quỷ, bây giờ mới nghĩ đến nghĩa vụ của mình. Lý Nhị Bình được chồng nhắc đến nổi niềm thì tất nhiên cũng không tầm thường, nàng thân mật nắm tay chồng đi vào trong phòng. Bầu trời La Nam bao la rộng lớn không một áng mây, Vương Tử Quân ngồi trong nhà, hắn vừa pha trà vừa cười nói. Bí Thư Thạch, tôi đã nói rồi, tôi sẽ đi đến Sơn Viên gặp ngài, ngài sao lại chạy đến đây? Điều này thật sự làm cho tôi cảm thấy lên mặt. Thạch Kiên Quân ngồi đối diện với Vương Tử Quân,
hắn nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tôi cũng không có vấn đề, cậu đã đến nhà tôi cho nhiều táo, tôi cũng phải có một lần trả lễ chứ. Nếu không thì sau này sao còn cơ hội? Càn Khôn chợt thay đổi, Thạch Kiên Quân tiến lên làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, điều này không khỏi làm hắn cảm kích Vương Tử Quân. Nếu không thì chẳng phải là Vương Tử Quân, người ra đi phải là hắn, không phải là Hào Nhất Phong đã là một vị bộ trưởng. Thật ra Thạch Kiên Quân đã sớm chuẩn bị sẵn, thế nhưng bị điều động rời khỏi Sơn Nam vẫn là một đả kích không nhỏ. Lúc này hắn đi đường vòng, căn bản có thể củng cố cơ sở của mình. Thạch Kiên Quân là bí thư tỉnh ủy, xứng đáng với danh hiệu đại tướng biên cương. Trong nước có hơn chục tỉnh, bây giờ hắn là một người trong số đó. Tử Quân, nói thật nhé, tôi không nỡ cho cậu rời đi. Tôi đã từng yêu cầu với tổ chức, cậu công tác ở đâu mà chẳng được, sao không thể ở lại Sơn Nam? Cậu là người quen thuộc công tác ở Sơn Nam, công tác của Sơn Nam căn bản không thể nào ly khai khỏi cậu được. Thạch Kiên Quân dùng giọng trầm thấp đầy thành khẩn nói. Vương Tử Quân căn bản dùng hai tai biện chứng nghe những lời của Thạch Kiên Quân, hắn tin Thạch Kiên Quân cũng đã cho ra lời yêu cầu với lãnh đạo thượng cấp, nhưng nếu phân tích từ góc độ của mình, hắn cảm thấy thật lòng thì Thạch Kiên Quân cũng căn bản không muốn mình ở lại Sơn Nam. Dù sao thì mình cũng là một lực lượng ở Sơn Nam, lực lượng khá mạnh. Đặc biệt là sau này nhất định sẽ có một nhóm người càng thêm mẫn cảm với quá trình phát triển của mình, vì người làm quan ai không muốn tìm ra lực khống chế của riêng mình. Cảm ơn Bí Thư Thạch, nói thật thì tôi cũng không muốn rời xa ngài. Vương Tử Quân châm trà cho Thạch Kiên Quân rồi cười nói. Ha ha ha, Tử Quân, tuy chúng ta đều có suy nghĩ như vậy, thế nhưng là một cán bộ được tổ chức bồi dưỡng nhiều năm, chúng ta là một khối gạch của cách mạng, đâu cần thì đi đến. Hơn nữa nếu cậu chuyển đến nhiều nơi, sau này sẽ có thêm lý lịch. Cây chuyển chết người chuyển sống, biết không chừng vài năm sau cậu sẽ là thủ trưởng của tôi. Thạch Kiên Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Thạch Kiên Quân vốn chuẩn bị tiễn chân Vương Tử Quân ở thành phố Sơn Viên, thế nhưng khi đám thường ủy tỉnh ủy đến thành phố La Nam khảo sát nghiên cứu, hắn chợt ngồi không yên. Hắn không thể không đến, vì các vị thường ủy tỉnh ủy đã đến đông đủ, sao lại thiếu một bí thư như hắn cho được. Tuy Vương Tử Quân sẽ phải đi, thế nhưng lực ảnh hưởng của Vương Tử Quân ở tỉnh Sơn Nam căn bản không biến mất ngay, những người hắn để lại là thế lực mà Thạch Kiên Quân cần phải lôi kéo. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy vui vẻ của Thạch Kiên Quân, hắn dùng giọng khiêm tốn nói. Lão lãnh đạo, ngài thật sự là kỳ vọng quá lớn vào tôi, thật sự làm tôi cảm thấy áp lực lớn. Vương Tử Quân nói rồi chợt thay đổi chủ đề. Ngài đã từng công tác ở tỉnh Nam Giang, căn bản là quen thuộc tình huống ở bên kia. Bây giờ tôi đi đến tỉnh Nam Giang với hai mắt tối đen, cái gì cũng không biết, thế nên mong lão lãnh đạo chỉ giáo cho một chút. Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui với sự khiêm tốn của Vương Tử Quân, đặc biệt là hai chữ kỳ vọng của Vương Tử Quân cho hắn, hai chữ này làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn chợt cười nói. Cậu đến tỉnh Nam Giang làm bí thư ủy ban tư pháp cũng không phải sự kiện nhẹ nhàng linh hoạt. Nam Giang là tỉnh phát triển kinh tế, quần chúng nhân dân có trình độ cao hơn Sơn Nam, cậu đến thì nên khiêm tốn một chút mới ổn. Vương Tử Quân thấy vẻ mặt Thạch Kiên Quân chậm rãi trở nên nghiêm túc, thế là vẻ mặt cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng. Tuy Thạch Kiên Quân đã rời khỏi tỉnh Nam Giang một thời gian, thế nhưng lại căn bản hiểu rõ tình huống của các tỉnh phía Nam. Tôi nói với cậu một người. Thạch Kiên Quân hấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Hai ngày qua tôi đã từng nhìn qua sơ lược lý lịch của các vị lãnh đạo tỉnh Nam Giang, căn bản có chút hiểu rõ về Nam Giang. Tôi nói với cậu người này, cậu cần phải chú ý. Anh ấy chính là Cục trưởng Cục Công an tỉnh Nam Giang tên là Trân Hồng Lỗi. Người này công tác trong ngành công an đã được hơn 30 năm, căn bản rất có uy vọng trong hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, tất nhiên hắn sẽ chú ý đến Trân Hồng Lỗi. Tuy hắn đã nhìn qua sơ lược lý lịch của Trân Hồng Lỗi, cũng tìm được chút tin tức, thế nhưng chỉ dựa vào những thứ này thì hắn thật sự cảm thấy còn chưa đủ, đó chỉ là những vụ án được đối phương xử lý cực kỳ huy hoàng mà thôi. Theo những gì Vương Tử Quân được biết thì người này căn bản là kẻ nối nghiệp của vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang sau khi về hưu. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà Vương Tử Quân trở thành tu hú chiếm chỗ chim chích, làm cho đối phương phải đứng lại. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp,
hắn căn bản không thể nào bất hòa với Trần Hồng Lỗi. Một khi hai bên đã có quan hệ, Vương Tử Quân căn bản không khờ dại cho rằng dựa vào sức quyến rũ của mình có thể làm cho đối phương chấn động, có thể làm cho một vị cục trưởng công an cúi đầu nghe theo. Trần Hồng Lỗi có lẽ là một tảng đá mà Vương Tử Quân phải đưa theo bên người. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lại cười nói. Cảm tạ lãnh đạo đã chỉ điểm, mong nói rõ xem tôi nên làm thế nào. Thạch Kiên Quân lại nói ra vài tình huống về tỉnh Nam Giang với Vương Tử Quân, sau đó nói sang chuyện khác. Tôi đã rời khỏi tỉnh Nam Giang khá lâu, có nhiều thứ bây giờ chỉ là tin tức vỉa hè, lúc này tỉnh Nam Giang có bộ dạng thế nào thì cậu cần phải đi đến xem xét. Cậu cần chú ý thực tế một chút, bí thư Diệp của tỉnh ủy Nam Giang mới đến nhận chức được hơn một năm mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Thạch Kiên Quân, hai người cùng nở nụ cười. Vương Tử Quân hiểu lời nói của Thạch Kiên Quân đại biểu cho ý nghĩa gì, cũng biết Thạch Kiên Quân còn nửa lời đang nuốt vào trong bụng. Đó là chủ tịch tỉnh Nam Giang đã công tác lâu năm, bí thư thì mới đến được hơn một năm, hai người mới nhập gánh công tác được hơn một năm mà thôi. Mặc dù không truyền ra âm thanh gì hài hòa, thế nhưng ban ngành vẫn căn bản là đoàn kết. Vương Tử Quân là một trong những thành viên ban ngành của tỉnh Nam Giang, hắn chú ý nhất chính là mối quan hệ với hai vị lãnh đạo này. Một khi hắn không xử lý tốt quan hệ, chỉ sợ chuyện tìm chỗ dựa ở tỉnh Nam Giang không còn là đơn giản nữa. Tuy Thạch Kiên Quân tự mình đến thành phố La Nam, thế nhưng phương diện đưa tiễn Vương Tử Quân thì tỉnh Sơn Nam vẫn làm theo lẽ thường. Hội nghị tiễn Trần không những tập trung đông đủ thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, cũng không thiếu tất cả các vị lãnh đạo đứng đầu các thành phố trong tỉnh. Trong hội nghị đưa tiễn, Bí thư Thạch Kiên Quân cho ra những đánh giá cao độ về công tác của Vương Tử Quân trong tỉnh Sơn Nam, tiến hành khẳng định công tác của Vương Tử Quân trong thành phố La Nam. Hơn nữa còn trịnh trọng tuyên bố những cống hiến của đồng chí Vương Tử Quân cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Sơn Nam là căn bản không thể nào đánh giá được. V. Quy có được sự giúp đỡ của Bí thư và Chủ tịch tỉnh, hội nghị tiễn Trần căn bản càng thêm vui vẻ náo nhiệt. Tuy Vương Tử Quân đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng vẫn không thoát khỏi tình huống say xỉn. Khi Vương Tử Quân đặt chân đến đất Nam Giang, lúc này phương Bắc vẫn là gió đông gào thét, thế nhưng Nam Giang lại ấm áp như mùa xuân. Ủy viên Hà Thường Minh của Ban Tổ chức Trung ương đi cùng Vương Tử Quân, giữa hai người giống như có một tầng ngăn cách vô hình. Có ngăn cách cũng là bình thường, nếu người ta vừa đến mà mình tỏ ra thân quen thì khá bất thường. Hai người chỉ nói với nhau vài câu trên máy bay, sau đó lẳng lặng nghỉ ngơi, vì vậy căn bản không có tình huống níu kéo quan hệ. Lẽ ra bây giờ Vương Tử Quân là một nhân vật trên địa phương, Hà Thường Minh đưa Vương Tử Quân đi nhận chức, đây vốn là một cơ hội tốt. Nếu như mượn cơ hội này để liên lạc, hai người sẽ có mối quan hệ tốt đẹp. Vương Tử Quân nhìn vào biểu hiện của Hà Thường Minh, hắn cảm thấy đối phương đang cố ý như vậy. Còn vì sao Hà Thường Minh lại làm như vậy? Vương Tử Quân suy nghĩ đến vị trí của Dương Độ Lục ở Ban Tổ chức Trung ương, thế là chợt hiểu rõ. Khi hai người cùng nhân viên tùy tùng đi ra máy bay, một người đàn ông trung niên với gương mặt tròn tiến lên đón chào. Người này bảo dưỡng sức khỏe rất tốt, gương mặt hồng nhuận, hơn nữa mái tóc nhìn qua cũng đen nhánh tỏa sáng. Người đàn ông này giống như quen biết Hà Thường Minh, vừa thấy Hà Thường Minh thì vươn hai tay. Sau đó gương mặt mang theo vài phần vui vẻ chợt lộ ra nụ cười như hoa. Lãnh đạo Hà, chào mừng ngài đến chỉ đạo công tác của tỉnh Nam Giang. Bí thư Diệp nghe nói ngài đến thì rất vui, nói muốn cùng ngài uống vài ly. Gương mặt Hà Thường Minh vốn đang căng cứng, lúc này cũng nở nụ cười. Hắn bắt tay với người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó cười nói. Bí thư Diệp đã quá để mắt đến tôi. Người nào không biết Bí thư Diệp là người vạn ly không say, tôi nào dám cùng đánh giá với Bí thư Diệp cho được. Hà Thường Minh tôn trọng Bí thư Diệp như vậy cũng không có gì không đúng, tuy hắn là một vị lãnh đạo đến từ Ban Tổ chức Trung ương, là quan lớn, thế nhưng cũng phải xem mình sẽ gặp ai. Bí thư Diệp không phải là người thường, không những là Bí thư tỉnh ủy Nam Giang, còn là ủy viên Cục Chính trị, là lãnh đạo quốc gia. Người đàn ông trung niên mập mạp cười ha hả. Sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Nếu như tôi đoán không sai thì vị này chính là Bí thư Vương có phải không? Tôi là Đào Nhất Hành, chào mừng anh đến tỉnh Nam Giang, sau này chúng ta xem như là người cùng một nồi rồi.
Vương Tử Quân nghe được ba chữ Đào Nhất Hành thì chỉ biết đối phương là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Nam Giang, một trong những vị thường ủy tỉnh ủy. Thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy thường có vị trí đặc thù, đối phương không những là quản gia của văn phòng tỉnh ủy, dưới tình huống bình thường còn là thân tín của bí thư tỉnh ủy. Nếu thư ký trưởng nắm chắc lực lượng, có thể có lực ảnh hưởng còn vượt qua cả phó bí thư tỉnh ủy. Chính mình vừa mới đến tỉnh Nam Giang, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của Đào Nhất Hành, đặc biệt là phương diện liên hệ với bí thư Diệp, càng cần Đào Nhất Hành trợ giúp. Vì vậy khi Đào Nhất Hành vươn tay ra thì Vương Tử Quân cũng cười bắt tay nói. Chào thư ký trưởng Đào, tôi căn bản chưa quen thuộc tỉnh Nam Giang, kính mong ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha ha, bí thư Tử Quân quá khách khí rồi, sau này có chuyện gì thì chúng ta thương lượng với nhau. Đào Nhất Hành nói rồi quay sang với Hà Thường Minh. Ủy viên Hà, chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi đến văn phòng tỉnh ủy, hội nghị gặp mặt đã chuẩn bị xong. Bốn chiếc xe Audi màu đen đã dừng bên ngoài, trước đó còn có một chiếc xe Việt Dã có đèn báo hiệu. Hà Thường Minh và Đào Nhất Hành leo lên chiếc xe thứ nhất, Vương Tử Quân và một người đàn ông trung niên gầy còm leo lên chiếc xe Audi thứ hai. Khi Vương Tử Quân ngồi lên xe thì người đàn ông trung niên kia chợt khẽ giới thiệu. Chào Bí Thư Vương, tôi là Vu Trường Long của Văn phòng Ủy ban Tư pháp, sau này kính mong Bí Thư Vương phê bình nhiều hơn. Người đàn ông trung niên này giới thiệu bằng giọng điệu rất dịu dàng thế nhưng gương mặt hồng hào đầy nụ cười làm cho người ta nhìn vào cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng đối phương đang cố gắng bày tỏ với mình, rõ ràng là đối phương cười lên có bộ dạng như vậy. Vương Tử Quân khẽ cười và gật đầu với vị chủ nhiệm văn phòng ủy ban tư pháp, hắn nói. Chủ nhiệm Vu, anh quá khách khí rồi. Vu Trường Long thật sự rất hy vọng Vương Tử Quân có thể nói thêm vài câu, để tăng thêm hiểu biết. Nhưng vị bí thư trẻ tuổi của ủy ban tư pháp tỉnh ủy căn bản có chút quá phận, cũng không thèm nói về công tác, ngồi lên xe sau khi bắt chuyện thì nhắm mắt lại, bộ dạng như muốn ngủ. Vương Tử Quân không phải không muốn trò chuyện với Vu Trường Long. Nhưng hắn căn bản còn chưa biết về đối phương. Hắn mới đến nhận chức, nếu biểu hiện quá nhiều khi còn chưa hiểu rõ tình huống, đây căn bản không phải là chuyện tốt. Thành phố tỉnh Lỵ Đông Hồng ở trung tâm tỉnh Nam Giang, khí hậu nơi đây như mùa xuân, cảnh sắc tươi đẹp hợp lòng người. Lúc này trên đường có nhiều xe cộ đi lại, thế nhưng xe cảnh sát chạy trước mở đường nên nhóm người Vương Tử Quân chỉ mất nửa giờ đã đi đến văn phòng tỉnh ủy Nam Giang. Ủy viên Hà, chào mừng, chào mừng. Khi Hà Thường Minh xuống xe thì một ông lão mái tóc hoa râm đi đến, người này hơn 50 tuổi, mặc một bộ tây trang, lộ ra vài phần uy nghiêm. Chương 1076, một gậy vào đầu. Quyền lực thật sự là thứ tốt, một khi có quyền lực dù anh phải phục tùng một ai đó, thế nhưng người nào đó cũng phải phục tùng anh. Vì mỗi người phát triển trong quan trường đều nhớ kỹ một chuẩn tắc, quan lớn hơn một cấp đè chết người. Quả nhiên khi người kia vươn tay ra thì trên mặt Hà Thường Minh lộ ra nụ cười, hắn nhanh chóng tiến lên hai bước, sau đó hai tay bắt chặt tay đối phương. Chào Bí Thư Diêu, chúng ta đã lâu rồi không gặp. Đó là vì lãnh đạo quá bận rộn, thế cho nên căn bản không đủ quan tâm đến tỉnh Nam Giang chúng tôi. Bí Thư Diêu vừa bắt chặt tay Hà Thường Minh vừa cười lớn nói. Lời nói của Bí Thư Diêu rất có ý nghĩa. Vừa có chút oán trách vừa tăng giá trị con người của Hà Thường Minh, điều này không khỏi làm cho gương mặt của Hà Thường Minh có vài phần tươi sáng. Hà Thường Minh cười nói. Bí thư Diêu nói vậy tôi cũng không dám nhận, ngài là lãnh đạo của tôi, trước mặt ngài tôi chỉ là một tên thư ký trẻ tuổi mà thôi. Vương Tử Quân lẳng lặng đứng một bên nghe hai người kia ôn chuyện. Tuy lần này người ta đến tiễn chân hắn, thế nhưng Hà Thường Minh mới là nhân vật chính. Bí thư Diêu tuy trò chuyện với Hà Thường Minh thế nhưng ánh mắt của lão lại lơ đãng nhìn về phía Vương Tử Quân. Lão là phó bí thư nắm công tác tổ chức, lão căn bản hiểu rất rõ về Vương Tử Quân. Tuyến trên sao lại phái một vị cán bộ trẻ tuổi như vậy xuống làm bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang. Chỉ bằng vào người này có thể trấn trụ được đám binh hùng tướng mạnh của ủy ban tư pháp sao? Nếu không trấn áp được, như vậy rõ ràng chỉ còn lại tình huống khổ cực không nói nên lời. Nói thật trong khối ủy ban tư pháp, chính lão còn không muốn quản làm gì cho mệt. Siêu Trung Tắc nghĩ đến khối tư pháp trong tỉnh Nam Giang mà không khỏi nhớ đến gương mặt âm trầm của Bí Thư Diệp vào ngày hôm nay.
Xem ra Bí thư Diệp rất mất hứng vì vị bí thư mới đến của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Siêu Trung Tắc là phó bí thư nắm công tác tổ chức, lão biết rõ Bí thư Diệp hy vọng đề bạt một vị cán bộ nội bộ làm bí thư Ủy ban Tư pháp, sẽ làm tốt công tác hộ giá cho hoạt động phát triển kinh tế trong tỉnh. Nếu như mục đích này không đạt được, như vậy sẽ lấy lùi làm tiến, sẽ tìm một vị cán bộ lão thành kinh nghiệm phong phú nắm công tác tư pháp. Tuyệt đối không ngờ Diệp Thừa Dân muốn nắm giữ vị trí bí thư Ủy ban Tư pháp cho người của mình, thế nhưng tất cả dự mưu đều chỉ là của một bên mà thôi, tuyến trên cũng căn bản cũng không cho lão cơ hội, thế là trực tiếp hàng không xuống một vị cán bộ trẻ tuổi. Hơn nữa theo như lão được biết, người này căn bản không có kinh nghiệm công tác ở khối tư pháp, hoàn toàn là một người đứng bên ngoài. Siêu Trung Tắc đã từng xem xét kỹ càng kinh nghiệm của Vương Tử Quân, biết rõ người này là một nhân tài phát triển kinh tế, nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì lại bị ném sang khối tư pháp. Nếu không làm tốt công tác, sẽ không thiếu tình huống bị bí thư phê bình. Tuy trong lòng Diêu Trung Tắc rất hoài nghi về năng lực của Vương Tử Quân, thế nhưng dù thế nào cũng phải có thái độ hoan nghênh. Trên phương diện chức vụ thì lão là phó bí thư, coi như là lãnh đạo của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn là thường ủy tỉnh ủy, cũng không kém lão bao nhiêu. Vị này là bí thư Vương sao? Chào anh! Tôi là Diêu Trung Tắc, chào mừng anh đến tỉnh Nam Giang nhận chức, Bí thư Diệp đang chờ, chúng ta cùng đi thôi. Siêu Trung Tắc dù trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân, thế nhưng vừa nói vừa cất bước đi lên lầu. Hà Thường Minh theo sát bên cạnh Diêu Trung Tắc, thư ký trưởng Đào Nhất Hành khẽ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó cũng đi theo. Khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy ở Nam Giang căn bản là khí phái hơn nhiều so với Sơn Nam, nhưng nhìn từ độ cao thì căn bản là không khác biệt quá lớn. Nhìn hát xe ung quanh cũng cảm thấy không gian chẳng có gì quá sức tưởng tượng. Nhưng khi người ta đi vào đây chợt sinh ra cảm giác mạnh mẽ trang nghiêm khí thế. Bí thư Diêu, khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy của các anh rất có phong cách dân tộc Man, một dân tộc phía Nam Trung Quốc thời xưa. Hà Thường Minh vừa đi lên lầu vừa mở miệng nói đùa với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc cười cười nói. Khi chúng tôi tạo hình cho tòa nhà, Bí thư Trịnh có cho ra chỉ thị. Chúng tôi là công bộc của dân, chúng tôi cần phải làm quan thanh bạch, đường đường chính chính vì dân, biểu hiện của tòa nhà này chính là dựa vào chỉ thị tinh thần của bí thư. Vương Tử Quân căn bản không hiểu quá nhiều về kiểu cách xây dựng, thế nhưng hắn căn bản không xa lạ gì bí thư Trịnh mà Diêu Trung Tắc vừa nhắc đến. Lúc này bí thư Trịnh đã tiến vào trong danh sách trung ương, đây chính là một tồn tại mà Vương Tử Quân chỉ có thể đứng nhìn lên mà thôi. Phòng làm việc của bí thư Diệp ở lầu 3. Đám người Vương Tử Quân đi đến lầu 3 thì được một người đàn ông trung niên chưa đến 40 tiến đến đón chào. Siêu Trung Tắc thấy được người đàn ông trung niên kia thì không khỏi cười nói. Trấn Hưng, bây giờ bí thư có rảnh không? Bí thư Diêu, chủ tịch Ngô vừa mới vào trong phòng của bí thư Diệp. Người đàn ông trung niên nói ỏ ồi đưa mắt nhìn thoáng qua sau lưng Diêu Trung Tắc, hắn dùng giọng do dự nói. Nếu không bây giờ tôi đi vào gọi bí thư một tiếng. Không cần, Bí thư Diêu, Bí thư Diệp là người bận rộn công tác, tôi thấy chúng ta nên chờ chút thì hay hơn. Hà Thường Minh không chờ Diêu Trung Tắc mở miệng mà chủ động nói. Diêu Trung Tắc trầm ngâm giây lát, sau đó gật đầu nói. Tốt, vậy thì chúng ta chờ một chút. Vài người đi vào phòng họp nhỏ, chỉ một lát sau thì nhân viên phục vụ đã đưa trà đến. Vương Tử Quân nghe đám người Diêu Trung Tắc và Hà Thường Minh nói chuyện với nhau. Trong lòng thầm nghĩ không biết bí thư Diệp kia là hạng người thế nào. Siêu Trung Tắc nói chuyện rất có trình độ, tuy đối tượng chủ yếu là Hà Thường Minh, thế nhưng nói được 4-5 câu thì ném cho Vương Tử Quân một câu, không làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác vắng vẻ. 10 phút sau người đàn ông trung niên được gọi là Trấn Hưng đi vào, hắn nói bí thư Diệp bên kia cho ra lời mời. Siêu Trung Tắc lúc này mới đứng lên, hắn và Hà Thường Minh đi song song vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp. Khi hai người Diêu Trung Tắc và Hà Thường Minh đi đến cửa, một người đàn ông cơ thể cao lớn mái tóc hoa râm hơn 50 tuổi đi ra chào đón, vừa đến cửa thì tiếng cười đã truyền ra hành lang. Ủy viên Hà, chào mừng anh đến Nam Giang. Người đàn ông này vừa nói vừa vươn tay ra, Hà Thường Minh lại vươn hai tay bắt chặt tay đối phương. Chào Bí thư Diệp. Ủy viên Hà, tôi nhớ lần trước hai chúng ta gặp mặt nhau, đúng rồi, là lúc tôi về thủ đô. Tử lượng của cậu rất tốt, lúc này cậu đến tỉnh Nam Giang,
không uống vài ly thì rõ ràng có ý kiến với tôi, lại nói chúng tôi chiêu đãi không tốt. Bí thư Diệp vừa chào hỏi Hà Thường Minh vừa khẽ đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này ánh mắt của Vương Tử Quân cũng tập trung lên người vị bí thư đứng đầu tỉnh Nam Giang, khi hai bên đối mặt với nhau, Vương Tử Quân khẽ nở nụ cười hữu hảo với đối phương. Lúc này bí thư Diệp cũng gật đầu với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy khi nhìn về phía mình thì ánh mắt bí thư Diệp có vài phần căng cứng. Vương Tử Quân nghĩ đến những tình huống của tỉnh Nam Giang mà đám người Thạch Hiên Quân giới thiệu cho mình trước khi đến, hắn thầm nghĩ bí thư Diệp này chỉ sợ không phải rất hài lòng với mình. Thế là hắn thầm cân nhắc sự việc này giống như hút xương, càng mút càng có hương vị, thế nhưng hắn chỉ để cảm giác này trong lòng, căn bản không dám biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi nói vài ba câu trong phòng làm việc của bí thư Diệp, Đào Nhất Hành đi đến báo cáo. Bí thư Diệp, phòng họp bên kia đã chuẩn bị tốt rồi. Vậy thì trước tiên chúng ta đi làm chính sự. Diệp Thừa Dân vung tay lên, sau đó trực tiếp đứng lên. Động tác của lão căn bản tác động đến thần kinh của nhiều người, khi thấy bí thư đứng lên thì nhóm người Diêu Trung Tắc và Hà Thường Minh cũng đứng lên theo. Tuy Hà Thường Minh là khách nhưng hắn vẫn đi theo sau lưng bí thư Diệp, hai người kém nhau nửa bước. Tuy nửa bước này là rất nhỏ, thế nhưng lại thể hiện sự tôn trọng của Hà Thường Minh với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân ngồi trên vị trí của mình, hắn nhìn đám người với gương mặt chăm chú nghiêm túc bên dưới. Lúc này Diêu Trung Tắc là người chủ trì hội nghị, lão mời Hà Thường Minh tiến lên công bố quyết định của ban tổ chức trung ương. Tuy Hà Thường Minh có biểu hiện cực kỳ an phận trước mặt bí thư Diệp, thế nhưng hắn ngồi trên ghế trên đài chủ tịch cực kỳ khí thế. Chợt nghe hắn tuyên bố, bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân là ủy viên tỉnh ủy, thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang. Sau đó Hà Thường Minh giới thiệu sơ lược về lý lịch của Vương Tử Quân. Phía dưới vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó đến lượt bí thư Diệp Thừa Dân lên tiếng, đầu tiên lão tỏ vẻ hoan nghênh Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang, cũng yêu cầu các cán bộ bên dưới tích cực giúp đỡ công tác của Vương Tử Quân. Mọi người cố gắng đẩy công tác của khối tư pháp tiến lên bậc thang mới, làm tốt công tác hộ giá hộ tống cho quá trình phát triển kinh tế trong tỉnh. Diệp Thừa Dân nói những lời này cực kỳ có bài bản, nghe qua căn bản không có gì là đặc thù. Nhưng Vương Tử Quân nghe vào tai và cảm thấy có chút không giống, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thừa Dân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Giữa trưa Vương Tử Quân cùng Hà Thường Minh tham gia tiệc rượu hoan nghênh ở khách sạn Nam Giang. Đối tượng chủ yếu của bữa tiệc lần này là Hà Thường Minh, Vương Tử Quân chỉ đơn giản cùng ly với các vị thường ủy tỉnh ủy thì xem như kết thúc chương trình lần này. Chiều hôm đó vì có công tác quan trọng nên Hà Thường Minh lên máy bay rời đi. Người đi tiễn Hà Thường Minh chủ yếu là thư ký trưởng Đào Nhất Hành. Dù thế nào thì Hà Thường Minh cũng là người đưa Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nên hắn chủ động lên tiếng tiễn chân Hà Thường Minh. Tuy hắn đi tiễn chân cũng không tăng tiến quan hệ với Hà Thường Minh, thế nhưng đây là một biểu hiện liên quan đến thái độ. Sau khi tiễn chân Hà Thường Minh, Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành lên xe quay về. Trên xe Đào Nhất Hành dùng giọng đầy thiện cảm giới thiệu không ít tình huống về tỉnh Nam Giang. Cũng nói ra phương diện sắp xếp nhà ở cho Vương Tử Quân. Vì Vương Tử Quân mới đến, hơn nữa vị trí là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, vì vậy cấp bậc trong khối thường ủy tỉnh ủy cũng không cao, chỉ nằm trên Đào Nhất Hành mà thôi, vì vậy Đào Nhất Hành trò chuyện căn bản là khá tùy ý. Bí thư Vương, địa chỉ của anh là lầu số 7 khu thường ủy, trước khi anh đến thì phòng quản lý sự vụ cơ quan đã tiến hành thu dọn. Nếu như anh có gì không hài lòng thì cứ việc nói ra, tôi sẽ cho bọn họ tu chỉnh một lượt. Đào Nhất Hành nói về những lời này thì chợt tỏ ra thân cận. Bí thư Tử Quân, bây giờ người nhà của anh còn chưa đến, tôi đề nghị trước tiên anh nên ở khách sạn, dù sao nơi đó cũng thoải mái hơn. Vương Tử Quân tỏ vẻ cảm tạ những sắp xếp của Đào Nhất Hành, hai người cười cười nói có vẻ rất hòa hợp. Đào Nhất Hành luôn quan sát Vương Tử Quân. Nhìn vẻ trầm ổn của đối phương, hắn bắt đầu có chút dao động với những phán đoán của mình. Nhưng đó chỉ là chút dao động mà thôi, dù sao thì vũng nước trong Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang căn bản là rất sâu, ngay cả một người mạnh mẽ như Bí thư Diệp cũng phải rụt đầu làm rùa đen, đừng nói là một tên cán bộ trẻ tuổi bồng bột như Vương Tử Quân. Người này có lời nói nghe không quá tệ, chỉ mong sao đối phương có thể tồn tại ở vị trí này. Đào Nhất Hành thầm nghĩ về Vương Tử Quân. Khi xe đi đến khu văn phòng tỉnh ủy thì hắn khẽ nói.
Bí thư Tử Quân, Bí thư Diệp muốn gặp anh, mời anh chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Các vị thường ủy tỉnh ủy mới nhận chức dù xuất phát từ phương diện gì thì Bí thư Diệp vẫn phải gặp mặt trò chuyện, đây là một trình tự cần phải thực hiện. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Trấn Hưng, Đào Nhất Hành đi về phòng làm việc của mình. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, không biết có bao nhiêu chuyện đang chờ hắn giải quyết, hắn không thể nào ném tất cả thời gian để làm bạn với Vương Tử Quân. Trấn Hưng tên đầy đủ là Khuất Trấn Hưng, là thư ký của Bí thư Diệp, còn kiêm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, coi như là cán bộ cấp phó sở. Nếu như hắn có thể công tác tốt, biết đâu sẽ có cơ hội xuống tuyến dưới làm chư hầu một phương. Khuất Trấn Hưng xem như là cán bộ trẻ tuổi trong tỉnh Nam Giang, hắn khá nổi bật, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì mới chợt ý thức được mình đã già rồi. Vị bí thư Vương của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy căn bản còn chưa đến 40, thế nhưng vị trí của người này căn bản không phải là thứ mà Khuất Trấn Hưng có thể nghĩ tới. Thường ủy tỉnh ủy, bí thư Ủy ban Tư pháp, mặc dù Khuất Trấn Hưng có được sự giúp đỡ chỉ bảo của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng muốn có được vị trí như Vương Tử Quân thì ít nhất phải cần 10 năm nữa. 10 năm không phải là quá dài, thế nhưng trong quá trình này Vương Tử Quân sẽ dậm chân tại chỗ, sẽ tiếp tục là bí thư Ủy ban Tư pháp sao? Bí thư Vương, mời ngài uống trà. Khuất Trấn Hưng rất khách khí dâng trà cho Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Bí thư Vương, Nam Giang phần lớn dùng các món bản địa, thế nhưng trong nhà khách Nam Giang cũng có những đầu bếp Trung Nguyên. Ngài thích ăn món gì thì cứ nói cho bọn họ xử lý. Vương Tử Quân căn bản tiếp nhận những lời nói quan tâm của Khuất Trấn Hưng, hắn mỉm cười vừa trò chuyện với đối phương vừa chờ đợi lời triệu kiến của Bí thư Diệp Thừa Dân. Hơn 20 phút sau một người đàn ông trung niên rời khỏi phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân, người này không quá cao thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác gọn gàng. Đặc biệt là cặp mắt càng làm cho người ta sinh ra cảm giác lóe lên ánh sáng lạnh. Chương 1076, một gậy vào đầu hai. Vương Tử Quân nhìn cặp mắt sắc bén của người đàn ông trung niên bên kia, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Phải biết rằng hắn là người có hai thế giới, hơn nữa những năm qua liên tục chìm nổi trong quan trường, đã tôi luyện tâm tính đến trạng thái cao vời. Lúc này cảm giác sợ hãi từ trong lòng làm cho hắn sinh ra cảm giác bất ngờ. Người nọ nhanh chóng đi đến. Nụ cười trên mặt Khuất Trấn Hưng nồng đậm thêm vài phần, hắn tiến lên nghênh đón. Chào Cục trưởng Trân. Chủ nhiệm Khuất, ngài đã có một khoảng thời gian chưa triệu kiến thuộc hạ, khi nào thì anh em chúng ta mới có thể uống vài ly đây? Người được xưng là Cục trưởng Trân cùng bắt tay với Khuất Trấn Hưng, sau đó mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Chào Bí thư Vương, tôi là Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trân Hồng Lỗi, sau này kính mong Bí thư Vương phê bình nhiều hơn. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Nam Giang thì đã được nghe qua danh tiếng của Trân Hồng Lỗi, lúc này thấy đối phương tuy không quá cao nhưng là một người đàn ông cực kỳ khí thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn vươn tay với Trân Hồng Lỗi, sau đó cười ha hả bắt tay đối phương. Tôi mới đến, còn căn bản chưa hiểu rõ tình huống, sau này mong Cục trưởng Trân giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha, Bí thư Vương quá khách khí rồi, giúp đỡ công tác của ngài là chức trách của tôi. Có chuyện gì thì ngài cứ phân phó, chuyện lớn thì không dám nói, thế nhưng những chuyện nhỏ thì hoàn toàn có thể đảm bảo. Trân Hồng Lỗi nói đến đây thì cười nói. Vốn muốn báo cáo công tác với Bí thư Vương, thế nhưng Bí thư Diệp bên kia đang chờ ngài, vậy nên tôi cũng không làm trì hoãn thời gian của ngài. Vương Tử Quân nhìn Trân Hồng Lỗi bước đi mà trên miệng lộ ra nụ cười nhạt. Trân Hồng Lỗi kia nói rất hay thế nhưng cụ thể là như thế nào thì còn cần thời gian kiểm nghiệm. Vương Tử Quân lại đi vào trong phòng làm việc của Bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Bí thư Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi hắn đi vào cửa, Bí thư cũng không ngẩng đầu lên, giống như nội dung văn kiện hấp dẫn tất cả ý nghĩ của lão. Vương Tử Quân căn bản không quá quan tâm đến chút thủ đoạn nhỏ của Diệp Thừa Dân, dù sao thì hắn cũng từng dùng qua. Vương Tử Quân lẳng lặng đứng đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn không nói lời nào chờ Bí thư lên tiếng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vì không ai lên tiếng nên bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ đè nén. Đồng chí Tử Quân, mời ngồi. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy lòng nhẫn nại của mình hao mòn gần hết, chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân mở miệng nói. Vương Tử Quân đơn giản nói lời cảm tạ rồi lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân.
Khi hắn nghĩ rằng Diệp Thừa Dân sẽ nói gì đó, lại không ngờ câu nói đầu tiên của đối phương làm cho hắn chấn động. Bí thư Tử Quân, đối với sự kiện cậu đến nhận chức bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, tôi nói thật với cậu, tôi căn bản là không tán thành. Diệp Thừa Dân nói bằng giọng điệu căn bản là không chút sợ hãi, chỉ một câu nói rồi im miệng, lặng lẽ chờ phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy cực kỳ khiếp sợ vì câu nói của bí thư Diệp Thừa Dân, thế nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh lặng ngắt, chờ bí thư Diệp tiếp tục lên tiếng. Diệp Thừa Dân căn bản cũng có chút bất ngờ với phản ứng của Vương Tử Quân, lão nghĩ rằng câu nói của mình là một gậy vào đầu đối phương, cho dù đối phương là một cán bộ trẻ tuổi có trấn định thế nào thì cũng sẽ cố gắng nói ra vài lời hạ quyết tâm. Không ngờ đối phương căn bản giống như không nghe thấy lời nói của mình, cứ lẳng lặng ngồi nhìn mình. Kinh tế phát triển thì cần một hoàn cảnh xã hội tốt đẹp, nhìn từ tổng thể thì hoàn cảnh của tỉnh Nam Giang căn bản luôn là tốt, thế nhưng vẫn có vài phương diện lưu lại tai họa ngầm. Khi chúng ta càng đẩy mạnh phát triển kinh tế thì ý thức về tính an toàn của nhân dân càng phải được tăng cường, yêu cầu đối với hoàn cảnh xã hội ngày càng cao. Vì vậy bản thân tôi hy vọng có một vị bí thư ủy ban tư pháp kinh nghiệm phong phú đến nắm đại cục trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang. Diệp Thừa Dân hắng giọng một cái rồi tiếp tục nói. Tôi hiểu ý nghĩ của bí thư Diệp, kinh tế muốn phát triển thì điều quan trọng nhất chính là hoàn cảnh ổn định. Khi tôi còn công tác ở tỉnh Sơn Nam đã từng cố gắng tạo ra một hoàn cảnh có lợi cho sự phát triển kinh tế địa phương. Nhưng tôi may mắn hơn so với ngài. Tuyến trên đã cho tôi một vị đồng chí có kinh nghiệm công tác phong phú để hộ tống. Lần này tổ chức sở dĩ phái tôi xuống có thể là vì muốn tôi tiến thêm một bước học tập theo bí thư Diệp, như vậy càng có lợi cho sự phát triển của tôi. Vương Tử Quân nói bằng giọng điệu cực kỳ có kỹ xảo, vừa khen ngợi Diệp Thừa Dân trong vô hình, vừa tỏ vẻ mình dù không nắm chắc công tác tư pháp, thế nhưng cũng có thể hoàn thành tốt công tác của mình. Diệp Thừa Dân căn bản rất thỏa mãn với phản ứng của Vương Tử Quân. Lão đã nhìn qua sơ yếu lý lịch của đối phương, biết rõ vị này là người sáng tạo ra tốc độ phát triển lừng lẫy của thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Nếu như xuất phát từ góc độ của bản thân, Diệp Thừa Dân càng hy vọng Vương Tử Quân sẽ tiến lên làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh, không phải là bí thư ủy ban tư pháp. Nhưng tuyến trên lại điều phối một chức vụ như vậy cho Vương Tử Quân, đây là có ý gì? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy. Diệp Thừa Dân nhìn lại gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, trong đầu có hơi ngưng tụ. Nhưng những gì đang diễn ra trong lòng lại được ép chặt, lão cũng không có quá nhiều kích động. Đây rõ ràng là bồi dưỡng cán bộ cấp cao, cán bộ dự bị, Diệp Thừa Dân biết rõ điều này vì năm xưa cũng từng là một trong số đó. Tuyến trên căn bản rất nghiêm khắc với những cán bộ được liệt vào trong danh sách dự bị, phương pháp bồi dưỡng rất hà khắc, nếu kết thúc không thành, anh căn bản sẽ bị loại bỏ. Lần này Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang đảm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, đây rõ ràng là một phương án bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp cao. Diệp Thừa Dân nghĩ đến sơ yếu lý lịch của Vương Tử Quân, lão chợt ý thức được kinh nghiệm tham chính của vị bí thư trẻ tuổi này không hoàn toàn nằm ở khối tư pháp. Xem ra tuyến trên thật sự có ý nghĩ để mình hộ giá hộ tống cho đối phương, Diệp Thừa Dân thầm cảm khái một câu, sau đó chợt cười nói. Đồng chí Tử Quân, tôi vừa rồi đã bàn bạc vài lời với Cục trưởng Cục Công an Trần Hồng Lỗi, sau này anh ấy sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu. Sau này cậu nên lớn gan công tác, có gì cần thì cứ báo cáo với tôi. Diệp Thừa Dân là người có thời gian cấp bách, lão và Vương Tử Quân chỉ gặp mặt nhau hơn 20 phút. Khi đi ra khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp, trong đầu Vương Tử Quân vẫn vang vọng câu nói vừa rồi của đối phương. Tôi đã nói qua với đồng chí Cục trưởng Cục Công an Trần Hồng Lỗi. Anh ấy nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ công tác của cậu. Những lời này của Diệp Thừa Dân tuy tràn đầy quan tâm, thế nhưng lại tỏ vẻ không tín nhiệm với năng lực khống chế đại cục của Vương Tử Quân. Cũng vì không có tín nhiệm với Vương Tử Quân thế cho nên Diệp Thừa Dân mới cho ra những sắp xếp kiểu như vậy. Xem ra muốn đứng vững gót chân ở tỉnh Nam Giang cũng là sự kiện gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân thầm cảm khái một câu, sau đó hắn cất bước rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy cũng ở trong khu văn phòng tỉnh ủy, là một khu văn phòng 5 tầng màu trắng tràn đầy nghiêm túc. Vương Tử Quân cùng Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc cùng nhau đi vào trong văn phòng ủy ban tư pháp. Khối ủy ban tư pháp tỉnh Nam Giang có 5 vị Phó Bí Thư, một vị trí Phó Bí Thư trong số đó là do Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trần Hồng Lỗi đảm nhiệm.
Khi Vương Tử Quân đi vào trong khu văn phòng Ủy ban Tư pháp, có 3 vị phó bí thư Ủy ban Tư pháp đang đứng chờ. Vương Tử Quân đến lãnh địa của mình thì sinh ra cảm giác sao sáng quanh trăng. Sau khi mở một cuộc họp ngắn, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Tư pháp Phu Trường Long cùng Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc. Bí thư Vương, điều kiện có chút đơn sơ, kính mong anh tha thứ cho. Vì không biết ngài thích gì, thế cho nên tôi mới cho văn phòng chuẩn bị một chút, nếu như ngài có gì cần thì cứ nói với tôi. Phu Trường Long cung kính đứng bên cạnh Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng nói. Phòng làm việc của Vương Tử Quân ở lầu 3 của khu văn phòng Ủy ban Tư pháp, diện tích phòng chừng 70-80 m². Trong phòng có một chiếc bàn làm việc rất lớn, một bộ ghế salon, nhìn qua có vẻ cực kỳ nghiêm túc và sạch sẽ. Bên cạnh cửa sổ còn có 2 chậu hoa xanh tươi mơn mởn, làm cho phòng làm việc có thêm vài phần sức sống. Vương Tử Quân căn bản rất hài lòng với bố trí mạnh mẽ trong phòng làm việc của mình, hắn ngồi xuống chiếc ghế lãnh đạo của mình rồi nói. Chủ nhiệm Vu, anh là người sắp xếp gian phòng này sao? Phu Trường Long thấy nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, thế lại yên tâm hơn một chút. Hắn là một vị chủ nhiệm của lãnh đạo tiền nhiệm để lại, hắn căn bản luôn mong sao lấy được tín nhiệm của lãnh đạo mới nhận chức, vì thế mới có thể làm vững chắc vị trí của mình. Dù trong văn phòng Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy có đầy lời hoài nghi về việc một vị cán bộ trẻ tuổi đến nắm công tác tư pháp của tỉnh, thậm chí còn có truyền lưu những lời đồn đãi rằng lãnh đạo tỉnh ủy căn bản không hài lòng về bí thư Vương. Thế nhưng Vu Trường Long là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Tư pháp, hắn chỉ có thể cố gắng dựa vào bí thư Vương Tử Quân mà thôi. Vu Trường Long cũng không phải thấy được Vương Tử Quân có tài cán đặc thù, hoặc là tiên đoán bí thư Vương sau này sẽ quyết đấu thắng Trần Hồng Lỗi, sẽ trở thành lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Tư pháp danh chính ngôn thuận. Hắn sở dĩ dựa vào cũng là vì Vương Tử Quân là bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, chủ nhiệm văn phòng thường là tâm phúc của lãnh đạo, phải làm tốt công tác khuếch trương quyền lực, trợ giúp lãnh đạo khơi thông và làm tốt quan hệ với cấp dưới và đồng sự. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, bí thư Ủy ban Tư pháp, dù không khống chế được khối tư pháp thì vẫn là người có quyền quyết định vận mệnh của Vu Trường Long. Bí thư, tôi cũng chỉ là mò mẫm sắp xếp mà thôi, tiêu chuẩn có hơi thấp. Kính mong ngài phê bình nhiều hơn. Phu Trường Long càng dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân chỉ về chiếc ghế salon nói. Chủ nhiệm Vu, anh sắp xếp căn bản là không thấp, tôi thấy cách sắp xếp của anh còn có vài ý nghĩa phong thủy. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng có xem qua nhiều sách phong thủy, bây giờ tuy không còn nhớ quá rõ, thế nhưng vẫn có thể nhìn sơ lược vài thuật sắp xếp đơn giản. Bình thường Vu Trường Long có thời gian rảnh rỗi thì bỏ thời gian nghiên cứu phong thủy, lúc bố trí phòng làm việc cho Vương Tử Quân thì không khỏi áp dụng chút tri thức gà mờ của mình. Chỉ là những sắp xếp của hắn tuy thiết thực nhưng không thể nói ra khỏi miệng, dù sao thì bây giờ người ta vẫn thích cái mới, nếu như lãnh đạo không thích, mình rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, biến hay thành dở. Lúc này thấy Vương Tử Quân không ghét bỏ những thứ mình sắp xếp, hắn lập tức hào hứng. Bí thư Vương, tôi bố trí dựa theo ngũ hành sinh khắc, là quẻ hỏa, đây cũng là cầu chúc cho ngài phát triển bừng bừng như lửa ở tỉnh Nam Giang. Phu Trường Long là người địa phương, tuy hắn dùng tiếng phổ thông nhưng lại là phổ thông bản địa Nam Giang. Lời nói của hắn vào lúc này làm cho một người sinh trưởng ở phương Bắc như Vương Tử Quân có cảm giác ướt át. 10 phút sau Phu Trường Long đã thả lỏng hơn một chút, sau khi Vương Tử Quân một điếu thuốc thơm, hắn khẽ nói. Bí thư Vương. Có một việc cần xin chỉ thị của ngài, lúc này Ủy ban Tư pháp còn chưa xác định nhân tuyển cho vị trí thư ký, đây là tư liệu về những nhân tuyển thích hợp trong Ủy ban Tư pháp. Vương Tử Quân nhìn thấy Vu Trường Long đưa đến vài chục tư liệu, hắn cũng không nhận lấy mà thuận miệng nói. Chủ nhiệm Vu, tôi vừa đến, chỉ gặp mặt các đồng chí một lần, cũng không biết ai ra ai. Anh là cán bộ lão thành, biết rõ ưu khuyết điểm của các đồng chí này. Tôi tin tưởng anh sẽ chọn cho tôi được một nhân tuyển thư ký lý tưởng nhất. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng ném cho Vu Trường Long một điếu thuốc, sau đó nói. Tôi tin tưởng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Vu Trường Long chợt sững sờ, chống ngực đập nhanh hơn vài phần. Hắn không ngờ bí thư Vương lại ném chuyện quan trọng này cho mình. Hắn căn bản cũng có những tính toán nhỏ của mình ở phương diện chọn thư ký. Chờ Vương Tử Quân trưng cầu ý kiến hoặc hỏi han thì sẽ ném ra vài thông tin quan trọng. Vương Tử Quân thấy chủ động trao quyền cho cấp dưới chính là một loại nghệ thuật quản lý,
thể hiện sự gan dạ sáng suốt, có thể tìm được tính tích cực và chân thành của cán bộ cấp dưới trong công tác của mình. Vì vậy hắn mới hoàn toàn giao nhiệm vụ này cho Vu Trường Long. Phải nói quyết định như vậy đưa đến hiệu quả rất tốt, Vu Trường Long giật mình, hắn cảm thấy những tính toán nhỏ nhặt của mình căn bản khó thể nào được sử dụng. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà bí thư giao cho mình, nếu như làm không tốt, chỉ sợ không những liên quan đến phương diện thư ký có thể đến phục vụ lãnh đạo ngay hay không, hơn nữa vị trí chủ nhiệm văn phòng của mình căn bản sẽ mất đi sự tín nhiệm của bí thư Vương. Vì chuyện nhỏ mà mất mưu lớn, đây là thứ mà Vu Trường Long căn bản không thể làm được. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc và khẽ nở nụ cười, hắn cũng không mấy quan tâm đến chuyện thư ký của mình. Sở dĩ hắn làm như vậy thứ nhất là một phương án khảo nghiệm và lôi kéo Vu Trường Long, thứ hai cũng đang xác thực sự thật không biết gì nhiều về tình huống ở tỉnh Nam Giang. Nếu hắn xử lý sự việc như thằng mù cưỡi ngựa, căn bản không bằng ném quyền quyết định cho Vu Trường Long. Còn phương diện có thích hợp hay không, còn phải xem thư ký có chống lại khảo nghiệm của mình hay không. Không hợp thì hoàn toàn có thể thay người. Chương 1077, cuộc sống như ngồi trên cáp treo. Bí thư Vương, đây là văn kiện trong những năm qua của khối tư pháp tỉnh, ngài có chuyện gì cứ phân phó tôi một tiếng. Sau khi đưa đến một phần văn kiện đặt lên bàn theo đúng yêu cầu của Vương Tử Quân, Vu Trường Long cười hì hì rời đi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc trống rỗng, hắn cầm một văn kiện lên, cũng không lập tức xem xét, ánh mắt rơi lên tờ lịch trên tường. Công tác mới bắt đầu, khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến phương diện Vương Tử Quân có đứng vững bàn chân ở tỉnh Nam Giang hay không. Xe chậm rãi dừng lại trước văn phòng tỉnh ủy, Du Giang Vĩ ngồi ở phía trước xe nhanh chóng đi xuống, khẽ mở cửa sau xe. Dù động tác này rất đơn giản thế nhưng Du Giang Vĩ lại luyện tập trên dưới 100 lần, có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Sở dĩ hắn cố gắng thực hiện cũng là vì suy xét đến những yếu tố nhỏ nhặt nhất, mong muốn hầu hạ tốt cho Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ tốt nghiệp những năm 90, sau đó vì lực học giỏi mà được điều phối đến công tác trong Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Ai còn trẻ mà chẳng ngông cuồng tự đại, huống hồ là một sinh viên tốt nghiệp giỏi. Vì vậy mà hắn có gan nói thẳng đối với những chuyện không tốt, không những thế còn treo bên miệng câu nói, cầu người như nuốt kém ba tấc. Phải nói Du Giang Vĩ có tài ăn nói rất tốt, mỗi lần mở miệng bênh vực lẽ phải thì hắn nói rất lưu loát, trật tự rõ ràng, 1, 2, 3, 4, 5 đều có trình tự, thế nên lãnh đạo liên tục gật đầu. Hơn nữa những cố gắng làm cho hắn có được chút kết quả, lãnh đạo căn bản cho ra những lời khẳng định với hắn. Hơn nữa mỗi lần đến cuối năm đều có danh hiệu nhân viên tiên tiến. Nhưng thời gian dần trôi qua, năm này sang năm khác, những người trước đó cùng tiến vào công tác với Du Giang Vĩ bây giờ đã biến thành súng pháo, được đề bạt lên cương vị quan trọng, chỉ có hắn là dậm chân tại chỗ, căn bản là ngồi mòn mông. Trong quan trường thì bị ghẻ lạnh giống như ném vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, lời này căn bản là cực kỳ đúng đắn. Dù là ai ngồi trên một vị trí vài năm thì coi như bừng tỉnh, mãi đến 2 năm gần đây thì Du Giang Vĩ mới phục hồi tinh thần, nếu mình cứ để cho cái miệng ăn nói thoải mái thì căn bản là hại đến cái thân. Chỉ là trên đời này không có bán thuốc hối hận, tính cách quyết định vận mệnh, Du Giang Vĩ xem như nhìn thấu những điều này. Hắn tuy thích cực chỉnh đốn cải cách, thế nhưng suy xét lại thì thấy mình đã thành danh, đã có vị trí thâm căn cố đế trong mắt lãnh đạo, thay đổi là rất khó. Khi Du Giang Vĩ đang cảm thấy cực kỳ nản lòng thoái chí vì tương lai của mình, đột nhiên ông trời cho hắn một niềm vui lớn. Chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long đã yêu cầu hắn đến làm thư ký cho bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Khi nhận được tin tức bổ nhiệm thì Du Giang Vĩ ngồi trong phòng làm việc mà tâm tình như đang đi trên cáp treo, lúc thì đi xuống đáy cốc, khi thì chạy lên đỉnh núi. Tất cả giống như một giấc mơ, tất nhiên hắn cũng nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng khi Du Giang Vĩ thật sự ngồi lên chiếc xe số 10 của tỉnh ủy Nam Giang, hắn chợt phản ứng, mới biết tất cả là thật. Nhưng biến hóa này không làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy lâng lâng như mơ, khác biệt là hắn cảm thấy rất gấp gáp. Bí thư Vương vừa đến tỉnh Nam Giang, căn bản không quá quen thuộc tình huống ở nơi đây, có lẽ không có yêu cầu gì quá cao với thư ký. Nếu Bí thư Vương có chút bất mãn với mình, chỉ sợ kiếp sống thư ký của mình sẽ kết thúc. Tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này, Du Giang Vĩ biết nếu mất đi cơ hội, chỉ sợ hắn sẽ không thể nào xoay người phát triển được nữa.
Vì vậy những ngày qua hắn không những ném bỏ tư thái ngạo nghễ của mình, còn chủ động chạy đến nhà chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long vài lượt, cố gắng làm tốt công tác của một thư ký. Bí thư Vương, để tôi cầm. Khi thấy Vương Tử Quân cầm lấy cặp táp, Du Giang Vĩ vội vàng vươn tay muốn nhận. Vương Tử Quân vốn có chút thất vọng với viên thư ký Du Giang Vĩ nhỏ hơn mình chút tuổi này, vì hắn còn trẻ, thế cho nên hy vọng được phân phối một viên thư ký trẻ tuổi với tinh thần phấn chấn. Nhưng hắn cũng không nói ra ý nghĩ này, vì bây giờ hắn đang ở vào giai đoạn làm quen công tác, căn bản là ai làm thư ký cho hắn cũng như nhau mà thôi. Nhưng Du Giang Vĩ là người nhanh tay lẹ mắt, đặc biệt là ngộ tính rất cao. Khi hai bên tiếp xúc nhiều với nhau, Vương Tử Quân phát hiện đối phương rất có trình độ, mặc dù lơ đãng cũng toát ra vài phần thư sinh, thế nhưng nhìn qua tổng thể thì rất tốt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng kiên trì của Du Giang Vĩ, hắn cười cười đưa cặp táp cho đối phương, sau đó cất bước đi lên lầu. Sau khi ngồi trong phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân có thói quen xem xét những văn kiện trong ngày. Lúc này Du Giang Vĩ nhanh chóng châm nước pha trà rồi dâng ly lên bàn cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, trà của ngài. Sau khi đặt ly trà lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ nhẹ nhàng lui về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của Du Giang Vĩ ở bên cạnh phòng làm việc của Vương Tử Quân, xem như là một gian nhà, tuy diện tích của nó không quá lớn nhưng căn bản là đầy đủ tất cả mọi thứ. Du Giang Vĩ ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc của mình. Hắn đã không còn cảm giác hưng phấn như lúc đầu mới làm thư ký cho Bí thư Vương Tử Quân. Hắn bắt đầu xem xét tình huống của Bí thư Vương khi đến nhận chức Bí thư Ủy ban Tư pháp, không những suy xét xem nên phục vụ lãnh đạo thế nào cho tốt, thậm chí còn nghĩ đến những chỗ khó khăn của lãnh đạo. Bí thư Vương có phải là quá yên lặng rồi không? Du Giang Vĩ nghĩ đến những đoạn đối thoại mình được nghe vào hai ngày trước, thế là không nhịn được phải lẩm bẩm. Có cơ quan mới đến nhận chức sẽ đốt ra ba đống lửa, lúc rảnh rỗi cũng phải vung chân đá lung tung. Lãnh đạo mới đến bình thường dù là áp dụng phương áp chỉnh đốn kỷ luật cơ quan hay là tìm phúc lợi cho công nhân viên cũng được, đều phải làm bùng lên vài ngọn lửa, làm cho người ta biết mình vừa đến nhận chức, thiên địa này sẽ do tôi làm chủ. Du Giang Vĩ trước kia tuy thầm oán những phương pháp xử lý như vậy của các vị lãnh đạo mới, thế nhưng bây giờ đã đứng trên độ cao của Vương Tử Quân. Hắn căn bản không phản đối với những hành vi như vậy của Bí thư Vương. Thậm chí lúc này hắn còn bức thiết hy vọng Bí thư Vương sẽ đốt vài đống lửa, tối thiểu cũng phải làm cho người ta biết mình bây giờ là bí thư mới của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Khối công tác của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang căn bản là không dễ làm, đặc biệt là Cục trưởng Cục Công an Trần Hồng Lỗi còn kiêm nhiệm vị trí phó bí thư Ủy ban Tư pháp, điều này càng khó khăn hơn. Ba đơn vị công an kiểm sát tư pháp đều có lãnh đạo với vị trí cao vời, cục công an thì không cần phải nói, phía kiểm sát, tòa án và tư pháp đều có người của mình, nếu bí thư ủy ban tư pháp không có trình độ, như vậy căn bản không quản được đám người này. Nếu không trông nom được ba đơn vị kia, chỉ sợ vị trí bí thư ủy ban tư pháp chỉ là một bài trí mà thôi. Nghe nói bí thư Lộ tiền nhiệm ủy ban tư pháp trước kia cũng vì không nắm được khối công tác tư pháp. Thế cho nên cuối cùng bị cho ra rìa. Lúc này Bí thư Vương đến công tác ở Ủy ban Tư pháp được hơn một tuần, thế nhưng chỉ có duy nhất vị trưởng phòng tư pháp đến báo cáo công tác mà thôi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Du Giang Vĩ đang trầm tư chợt ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy Vu Trường Long đang tươi cười đứng bên cạnh, thế là vội vàng đứng lên nói. Chủ nhiệm Vu, mời ngài ngồi. Vu Trường Long căn bản cũng không quá hài lòng với Du Giang Vĩ. Hắn sở dĩ đẩy Du Giang Vĩ ra cũng là vì suy xét rất lâu, cảm thấy Du Giang Vĩ có tố chất tốt, đề cử người này đi lên không nhất định sẽ được Bí thư Vương tán thưởng, thế nhưng cũng không thể phạm sai lầm. Chương 1078, vì sao không vung chân đá? Một khi thư ký công tác có phần đông cứng, như vậy thì vị trí chủ nhiệm văn phòng của Vu Trường Long sẽ càng thêm nổi bật. Giang Vĩ, Bí thư Vương có trong phòng không? Vu Trường Long cũng rất thân mật với Du Giang Vĩ, hắn dùng giọng hồn nhiên nồng rậm nói. Bí thư Vương đang xem văn kiện trong phòng. Du Giang Vĩ vừa chú ý đưa thuốc cho Vu Trường Long vừa khẽ cho ra đáp án. À, tôi đi đến báo cáo công tác cho Bí thư Vương. Giang Vĩ, Bí thư Vương vừa mới đến, có gì cần, hoặc cậu cảm thấy trong chỗ này thiếu thứ gì thì cứ trực tiếp bổ sung là được. Vu Trường Long đứng lên rồi khẽ vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ nói.
Vu Trường Long nói bằng giọng điệu 10 phần tình cảm, dù Giang Vĩ nghe vào tai và sinh ra ý nghĩ khác. Hiểu ý của lãnh đạo chính là tố chất cần có của thư ký, dù Giang Vĩ là người tinh danh như khỉ, lúc này hắn không thể không hiểu rõ cho được. Sau khi suy xét thì hắn chợt hiểu thấu đáo, đồng thời càng cảm thấy thuyết phục vì tài lược của chủ nhiệm Vu. Có việc gì khó thực hiện thì cứ nói với tôi, vì nhiệm vụ của anh em chúng ta chính là phục vụ bí thư Vương cho thật tốt. Anh em, Vu Trường Long xưng hô anh em với mình, dù Giang Vĩ mơ hồ có chút kích động. Quyền lực thật sự là thứ tốt, mình làm thư ký cho lãnh đạo thì lại trở thành anh em của chủ nhiệm Vu. Thế là hắn vội vàng dùng giọng chú ý nói. Chủ nhiệm Vu, bí thư Vương có gì cần thì tôi sẽ báo cáo với ngài ngay. Du Giang Vĩ chú ý như vậy làm cho Vu Trường Long rất thỏa mãn, hắn vỗ vỗ vai Du Giang Vĩ rồi nở nụ cười tươi hớn hở nói. Tốt, Giang Vĩ rất tốt. Vu Trường Long rời khỏi phòng, Du Giang Vĩ lại bắt đầu nghĩ đến phương diện mình nên cho ra lời đề nghị gì với bí thư Vương, để cho bí thư Vương coi trọng mình. Những năm này hắn công tác ở Ủy ban Tư pháp, hắn căn bản hiểu rõ những tệ nạn trong đơn vị của mình. Hắn sẽ nói rõ ràng cho bí thư Vương. Tin chắc bí thư Vương sẽ dùng nó để tạo nên uy tín cho mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, lúc này Du Giang Vĩ đang cầm trong tay chiếc điện thoại của Vương Tử Quân. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, chợt phát hiện đó là số máy ở tỉnh Sơn Nam. Sau khi nhận nhiệm vụ là thư ký cho bí thư Vương, hắn nhận được không ít cuộc điện thoại đến từ tỉnh Sơn Nam, lúc này thấy dãy số như vậy thì dùng giọng khách khí nói. Chào anh! Tôi là người của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang. Ha ha ha, chào cậu, xin hỏi cậu họ gì? Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh cực kỳ cởi mở. Du Giang Vĩ nghe âm thanh này thì cảm thấy người kia căn bản không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, thế nhưng từ giọng nói của đối phương, hắn lại cảm thấy có chút tự tin. Hắn chợt suy đoán người ở đầu dây bên kia có chút quyền lực. Chào anh, tôi là Du Giang Vĩ, xin hỏi anh là... Du Giang Vĩ không dám chậm trễ, hắn vội vàng khẽ nói. Ha ha ha, cậu hẳn là thư ký mới của Bí Thư Vương phải không? Tôi gọi cậu một tiếng cậu là không sai. Tôi là Khương Long Cương, khi Bí Thư Vương công tác ở tỉnh Sơn Nam thì tôi là thư ký cho anh ấy. Người gọi điện thoại đến chính là Khương Long Cương, giọng điệu tràn đầy thân cận. Khương Long Cương, là thư ký tiền nhiệm của Bí Thư Vương. Chỉ sau nháy mắt thì tâm tình của Du Giang Vĩ đã có chút kích động, bây giờ hắn đang cực kỳ chú ý làm thư ký cho Bí Thư Vương, đang muốn tìm người thỉnh giáo. Lúc này Khương Long Cương gọi điện thoại đến, giống như hắn đang buồn ngủ mà có người kê gối cho. Du Giang Vĩ lập tức nói. Chào anh Khương, tôi vốn ngưỡng mộ thanh danh của anh từ lâu, Bí Thư Vương cũng thường xuyên nhắc đến anh. Sau khi hàn huyên vài câu với Khương Long Cương, Du Giang Vĩ không buông tha cơ hội lần này. Hắn cẩn thận thỉnh giáo Khương Long Cương về vài phương diện yêu thích của Bí Thư Vương. Khương Long Cương cũng không che giấu với Du Giang Vĩ, hắn nói ra những ý nghĩ tâm đắc của mình cho Du Giang Vĩ. Thường là như vậy, khi mà hai người cảm thấy nói chuyện rất hòa hợp thì thời gian trôi qua rất nhanh, vì thế mà bây giờ 20 phút trôi qua như gió thổi. Du Giang Vĩ vừa dùng bút ghi chép lên sổ, ghi lại sở thích uống trà của Bí Thư Vương, lại dùng giọng xin lỗi nói. Anh Khương! Đã làm mất thời gian của anh, khi nào anh đến thăm Bí Thư Vương thì tôi sẽ mời anh bữa cơm. Ha ha ha, quyết định vậy nhé. Cậu Du, khi nào cậu đến thành phố La Nam du lịch thì nói với tôi một tiếng, chúng ta sẽ gặp mặt, có vấn đề gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Hai người khách khí với nhau thêm vài câu, thế là chuẩn bị cúp điện thoại. Du Giang Vĩ có chút chần chờ, sau đó lại khẽ hỏi. Anh Khương, bây giờ anh đang công tác ở đâu? Tôi đang làm phó bí thư của khu công viên kỹ thuật thành phố La Nam. Khương Long Cương thuận miệng đáp. Là phó bí thư khu công viên kỹ thuật, ít nhất cũng là cán bộ lãnh đạo cấp phó cục. Hơn nữa những cán bộ làm công tác kinh tế thường được đề bạt rất nhanh, thế nên anh Khương rõ ràng là người tương lai vô hạn. Du Giang Vĩ đặt điện thoại xuống và cảm thấy kích động, thư ký tiền nhiệm đã nói quá rõ ràng, nói rõ hắn là thư ký kế nhiệm, hắn là người có tương lai. Du Giang Vĩ nghĩ đến tình huống mình có thể được Bí Thư Vương điều động xuống làm chủ một phương, thế cho nên cảm thấy rất kích động. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó cố gắng kiềm chế kích động của mình, lúc này tâm tư muốn báo cáo với Bí Thư Vương lại càng thêm kiên định.
Vài phút sau Du Giang Vĩ thấy trong phòng của Bí Thư Vương không có ai, thế là hắn tiến vào châm trà, sau đó khẽ nói. Bí Thư Vương, có một số việc tôi muốn báo cáo với ngài. Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện, khi thấy Du Giang Vĩ nói như vậy thì đặt văn kiện xuống nói. Giang Vĩ, mời cậu ngồi, có gì cậu cứ nói. Du Giang Vĩ lúc này cảm thấy trái tim đập loạn lên, hắn biết rõ sự kiện báo cáo lần này có liên quan đến vận mệnh của mình trong tương lai, thế là cố gắng áp chế cảm giác kích động rồi nói. Bí Thư Vương, sau khi ngài đến Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang, tôi cảm thấy các đồng chí đã nhiệt tình công tác hơn. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra trấn định của Du Giang Vĩ, hắn khẽ cười cười, sau đó ném cho đối phương một điếu thuốc. Hắn chậm rãi nghe Du Giang Vĩ nói về những chuyện trong Ủy ban Tư pháp. Du Giang Vĩ cũng không nói quá nhiều, chỉ là 3-4 chuyện, đều là những sơ sở trong công tác. Nếu Vương Tử Quân tình nguyện, như vậy sẽ có thể ra tay từ những sơ hở này, dễ dàng dựng lên uy tín của mình trong đơn vị. Những lời đề nghị của cậu là rất khá, vừa rồi tôi còn chưa hiểu vấn đề, cũng cần cậu nói rõ một chút. Vương Tử Quân cũng không tỏ thái độ sau khi Du Giang Vĩ nói xong, hắn mỉm cười nói. Du Giang Vĩ nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy tâm tính thiện lương của mình giống như bùng cháy. Nụ cười của Bí Thư Vương làm cho hắn cảm thấy lựa chọn của mình là không sai, lúc này nên nói ra ý nghĩ của mình, nhất định sẽ được đi vào trong vòng quan hệ của Bí Thư Vương. Hắn thầm áp chế kích động rồi lên tiếng. Bí Thư Vương, phục vụ tốt cho ngài chính là nguyện vọng lớn nhất của tôi. Du Giang Vĩ hăm hở vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân vẫn ngồi sau bàn làm việc, hắn lẳng lặng hút thuốc, suy tư về những sự việc mà Du Giang Vĩ vừa nói. Vương Tử Quân căn bản cảm thấy không có gì khó khăn khi nắm trong tay quyền khống chế hoàn toàn Ủy ban Tư pháp, mặc dù trong này có 3 vị phó bí thư, thế nhưng hắn có thân phận là thường ủy tỉnh ủy và lãnh đạo đứng đầu đơn vị, căn bản là chiếm hết ưu thế. Những người trong cơ quan tất nhiên sẽ không ngốc mà đối phó với Vương Tử Quân, khó khăn trước mặt hắn không phải là làm sao khống chế Ủy ban Tư pháp, cái khó chính là quán triệt ý chỉ tinh thần của mình vào trong hệ thống tư pháp trong tỉnh. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chợt rụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, sau đó cầm bút lên, khẽ ghi lại những cái tên được Du Giang Vĩ nhắc đến vừa rồi. Tút tút tút. Khi Vương Tử Quân buông bút thì chuông điện thoại vang lên, hắn khẽ cầm lên. Đây là điện thoại số cá nhân của hắn, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó cười nói. Alo. Ba ba. Tiểu Điềm Đậu bị Tần Hồng Cẩm buộc tóc thành 2 cái sừng trâu trên đầu, nó giống như một thiên sứ đang nằm trên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn con gái đã cao hơn 1 mét, thế là trong lòng có vài phần kích động. Khi địa vị của hắn dần lên cao, cơ hội gặp mặt Tiểu Điềm Đậu căn bản là ngày càng ít. Lần này hắn đến công tác ở tỉnh Nam Giang, càng là lần đầu tiên được gặp lại con gái. Nói cho bố xem, nhà trẻ có vui không? Vương Tử Quân ôm con gái rồi dùng giọng vui vẻ nói. Cũng rất vui, nơi đó rất náo nhiệt, có nhiều bạn chơi đùa với con. Đúng rồi, lớp con có một người tên là La Nhân Quả, người này thích ăn hiếp bạn bè. Con đã nói cho cậu ấy vài lần, thế nhưng mãi mà không nghe. Tư duy của con trẻ thật sự là rất phong phú, mới nói mà nội dung đã nhảy sang chuyện khác. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của con gái. Hắn khẽ véo gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Điềm Đậu rồi cố ý hỏi. Vậy thì làm sao bây giờ? Nói với cô giáo sao? Hừ, con không nói với cô giáo, con đánh cho cậu ấy một trận, thế là cũng không dám ức hiếp bạn bè nữa. Tiểu Điềm Đậu nói rồi vung 2 bàn tay nhỏ bé mập mạp lên, giống như cố gắng biểu hiện sức mạnh trước mặt bố mình. Vương Tử Quân chợt sững sờ, sau đó hắn cười ha hả nói. Con đánh người ta một trận sao? Đúng vậy, đánh cậu ấy khóc nhè. Tiểu Điềm Đậu nói đến đây thì giọng điệu vốn đắc ý lại có vài phần thất lạc. Nhưng cô giáo lại phê bình con. Cô giáo sao lại phê bình con? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thất lạc của Tiểu Điềm Đậu thì hỏi tiếp. Cô giáo nói không nên đánh bạn. Tiểu Điềm Đậu có chút uất ức. Nhưng này ba ba, rõ ràng là cậu ấy làm sai, vì sao con không được đánh chứ? May mà kiếp trước Bí Thư Vương từng là giáo viên. Những năm qua tuy chìm nổi quan trường thế nhưng vẫn chưa quên chức nghiệp kiếp trước của mình. Hắn vội vàng mở lời khuyên với con gái từ nhiều góc độ, thế
thế cho nên mới làm cho Tiểu Điềm Đậu vốn đang sắp khóc đến nơi trở nên vui vẻ chạy đi chơi. Anh đấy, quá chiều con, cô giáo Hà phê bình Tiểu Điềm Đậu cũng có thông qua em cũng đồng ý. Y Phong đặt một ly trà bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó nàng dùng giọng oán giận nói với hắn. Con nít mà, không thể chỉ phê bình, lúc thích hợp cũng cần phải sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Vương Tử Quân nói rồi khẽ kéo Y Phong vào lòng. Y Phong trừng mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Em nói cho anh biết, quan điểm này của anh là không đúng, rõ ràng là đang bao che khuyết điểm của con mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng tức giận của Y Phong thì càng nghĩ đến tình huống hai người gặp mặt nhau lúc ban đầu, khi đó Y Phong thật sự giống như Tiểu Điềm Đậu, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Y Phong nhìn ánh mắt mê ly của Vương Tử Quân, nàng dịu dàng nằm trong lòng hắn. Dù hai người chung đụng thì ít xa cách lại nhiều, thế nhưng nàng căn bản chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình. Nàng đã từng trải qua tình huống bị tình yêu thiêu đốt điên cuồng, thế nhưng đóa hoa có đẹp thế nào cũng sẽ có lúc héo tàn. Trên đường tình yêu thì nàng luôn điên cuồng theo đuổi, nàng căn bản không bao giờ để vuột mất người mình yêu. Được rồi, chị Hồng Cẩm sắp về rồi đấy. Y Phong dùng tay vuốt mái tóc có hơi rối của mình, sau đó nàng đứng lên khỏi người Vương Tử Quân rồi nói. Vương Tử Quân đã hơn một tuần chưa đụng chạm vào phụ nữ, hắn thật sự có chút xúc động. Thế nhưng con gái ở ngay bên cạnh, hắn tuy có ý nghĩ nhưng căn bản chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Lúc này Hồng Cẩm đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nhận điện thoại của Tần Hồng Cẩm mà chạy đến, lại không ngờ nàng không có mặt ở đây. Chị Hồng Cẩm đang tiến hành phương án di rời sản nghiệp. Y Phong nói đến đây thì khẽ tiếp tục. Em nghe chị Hồng Cẩm nói chuẩn bị rời tổng bộ của tập đoàn đến thành phố Ma Đô. Rời tổng bộ đến thành phố Ma Đô, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân có hơi nhíu mày. Tập đoàn Quân Thành phát triển rất tốt ở các tỉnh phía Nam, tổng bộ của tập đoàn ở thành phố Ngân Bằng căn bản là phát triển chiếm hết thiên thời địa lợi, đang đi lên với xu thế hừng hực khí thế, căn bản là cực kỳ khó miêu tả. Thế nhưng bây giờ Tần Hồng Cẩm lại muốn rời tổng bộ đến thành phố Ma Đô, có lẽ nguyên nhân cũng là vì mình đến đây. Cho đến nay Vương Tử Quân cảm thấy Tần Hồng Cẩm thua thiệt rất nhiều, tuy lúc bắt đầu thì hắn là người chủ trì xây dựng tập đoàn Quân Thành, thế nhưng Tần Hồng Cẩm là người chính thức đưa tập đoàn Quân Thành tiến lên giai đoạn huy hoàng vào lúc này. Hiện tại Tần Hồng Cẩm càng vì tương lai của mình mà di rời tổng bộ của tập đoàn ra khỏi tỉnh Nam Giang. Y Phong giống như cảm nhận được tâm tình của Vương Tử Quân, nàng khẽ kéo tay Vương Tử Quân, sau đó lại lao vào lòng hắn. Anh không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều là người cùng một nhà, anh nếu so đo quá nhiều thì căn bản sẽ làm cho chị Hồng Cẩm thêm đau lòng. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Y Phong, hắn chợt cảm thấy say mê. Khi hắn chuẩn bị hôn lên mặt nàng, Tiểu Điềm Đậu chợt chạy đến, khi thấy bố mẹ như vậy thì nó che mắt nói. Mẹ đúng là không biết ngại, lớn như vậy mà còn ngồi trong lòng bố. Y Phong nghe lời nói của con gái mà không khỏi cảm thấy đỏ mặt, thế là không khỏi rời khỏi lòng Vương Tử Quân. Bí thư Vương căn bản là có da mặt dày với lời nói của Tiểu Điềm Đậu. Hắn cười hì hì đi đến bên cạnh con gái rồi nói. Tiểu Điềm Đậu, đến đây với bố kể chuyện cổ tích cho nhé. Chương 1079, vạn sự khởi đầu nan thượng. Thời gian ấm áp luôn qua nhanh, sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân mặc quần áo xong, Tần Hồng Cẩm và Y Phong mặc hai bộ đồ ngủ trắng đen lưu luyến đứng bên cạnh. Tần Hồng Cẩm cẩn thận thổi chút bụi dính trên áo của hắn. Tử Quân, tình huống ở tỉnh Nam Giang rất phức tạp, anh nhất định phải chú ý. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra khỏi phòng, Tần Hồng Cẩm khẽ mở miệng dặn dò. Vương Tử Quân được Tần Hồng Cẩm tiễn về nhà của mình, hắn cũng không nghe lời đề nghị của Đào Nhất Hành mà đến ở trong nhà khách Nam Giang, hắn đến ở trong căn nhà của mình. Xe của Tần Hồng Cẩm không đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy, Vương Tử Quân tập thể dục trong sân một lúc, sau đó đi lên lầu. Sau khi ăn sáng đơn giản, lúc này đã đến 7 giờ 40. Vương Tử Quân cầm lấy cặp và đi xuống dưới lầu, lúc này Du Giang Vĩ và lái xe đã chờ ở bên dưới. Khi thấy Vương Tử Quân đi ra, Du Giang Vĩ tiến lên nhận lấy cặp trong tay Vương Tử Quân. Bí thư Vương! Du Giang Vĩ khẽ hô lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ, sau đó hắn chuẩn bị lên xe. Lúc này một người từ trong một căn biệt thự cách đó không xa đi ra, khi thấy Vương Tử Quân thì khẽ gật đầu.
Chào chủ tịch chữ. Vương Tử Quân có chút chần chừ, sau đó hắn vung tay lên chào người kia. Ha ha, bí thư Tử Quân, anh đi làm sớm thế. Chủ tịch tỉnh Nam Giang Chữ Vận Phong có thân hình cao lớn làm cho người ta dễ sanh ra cảm giác so sánh mạnh yếu. Chữ Vận Phong là người có uy tín rất cao, là cán bộ bò từ cơ sở lên trên, có nhiều thủ hạ đáng tin trong tỉnh. Vương Tử Quân và Chữ Vận Phong căn bản không có nhiều kết giao, hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hai người không có liên hệ nhiều trong lúc công tác, thế cho nên mối liên hệ cũng hơi chút thiếu hụt. Chữ Vận Phong khẽ gật đầu với Vương Tử Quân, sau đó hắn ngồi lên chiếc xe số 2 tỉnh ủy, chiếc Audi màu đen chậm rãi biến mất trước mắt Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi lên xe mà không nói lời nào, hắn rơi vào trạng thái trầm ngâm. Du Giang Vĩ ngồi ở phía trước, trong lòng lại đang bùng sóng, suy xét về những lời đề nghị của mình với Bí Thư Vương. Du Giang Vĩ nghĩ rằng Bí Thư Vương nhất định sẽ vận dụng những lời đề nghị của mình để làm cho cơ quan trở nên nghiêm túc, nhưng 3-4 ngày qua đi mà không có chút động tĩnh nào. Bí Thư Vương vẫn ngồi trong phòng làm việc không nói một lời, ngoài việc xem văn kiện thì căn bản giống như chẳng muốn làm gì. Hơn nữa phương diện gặp mặt cán bộ thủ hạ, dù là ai cũng chỉ cười tủm tỉm, giống như căn bản không chút tức giận. Du Giang Vĩ mơ hồ có chút thất lạc vì phản ứng của Bí Thư Vương, thậm chí còn nghi ngờ lãnh đạo của mình có phải quá mềm hay không. Nhưng bầu không khí của cơ quan vào thời gian qua căn bản làm cho hắn cảm thấy ý nghĩ của lãnh đạo là không phải không thể nào thực hiện được. Tuy lãnh đạo cũng không làm gì nhưng bầu không khí cơ quan đã nghiêm túc hơn, ngay cả đám cán bộ chuyên hút thuốc đọc báo cũng thành thật ngồi trên cương vị của mình, không dám tiếp tục đi qua đi lại nói chuyện lung tung. Hiệu suất của đơn vị lúc này được đề cao hơn khá nhiều, có nhiều văn kiện mà trước kia phải qua vài ngày đi lòng vòng mới được thông qua, bây giờ chỉ cần một buổi sáng là xong. Du Giang Vĩ bắt đầu cảm thấy kỳ quái vì hiện tượng này, ngày hôm qua hắn trò chuyện với đồng sự, thế là chợt hiểu có chuyện gì xảy ra. Thì ra mọi người biết lãnh đạo mới đến nhận chức, nhất định sẽ nắm một người nào đó để khai đao, vì vậy trước khi lãnh đạo nổi giận, bọn họ đều trở nên cực kỳ thành thật. Chỉ sợ mồi lửa sẽ chuyển lên người mình. Muốn mà không làm mới thật sự là thượng sách, Du Giang Vĩ thầm suy đoán ý nghĩ của Bí Thư Vương, thế là cảm thấy mình học tập được không ít. Bí Thư Vương tự cấp áp lực cho đơn vị của mình, đồng thời lại ném quyền chủ động vào trong tay mình. Lúc này nếu như có ai không chịu kiềm chế, chỉ sợ sẽ bị gậy của Bí Thư đập vào mặt. Hôm nay có sắp xếp gì không? Khi lái xe chạy vào khu văn phòng tỉnh ủy, Vương Tử Quân trầm giọng hỏi Du Giang Vĩ. Bí thư Vương, sáng hôm nay có một hội nghị liên tịch của Ủy ban Tư pháp, Bí thư Phùng xin ngài đi chủ trì. Du Giang Vĩ đã sớm nhớ rõ hành trình trong ngày của Bí thư Vương, lúc này Vương Tử Quân hỏi thì vội vàng trả lời. Hội nghị liên tịch của Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tư pháp chính là đơn vị nắm công tác tư pháp, nếu Bí thư Ủy ban Tư pháp có thể thống lĩnh hội nghị liên tịch của khối tư pháp, trên cơ bản có thể quán triệt được ý chỉ của mình vào trong hệ thống tư pháp trong tỉnh. Đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Ủy ban Tư pháp khi Vương Tử Quân tiến vào nhận công tác ở tỉnh Nam Giang. Đối với hắn thì đây chính là một cơ hội để làm nổi bật tâm tư, có thể khống chế được khối tư pháp hay không thì hội nghị lần này rất quan trọng. Ừ, Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói. Khi xe dừng lại thì Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Phùng Thường Quốc đã chờ sẵn dưới lầu. Hắn cầm vài phần văn kiện trong tay. Khi thấy Vương Tử Quân xuống xe, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón. Bí thư Vương, chỗ này của tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài. Phùng Thường Quốc là một cán bộ công tác không ít năm trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang, trước kia từng là phó cục trưởng cục công an tỉnh. Hắn căn bản không có chút mâu thuẫn với vị trí bí thư ủy ban tư pháp, vì hắn là người đã có tuổi, hướng đi không còn nhiều. Căn bản không có ý kiến gì với các vị lãnh đạo đến nắm công tác tư pháp. Phùng Thường Quốc cho rằng ai là bí thư ủy ban tư pháp cũng như nhau, thế nhưng khi Vương Tử Quân đến làm bí thư thì hắn lại cảm thấy không tốt. Cũng không phải Phùng Thường Quốc hoài nghi năng lực của Vương Tử Quân, vì hắn luôn quan tâm đến điều này. Dù hắn chưa từng có liên hệ với bí thư Vương, thế nhưng hắn biết vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này cũng không phải là người dễ dàng gì. Chưa nói đến những thứ gì khác. Sau khi vào nhận công tác thì Vương Tử Quân căn bản chưa từng làm ra hành động gì khác, đặt chính mình lên một vị trí tuyệt diệu. Nhìn thì giống như lãnh đạo không quan tâm,
thế nhưng thực tế lại làm cho mình đứng lên vị trí trọng tài, ai xảy ra vấn đề sẽ bị đánh đòn. Thế cho nên ba vị phó bí thư trong Ủy ban Tư pháp đều trở nên dễ bảo, chỉ sợ phần công tác mình được phân công quản lý có xảy ra vấn đề. Nhưng nắm giữ Ủy ban Tư pháp và cả hệ thống tư pháp là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là Phùng Thường Quốc biết rõ Cục trưởng Cục Công an Trần Hồng Lỗi là hạng người gì. Hắn cảm thấy bí thư Vương nếu muốn nắm chặt hệ thống tư pháp thì căn bản không phải là việc gì dễ dàng. Bí thư tiền nhiệm cũng không phải là một nhân vật đơn giản, cũng muốn quán triệt ý chỉ của mình vào trong hệ thống tư pháp, thế nhưng cuối cùng không phải biến thành cánh chim gãy cánh sao. Hơn nữa uất ức nhất chính là lúc rời đi còn phải mở miệng đề cử Trần Hồng Lỗi tiến lên nhận lấy chức vụ để chống. Đối với Phùng Thường Quốc thì Trần Hồng Lỗi không tiến lên nắm giữ chức vụ đã là chiến thắng lớn nhất, còn Vương Tử Quân công tác như thế nào thì hắn cũng không quá quan tâm suy xét. Anh Phùng, đến phòng làm việc của tôi rồi nói. Vương Tử Quân căn bản cũng khá tôn trọng Phùng Thường Quốc, hắn khẽ cười cười với đối phương rồi cất bước đi về phía phòng làm việc của mình. Chương 1079, 2, vạn sự khởi đầu nan thượng. Sau khi Du Giang Vĩ đi đến rót trà rồi bỏ đi, Phùng Thường Quốc lúc này mới đưa cho Vương Tử Quân một phần tài liệu. Bí thư Vương, đây là đề tài thảo luận của hội nghị ngày hôm nay. Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện nhìn thoáng qua, bên trên chính là vấn đề ổn định trật tự trị an xã hội, có thêm vài công tác chính quy, căn bản không có thứ gì thần kỳ khác lạ. Phùng Thường Quốc nhìn Vương Tử Quân không ngồi trên ghế lãnh đạo mà lại ngồi xuống đối diện với mình trên ghế salon, thế là hảo cảm với vị bí thư trẻ tuổi này lại tăng lên vài phần. Theo thân phận của Vương Tử Quân, hoàn toàn có thể cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo sau bàn làm việc, lúc này bí thư Vương lại có biểu hiện bình dị gần gũi như vậy, điều này làm cho một vị cấp phó như hắn cảm thấy rất có thể diện. Đây là tình huống tôn trọng lẫn nhau. Vì người có vị trí thấp thì càng quan tâm đến thái độ của tuyến trên, Phùng Thường Quốc sau 2 năm nữa sẽ phải rút đi, vì thế điều hắn quan tâm chính là lúc này mình có nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Bí Thư Vương hay không. Lúc này Vương Tử Quân tỏ ra tôn trọng Phùng Thường Quốc, điều này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi, thế cho nên hảo cảm với Vương Tử Quân càng tăng lên. Lúc này hảo cảm tăng lên thì hắn càng cảm thấy lo lắng cho Bí Thư Vương. Vì đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Bí Thư Vương khi đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang, đề tài thảo luận ở hội nghị lần này căn bản chỉ là thứ yếu, chủ yếu là sự kiện Vương Tử Quân tiến lên làm nổi bật thân phận của mình trong hệ thống tư pháp tỉnh Nam Giang. Tuy không thể nói sự kiện lần đầu tiên xuất hiện lên tiếng này cực kỳ quan trọng, thế nhưng nếu như lần này Vương Tử Quân căn bản không làm tốt công tác, chỉ sợ sẽ là một vị bí thư ủy ban tư pháp không được tôn trọng, công việc sau này càng thêm khó khăn. Bí thư Vương, Phùng Thường Quốc thầm suy tư, hắn nhìn Vương Tử Quân, sau đó chuẩn bị mở miệng cho ra vài lời nhắc nhở thiện chí. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thay đổi chủ đề nói. Trong những đề tài thảo luận lần này có rất nhiều thứ chúng ta cần phải phối hợp, chỉ cần phân công cho phù hợp là được. Vương Tử Quân cười cười với Phùng Thường Quốc, xem như tiếp nhận lời đề nghị của Phùng Thường Quốc. Sau khi nói thêm vài hạng mục công tác thì đã đến giờ. Khi thấy đã đến giờ họp thì Phùng Thường Quốc nhanh chóng cáo từ Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Phùng Thường Quốc bỏ đi thì trong lòng không khỏi suy xét những lời vừa rồi. Đối phương căn bản là không còn hy vọng thăng chức, vì vậy mới đến nói lời hay với mình, lãnh đạo đẩy thì đẩy, không đẩy thì vẫn nằm đấy, cũng không còn quá nhiệt tình trong công tác thường ngày. Nếu chính Vương Tử Quân muốn triển khai mở rộng công tác thì bên dưới không nhất định có người tích cực hưởng ứng. Bọn họ chỉ coi đó là lý luận suông. Lúc này nhu cầu cấp bách đối với hắn chính là có một đám người để chính mình sử dụng. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, vì sao luôn cảm thấy công tác có áp lực? Truy cứu nguyên nhân không có gì khác ngoài phương diện những người đi theo bên cạnh mình. Tất nhiên ở La Nam thì khác, hầu như khi đó mọi người đều lấy hắn làm trung tâm, chính hắn căn bản cực kỳ thoải mái. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy. Vương Tử Quân chợt đứng lên khỏi ghế, hắn lấy một gói thuốc ra khỏi ngăn kéo, sau đó đi ra khỏi phòng. Bí thư Vương, Du Giang Vĩ luôn quan tâm đến động tĩnh trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này thấy Bí thư Vương đi ra thì nhanh chóng đi theo. Đi, chúng ta đi đến xem phòng hội nghị thế nào. Vương Tử Quân phân phó một câu với Du Giang Vĩ, sau đó hắn cất bước đi về phía phòng họp. Vì hội nghị liên tịch không có nhiều người tham gia. Thế cho nên chỉ dùng phòng họp nhỏ mà thôi.
Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp, chợt nghe thấy có người nói. Bí thư Mạnh, đã lâu chúng ta không ngồi với nhau, hôm nay ngài có rảnh không? Chúng ta đi uống vài ly. Người kia lên tiếng, chợt có người ở bên cạnh nói. Tranh án tân, hai người uống rượu cũng không tốt, dứt khoát hôm nay tôi hy sinh thân mình, sẽ tiếp khách cho hai người. Vương Tử Quân nghe người kia lên tiếng và biết đó là trưởng phòng tư pháp Mục Kính Tu. Trưởng phòng Mục chính là người đầu tiên chủ động đến báo cáo công tác khi Vương Tử Quân đến nhận công tác ở tỉnh Nam Giang, người này vừa qua 50, dáng người lùn mập, rất khéo đưa đẩy. Trong đầu văn phòng lóe lên hai cái tên của hai vị viện trưởng viện kiểm sát và phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh, hắn biết người nói chuyện chính là phó chánh án tòa án nhân dân tỉnh Tân Quảng Phi. Đây là hội nghị liên tịch đầu tiên của Vương Tử Quân khi đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang, ý nghĩa của nó là rất lớn, chánh án tòa án căn bản không đến, đây là chuyện không tốt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thoải mái nhưng vẫn cười đẩy cửa đi vào nói. Tôi hôm nay còn nói chưa tìm được chỗ dùng cơm, nếu tranh án tân mời khách, không biết có cho tôi đi tiếp khách với được không? Lúc này bốn người đang trò chuyện trong phòng thấy Vương Tử Quân đi đến thì đều đứng lên, Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Mạnh Chí Đạo vội mở miệng giải thích. Bí Thư Vương, tranh án tân chỉ là nói lời trêu đùa mà thôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Bí Thư Mạnh, anh nói vậy là không đúng, anh làm khách không tham gia không sao. Thế nhưng tối nay tôi không có chỗ dùng cơm. Anh cũng đừng nên chối từ, hôm nay phải cố gắng tham gia, vì dù sao cũng phải nể mặt chánh án tân. Tân Quảng Phi đến tham gia hội nghị này cũng cảm thấy bồn chồn, thực tế hắn đã chuẩn bị tư tưởng tiếp nhận lời phê bình. Hội nghị liên tịch lần này là lần đầu tiên Bí Thư Vương xuất hiện, Ủy ban Tư pháp đã làm tốt công tác chủ bị, trước đó đã liên hệ tốt với bốn bộ ban ngành công an kiểm sát tư pháp tòa án. Cũng yêu cầu cho lãnh đạo đơn vị tham gia. Vốn đã nói lần này chánh án Chu Tiến Liên phải đến, thế nhưng sáng hôm nay nhận được điện thoại của Chu Tiến Liên, nói là sức khỏe không tốt, để Tân Quảng Phi đến tham gia. Tân Quảng Phi biết rõ sức khỏe của Chu Tiến Liên là thế nào, một cái cớ như vậy là không hay, nhưng hắn không dám không đồng ý. Chu Tiến Liên là một người nói một không hai trong đơn vị, chính mình đắc tội với đối phương thì căn bản không có gì tốt. Nếu hai bên mất vui trong đơn vị, không bằng mình nhận lời phê bình của Bí Thư Vương thay cho Chu Tiến Liên. Tân Quảng Phi muốn mời Mạnh Chí Đạo ăn cơm, cũng là vì mở đường sẵn, nếu mình bị Bí Thư Vương mở miệng phê bình, đối phương sẽ nói giúp cho vài câu, không ngờ lúc này Bí Thư Vương lại đi đến. Thấy Mạnh Chí Đạo xấu hổ giải thích thì Tân Quảng Phi lên tiếng. Bí Thư Vương, tôi và Bí Thư Mạnh. Tranh án tân, mặc kệ anh có thành tâm hay không. Bữa cơm hôm nay đã được quyết định. Thế nào, anh không nỡ xuất huyết sao? Vương Tử Quân vung tay lên với Tân Quảng Phi, sau đó nói với Mục Kính Tu. Trưởng phòng Mục, anh cũng đi theo tiếp khách, nếu không tôi ăn một mình cũng không vui. Mục Kính Tu khẽ híp mắt, hắn nhìn sang Tân Quảng Phi, hắn biết chánh án Chu đang làm gì. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân quyết định phải ăn cơm của Tân Quảng Phi, hắn không dám từ chối. Tôi cảm ơn Bí Thư Vương, tôi còn cảm thấy sẽ tốn nhiều công sức mới được dùng cơm, không ngờ Bí Thư Vương ra tay thì căn bản đã chế phục hai người bọn họ, đúng là không ăn không được. Vương Tử Quân không chờ Tân Quang Phi tiếp tục lên tiếng, hắn cười khoát tay nói. Cứ như vậy đi, tối nay chúng ta cùng uống hai ly. Tân Quang Phi dù biết rượu lần này không dễ uống thế nhưng không thể từ chối được. Tuy vị Bí Thư Ủy ban Tư pháp không có căn cơ quá lớn. Thế nhưng đối phương cũng có vị trí là lãnh đạo khối tư pháp tỉnh, anh Chu không quan tâm nhưng hắn không thể không quan tâm. Chương 1080, vạn sự khởi đầu nan chung. Vì Vương Tử Quân đã đến, đám người bắt đầu nói chuyện xoay quanh Bí Thư Vương, mặc dù chỉ nói ra vài việc lặt vặt nhưng thật sự rất hài hòa. Bí Thư Vương, cửa lại được mở ra, Trần Hồng Lỗi cùng một người đàn ông gầy gò đi vào. Trần Hồng Lỗi khi thấy Vương Tử Quân trò chuyện với đám người Tân Quảng Phi thì mỉm cười chào hỏi. Vương Tử Quân lấy một điếu thuốc ném cho Trần Hồng Lỗi và người đàn ông kia, sau đó nói. Cục trưởng Trần, anh ngồi bên này, hội nghị còn chưa bắt đầu, chúng ta tâm sự một chút. Vương Tử Quân nói rồi ánh mắt rơi lên mặt người đàn ông trung niên luôn giữ thái độ yên lặng. Viện trưởng Kim, vừa rồi tôi nghe nói chị dâu nhập viện sao? Bây giờ tình huống thế nào?
Người đàn ông trung niên kia căn bản không ngờ Vương Tử Quân lại biết chuyện của vợ mình, thế là vội vàng nở nụ cười nói. Không phải chuyện gì lớn, làm phiền ngài quan tâm, chỉ là chút tiểu phẫu mà thôi. Anh Kim, tiểu phẫu tuy nhỏ nhưng chúng ta phải hết sức quan tâm. Chúng ta là những người cả đời bán thời gian cho đơn vị, cũng không chú ý nhiều lắm đến chuyện gia đình, lúc này cần biểu hiện thì nên ra tay mạnh một chút. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua đồng hồ, lại tiếp tục. Được rồi, đã đến giờ, chúng ta họp thôi. Trần Hồng Lỗi mỉm cười nghe Vương Tử Quân trò chuyện, thế nhưng khi ánh mắt rơi lên người Tân Quảng Phi, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hồng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Giang Chu Tiến Liên đang ngồi trên ghế, đang nở nụ cười vui vẻ nói với một người phụ nữ mặc trang phục nghỉ ngơi. Chị dâu, chị nên chú ý sức khỏe, nếu không thì chỉ sợ nửa bầu trời trong tỉnh sẽ sụp đổ. Người phụ nữ kia hơn 50, dáng người không cao, tướng mạo bình thường nhưng trên trán lại có vài phần khí thế cao ngạo. Nàng nằm nghiêng trên giường rồi khẽ nói. Anh Chu, anh đừng nói giỡn với tôi chỉ có chút bệnh mà thôi, thế nào nửa bầu trời trong tỉnh lại sụp đổ cho được. Chị dâu, ai không biết sở dĩ tỉnh Nam Giang chúng ta phát triển mạnh mẽ đều là nhờ vào kết quả dẫn đầu ban ngành của Chủ tịch Trử. Vì sao Chủ tịch Trử có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong công tác? Không phải phía sau có được sự giúp đỡ mạnh mẽ của chị sao? Ngài lúc này nằm bệnh viện, Chủ tịch Trử căn bản là không thể phân tâm. Nếu Chủ tịch Trử mà phân tâm, như vậy không phải nửa bầu trời tỉnh Nam Giang sẽ sụp đổ sao? Chu Tiến Liên mặc dù nói có chút khoa trương, thế nhưng vẻ mặt lại có biểu hiện cực kỳ chăm chú. Mặc dù biết những lời của Chu Tiến Liên căn bản không thể tin, thế nhưng người phụ nữ được nịnh hót lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Nàng khẽ cười nói, anh Chu, những lời này chúng ta có thể nói với nhau cho vui, thế nhưng không thể nói lung tung trước mặt người ngoài. Anh cũng biết tình huống trong tỉnh vào lúc này rồi đấy, anh Chử nhà tôi cho dù ở nhà cũng có người đến tìm phiền phức. Ôi, thật sự là nằm im vẫn còn trúng đạn. Hừ, những kẻ kia căn bản là ghen ghét trắng trợn, bọn họ ghen ghét uy tín của Chủ tịch Trử trong tỉnh. Theo tôi, vị trí lãnh đạo tỉnh Nam Giang phải là do Chủ tịch Trử nắm giữ, Chủ tịch Trử đã cống hiến công sức cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang nhiều năm, vì sao người ta lại chạy đến hái quả chín? Rõ ràng là mua danh đoạt tiếng. Chu Tiến Liên bày ra bộ dạng cực kỳ căm phẫn, hắn nói tiếp. Chị dâu, tôi cũng chỉ nói với ngài mà thôi. Căn bản không nói với những kẻ khác về điều này. Nếu ngài có rảnh thì cũng nên khuyên Chủ tịch Trử, những thứ khác thì tôi không dám nói, thế nhưng các anh em bên dưới đều giúp đỡ anh ấy. Nói đến công tác của chồng mình thì vẻ mặt của người phụ nữ trở nên cực kỳ nghiêm túc, nàng lấy ra một quả táo từ trong mâm trái cây cho Chu Tiến Liên. Anh Trử thì anh không phải không biết, trong đầu chỉ nghĩ đến công tác. Trước kia tôi từng khuyên anh ấy, cũng nên mở miệng xin phép tuyến trên. Nên lui ra sớm, nếu không trong tỉnh người ta cứ mãi xem là cái đinh trong mắt. Chu Tiến Liên biết người phụ nữ này hơn 20 năm, căn bản hiểu rõ tâm tư của nàng. Người phụ nữ này có lòng hư vinh rất mạnh, cho dù Chủ tịch Trử muốn lui ra, chỉ sợ nàng là người phản đối đầu tiên. Thế nhưng Chu Tiến Liên vẫn phải cố gắng bày ra bộ dạng đúng mực. Chị dâu, ngài nói vậy là sai rồi, Chủ tịch Trử là cột trụ của tỉnh Nam Giang chúng ta. Nếu anh ấy lui ra, như vậy chúng tôi phải làm thế nào đây? Hơn nữa đối phương là kẻ gây sự, nếu như Chủ tịch Trử rút lui, bọn họ sẽ không những không cảm kích, ngược lại còn tiếp tục ức hiếp tất cả mọi người. Anh Chu, cũng chỉ có những người có quan hệ lâu năm mới biết rõ về anh Trử, sau này cũng cần mọi người giúp đỡ anh ấy nhiều hơn trong công tác. Người phụ nữ vốn cũng nghĩ như vậy, bây giờ thấy vẻ mặt căng thẳng của Chu Tiến Liên, thế là trong lòng có chút đắc ý. Khi hai người trò chuyện với nhau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa khá nhẹ, sau đó một nam bác sĩ với mái tóc hoa râm cùng nhân viên chăm sóc của bệnh viện đi vào trong phòng. Người đàn ông đi đầu là kẻ vừa gõ cửa, hắn mỉm cười hỏi người phụ nữ trên giường. Chị dâu, chị cảm thấy thế nào? Có gì không thoải mái không? Giám đốc Triệu, tôi cảm thấy có hơi váng đầu, chỉ là chút bệnh nhỏ mà thôi, bây giờ đã tốt rồi. Ngài là giám đốc bệnh viện lớn. Ngài rất bận rộn, cũng không nên cứ mãi chạy về phía này. Người phụ nữ thấy người đàn ông kia đến thì định ngồi lên khỏi giường. Cảm ơn chị dâu đã thấu hiểu,
mặc kệ có bao nhiêu bận rộn thì đảm bảo sức khỏe của chị chính là nhiệm vụ của chúng tôi. Người đàn ông nói rồi khoát tay chặn đám nhân viên công tác sau lưng lại, sau đó nói. Chị dâu, lúc này kiểm tra một chút, để đối chiếu với tình hình ngày hôm qua. Khi đám nhân viên bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho người phụ nữ, giám đốc Triệu đi đến bên cạnh Chu Tiến Liên rồi chủ động vươn tay dùng giọng nịnh nọt nói. Chào Chánh án Chu. Chu Tiến Liên cũng đưa tay bắt chặt tay giám đốc Triệu, thế nhưng lúc này vẻ mặt căn bản không ôn hòa như lúc trò chuyện cùng người phụ nữ kia, hắn khẽ gật đầu với vẻ mặt có vài phần ngạo nghễ. Nhưng giám đốc Triệu là người rất muốn kéo quan hệ với Chánh án Chu, hắn vừa bắt tay với Chu Tiến Liên vừa cười nói. Chánh án Chu, sự việc của cháu tôi, cảm ơn ngài đã hỗ trợ, tối nay ngài có bận gì không? Nhà chúng tôi muốn mời ngài đi dùng cơm. Anh Triệu, hay là thôi đi, chỗ này của chúng ta cũng không có người ngoài, anh cũng biết thời gian của tôi là thế nào rồi đấy. Chu Tiến Liên khoát tay áo với giám đốc Triệu, xem như từ chối lời mời. Giám đốc Triệu cảm thấy rất thất vọng vì lời từ chối của Chu Tiến Liên, thế nhưng hắn vẫn phải nở nụ cười vui vẻ buôn chuyện với đối phương. Nhưng lúc này tâm tư của Chu Tiến Liên cũng căn bản không đặt lên người giám đốc Triệu. Thế cho nên dù đang trò chuyện với giám đốc Triệu thì cũng cho qua mà thôi. Giám đốc Triệu, khi nào thì chị dâu được xuất viện? Chu Tiến Liên chợt nghĩ tới một việc, hắn khẽ quay sang hỏi giám đốc Triệu. Chị không có bệnh gì nặng, chỉ là qua vài ngày mệt nhọc thì không đủ tinh thần, thế nên chỉ sau 2 ngày nữa sẽ không còn gì đáng ngại. Giám đốc Triệu cũng không hiểu Chu Tiến Liên có ý gì, vì vậy lời nói cũng có vài phần giữ lại cho mình. Chương 1081, vạn sự khởi đầu nan hạ. À, cũng mong sao chị dâu nhanh chóng khỏe lại. Chu Tiến Liên nói đến đây thì đột nhiên nói. 2 ngày nữa sẽ là mừng thọ mẹ tôi 80, tôi sẽ đưa bà cụ đến đây kiểm tra sức khỏe, kính mong giám đốc Triệu sắp xếp kỹ càng dùm cho. Giám đốc Triệu dù làm công tác y tế nhưng đầu óc lại vận chuyển rất nhanh, nếu không cũng sẽ không thể tiến lên làm giám đốc bệnh viện. Lời nói của Chu Tiến Liên căn bản cũng không phải là mời hắn tham gia bữa tiệc mừng thọ, mà nhanh chóng cho chị dâu xuất viện để có thể tham gia bữa tiệc mừng thọ mẹ mình. Tuy chị dâu cũng không mang đến cho mẹ Chu Tiến Liên thứ gì quý giá, thế nhưng nếu chị dâu tham gia, như vậy Chu Tiến Liên sẽ cực kỳ có thể diện. Điều này xin Chánh án Chu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài phân công. Giám đốc Triệu giống như một binh sĩ nhận được phân công của thượng cấp. Hắn trầm giọng nói với Chu Tiến Liên. Nụ cười trên mặt Chu Tiến Liên càng thêm sáng lạn, hắn khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Lúc này bác sĩ đã kiểm tra tốt cho người phụ nữ trên giường, sau khi báo cáo 2 câu cho giám đốc Triệu thì đoàn người rời khỏi phòng bệnh. Anh Chu, anh cứ bận rộn công tác, cũng đừng bỏ quá nhiều tâm tư ở chỗ này, nên đi xử lý công tác của mình đi. Sau khi nghe giám đốc Triệu nói chỉ sau vài ngày nữa là mình có thể xuất viện, chị Lý có vẻ rất vui, giọng nói cũng dễ gần hơn. Chị dâu, tôi tuy bề bộn công tác nhưng vẫn phải có thời gian trò chuyện cùng ngài. Tôi đã vài ngày không được nghe những lời dạy bảo của ngài, lần này căn bản là đến đây bổ sung. Chu Tiến Liên vừa ngồi xuống ghế salon vừa nở nụ cười nói. Khi 2 người đang trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông không quá cao to ôm một lãng hoa lớn đi vào, khi đi đến cửa thì nói. Chị dâu, tôi nghe nói chị không thoải mái, tôi đến xem ngài thế nào. Khi thấy người đến thì nụ cười trên mặt Chu Tiến Liên lộ ra vài phần, hắn chào hỏi đối phương rồi cười nói. Trưởng phòng Lục, đã khá lâu rồi ngài chưa triệu kiến thuộc hạ, ngài xem khi nào có rảnh thì để cho tôi đến báo cáo công tác một chút chứ. Người được gọi là trưởng phòng Lục chợt vỗ vỗ lên vai Chu Tiến Liên rồi nói. Anh Chu vẫn là bộ dạng như vậy. Chúng ta năm xưa đi theo chủ tịch Trử cùng là những chiếc thìa trong nồi, có gì mà báo cáo hay không báo cáo. Lời nói của trưởng phòng Lục càng làm cho nụ cười trên mặt Chu Tiến Liên thêm sáng lạn, hắn cười ha hả nói. Trưởng phòng, ngài là người bình dị gần gũi, là điều mà cả tỉnh đều biết. Nhưng anh Chu tôi nếu như không biết nghiêm nghỉ là gì, như vậy chẳng phải lãng phí công tài bồi của 2 vị lãnh đạo sao? Chu Tiến Liên tâng bốc rất cao minh. Làm cho nụ cười trên mặt trưởng phòng Lục nở rộ ra thêm vài phần. Trưởng phòng Lục nhìn Chu Tiến Liên rồi cười ha hả nói. Được rồi, anh Chu, cũng không cần rót mật vào lòng tôi cũng không theo đúng ý anh đâu.
So với Chu Tiến Liên thì trưởng phòng Lục khá gấp gáp, thế nhưng hắn vẫn ở phòng bệnh hơn 20 phút mới rời đi. Chu Tiến Liên nhìn trưởng phòng Lục rời đi mà khóe mắt khẽ run, trong mắt càng tràn đầy hâm mộ. Tuy Chu Tiến Liên và trưởng phòng Lục cùng một cấp, thế nhưng nói về thực quyền thì kém khá nhiều, dù sao thì trưởng phòng Lục cũng là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức. Tút tút tút. Sau khi trưởng phòng Lục rời khỏi phòng bệnh thì điện thoại của Chu Tiến Liên vang lên. Chu Tiến Liên nhìn qua số điện thoại gọi đến, sau đó tiếp nhận điện thoại nói. Cục trưởng Trân, ngài có gì cần dặn dò sao? Giọng nói của Trân Hồng Lỗi phát ra từ trong điện thoại. Anh Chu, chẳng lẽ anh không biết hôm nay là lần đầu tiên Bí Thư Vương tổ chức hội nghị liên tục khối tư pháp sao? Chủ tịch Trân, điều này tôi biết rất rõ, nhưng hôm nay sức khỏe của tôi không tốt, bất đắc dĩ lắm mới để cho anh Tân đi thay. Ha ha, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chu Tiến Liên mở miệng cười ha hả, thế nhưng trong lòng có vài phần oán trách. Trân Hồng Lỗi này đúng là cảnh sát Thái Bình Dương, quản việc quá rộng. Anh tốt nhất nên gọi điện thoại giải thích cho Bí Thư Vương biết. Trân Hồng Lỗi có chút do dự, sau đó khẽ nói với Chu Tiến Liên. Được được, tôi sẽ giải thích, tôi nhất định sẽ giải thích. Chu Tiến Liên cúp điện thoại, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Đúng là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác, anh nghĩ rằng mình là Bí Thư Ủy ban Tư pháp sao? Chu Tiến Liên đặt điện thoại xuống, sau đó căn bản không quan tâm đến lời nói của Trân Hồng Lỗi, lại tiếp tục đi đến phòng bệnh trò chuyện với chị Lý. Hai người nói chuyện hơn 2 giờ, mặc dù chỉ là bàn chuyện năm xưa, thế nhưng Chu Tiến Liên vẫn cảm thấy rất vui mừng. Thông qua buổi trò chuyện lần này mà hắn đã tăng tiến thêm mối quan hệ với chị dâu, tất nhiên sẽ có nhiều chỗ tốt cho tương lai cầu tiến sau này. Chu Tiến Liên đi ra khỏi bệnh viện thì Tân Quảng Phi gọi điện thoại đến. Chu Tiến Liên khá khách khí với Trân Hồng Lỗi thế nhưng nói với Tân Quảng Phi lại tràn đầy vẻ uy nghiêm của một vị lãnh đạo. Anh Tân, có việc gì không? Tranh án Chu, tôi báo cáo cho ngài về tinh thần của hội nghị liên tịch hôm nay. Tân Quảng Phi nói bằng giọng điệu cực kỳ cẩn thận. Nói như vậy là vị lãnh đạo mới của chúng ta có căn dặn gì sao? Chu Tiến Liên nói với vài phần ý nghĩ ngã ngớn. Tân Quảng Phi lên tiếng. Không. Bí Thư Vương cũng không cho ra chỉ thị cụ thể nào vào hội nghị lần này, chủ yếu là nghe ngóng các nơi báo cáo công tác mà thôi. À, vậy thì tốt, chỉ sợ đến rồi làm loạn, làm cho mọi người sống không yên ổn. Chu Tiến Liên nói đến đây thì lại nói. Được rồi, nếu không có việc gì thì tôi cúp điện thoại, chỗ này của tôi còn có chút chuyện cần xử lý. Tân Quảng Phi có chút do dự, sau đó mới nói. Tránh An Chu. Tối hôm nay Bí Thư Vương sẽ cùng dùng cơm với vài đơn vị, anh xem có thể đi không? Dùng cơm tối. Trong lòng Chu Tiến Liên khẽ động, thế nhưng hắn lại nhớ đến tình huống gặp mặt trưởng phòng Lục vào tối nay, thế nên mở miệng từ chối. Hôm nay thật sự quá khó, anh đại biểu cho hệ thống pháp viện mà đến uống với Bí Thư Vương hai ly đi. Chu Tiến Liên nói xong thì cúp điện thoại, Tân Quảng Phi ở đầu dây bên kia tỏ ra khó xử. Lần này tham gia họp liên tịch, hắn cảm thấy Bí Thư Vương luôn cười ha hả cũng không phải là một người dễ dàng gì. Hắn gọi điện thoại cho Chu Tiến Liên căn bản là muốn báo cáo vài vấn đề, để cho đối phương điều chỉnh thái độ của mình với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại căn bản không thèm quan tâm. Anh không thèm quan tâm thì tôi gấp gáp làm gì, tôi cũng mặc kệ, Tân Quảng Phi thầm mắng một tiếng, sau đó quay về phòng họp. Hội nghị liên tịch của khối tư pháp lần này căn bản chỉ là một hạt muối bỏ biển, thế nhưng lực ảnh hưởng của nó cũng làm cho những người có ý thức kéo dài ra. Khi Vương Tử Quân cùng nhóm người Tân Quảng Phi, Trân Hồng Lỗi dùng cơm với nhau, thế là Bí Thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân có cơ hội làm nổi bật thân phận của mình. Tin đồn Chu Tiến Liên không nể tình bắt đầu được truyền ra sôi nổi trong thành phố Đông Hồng. Khi nghe được tin tức này thì có phản ứng của mọi người căn bản là không đồng nhất. Có người cảm thấy Chu Tiến Liên là người ngông cuồng, có người cảm thấy nên là như vậy, không có gì đáng nói. Chu Tiến Liên là tâm phúc của Chủ tịch Trử, như vậy mới là đúng. Nhưng phần lớn thì chủ yếu là xem náo nhiệt, đối với bọn họ thì những chuyện thế này căn bản không liên quan gì đến mình. Những tin đồn có lực đả thương rất lớn, đặc biệt là những tin đồn có liên quan đến lãnh đạo. Thông qua hội nghị lần này thì cũng có người phán đoán suy luận. Đó chính là Bí Thư Tử Quân nếu muốn khống chế được hệ thống tư pháp, chỉ sợ còn phải chờ vài năm nữa.
những phán đoán này được đưa ra và thật sự có thị trường phát triển, càng có nhiều người nói cục trưởng Trân mới có tư cách làm bí thư ủy ban tư pháp, nếu cục trưởng Trân tiến lên thì căn bản không có chuyện này. Khi những lời đồn đãi vẫn đang được người ta tiếp tục truyền tai nhau, có người nói cần phải cho vị bí thư ủy ban tư pháp hiện tại biết tay, thế nhưng tin tức này thật sự không có nhiều. Chu Tiến Liên là ai? Bí thư ủy ban tư pháp vừa đến nhận chức dù lợi hại thì dù sao cũng là ma mới, có thể làm gì được hắn. Mỗi sáng sớm Diệp Thừa Dân đều đánh một bài thái cực quyền, bài quyền của lão rất đơn giản, giống hệt như những bài quyền mà các ông lão hay luyện tập ngoài công viên. Sau hơn 10 phút rèn luyện, hơn nữa trong nhà lại có bữa sáng ngon miệng, thế cho nên khi Diệp Thừa Dân ra khỏi nhà thì luôn làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tinh thần. Thư ký Khuất Chấn Hưng căn bản luôn bội phục tinh thần cao vời của lãnh đạo. Cũng là sáng sớm, Diệp Thừa Dân cũng ngồi lên chiếc xe số 1 tỉnh ủy Nam Giang, Khuất Chấn Hưng căn bản đã quen với trình tự thế này, vì vậy hắn ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí ghế lái phụ, ánh mắt cảnh giới nhìn khắp bốn phía. Bí thư Diệp, tôi nghe nói ngày hôm qua bí thư ủy ban tư pháp Phương Tử Quân tổ chức hội nghị liên tịch khối tư pháp. Khi xe chạy ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, Khuất Chấn Hưng mở miệng báo cáo với bí thư Diệp Thừa Dân. Lúc này Khuất Chấn Hưng là tâm phúc của bí thư Diệp Thừa Dân, hắn biết rõ một thư ký tốt thì nên làm gì, thế nên mỗi ngày hắn đều cố gắng nắm giữ tin tức, dùng phương pháp trò chuyện để báo cáo với bí thư. Diệp Thừa Dân không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi sau xe, giống như căn bản cũng không nghe những gì mà Khuất Chấn Hưng đang nói. Nhưng Hào Chí Hữu vẫn dùng giọng giống như lầu bầu nói. Cục trưởng Cục Công an Trân Hồng Lỗi, Viện trưởng Kim Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng trưởng phòng Mục phòng Tư pháp đều đi đến tham gia, chỉ có duy nhất chánh án Chu là có việc phải nhờ phó chánh án đi thay. Hừ, Diệp Thừa Dân khẽ hừ mũi một tiếng, lão căn bản cũng có vài phần bất mãn với Chu Tiến Liên, thế nhưng đối phương đi theo công tác bên cạnh Chủ tịch Trử không ít năm, dù sao cũng là thuộc hạ cũ của Chủ tịch Trử trong tỉnh Nam Giang. Lúc này ý niệm chấp chính của lão và chủ tịch Trử căn bản rơi vào xu thế chống đánh xuôi kèn thổi ngược, vì vậy đây là thời kỳ mẫn cảm, lão không muốn vì chút chuyện của Chu Tiến Liên mà quan hệ giữa hai người xuất hiện vết rách mới. Lúc này Chu Tiến Liên căn bản là quá ngang ngược kiêu ngạo, hội nghị liên tịch để bí thư ủy ban tư pháp thể hiện tâm tư nhân vật cũng không đến tham gia, đây không phải đang nói mình không thèm quan tâm đến bí thư ủy ban tư pháp mới đến nhận chức sao. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, trong đầu Diệp Thừa Dân chợt xuất hiện một ý nghĩ mới. Chu Tiến Liên không chỉ không thèm quan tâm đến Vương Tử Quân, thậm chí còn không chút tôn trọng một vị bí thư tỉnh ủy như mình. Ừ, Diệp Thừa Dân khẽ ừ một tiếng giống như đã biết, lại giống như là một hành vi vô thức. Khuất Chấn Hưng biết đó là một biểu hiện chứng tỏ lãnh đạo cảm thấy có hứng thú, thế là nói tiếp. Bí thư, tôi nghe có người trong văn phòng tỉnh ủy nói đây là chánh án Chu đang cố ý khiêu chiến với quyền uy của Bí Thư Vương, nếu như Bí Thư Vương không tìm được thể diện trong sự kiện này, như vậy căn bản sẽ không thể ngồi vững ở khối tư pháp. Hừ, nói hưu nói vượt, đều chỉ là nói bậy. Vương Tử Quân là Bí Thư ủy ban tư pháp, là một cán bộ được tổ chức lựa chọn tỉ mỉ mới đưa lên. Chấn Hưng, sau này những lời không có chứng cứ như vậy cũng đừng truyền đi lung tung, càng không nên tỏ thái độ. Gương mặt Diệp Thừa Dân chợt trở nên âm trầm. Khuất Chấn Hưng mở miệng đồng ý, thế nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng. Hắn biết rõ bí thư Diệp Thừa Dân đang thừa nhận câu nói vừa rồi của mình. Nhưng với vị trí của bí thư Diệp thì căn bản có vài lời không nên nói, mà bí thư cũng không thể tỏ thái độ được. Tâm tư của Diệp Thừa Dân lúc này căn bản là âm trầm, sau khi đi vào tỉnh Nam Giang, lão căn bản khá thỏa mãn với tất cả công tác, nhưng những thứ không hài lòng cũng không ít. Trong đó có khối công tác tư pháp. Lực khống chế của Diệp Thừa Dân trong khối tư pháp tỉnh Nam Giang là có hạn, thế cho nên lão muốn điều động một người có năng lực mạnh mẽ lên làm bí thư ủy ban tư pháp, Phương Tử Quân xem ra căn bản là không hợp yêu cầu của lão. Nhưng vì như vậy nên lão mới nhờ một người có kinh nghiệm công tác tư pháp cực kỳ mạnh mẽ là Trân Hồng Lỗi giúp đỡ công tác của Vương Tử Quân, xem như một trợ giúp cho Vương Tử Quân. Thế nhưng lão sẽ tuyệt đối không bao giờ trợ giúp Vương Tử Quân ở tất cả các vấn đề. Nếu như Vương Tử Quân không dựng lên được uy tín của mình, không giải quyết được các vấn đề mình vấp phải, như vậy thì cũng dễ xử lý. Nhưng lúc đó nhất định phải làm tốt công tác liên hệ, tuyệt đối phải đưa một đồng chí có năng lực công tác mạnh mẽ lên làm bí thư ủy ban tư pháp.
Khi Khuất Trấn Hưng tiến hành báo cáo với bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Chủ tịch Trữ Vận Phong cũng đang nghe thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là Triệu Vân Hà báo cáo. Trữ Vận Phong cũng không có ý kiến gì quá lớn với Vương Tử Quân, cũng không có hảo cảm gì, lúc này nghe Triệu Vân Hà báo cáo thì ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Chu Tiến Liên này căn bản là ngày càng hồ đồ. Triệu Vận Hà là người đi theo Trữ Vận Phong từ sau khi tiến vào làm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn biết rõ tâm phúc của Trữ Vận Phong là Chu Tiến Liên, loại người như thế này bị Chủ tịch Trữ phê bình hung hăng như vậy cũng không là vấn đề gì, tốt nhất là mình không nên tham dự. Trữ Vận Phong nói vài câu phát giận, sau đó chuẩn bị cầm điện thoại, thế nhưng cuối cùng lại đặt điện thoại xuống. Chủ tịch tỉnh, cái này không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa Chánh án Chu cũng đã để cho Chánh án Tân nói rõ tình huống rồi. Triệu Vận Hà thấy Trữ Vận Phong đặt điện thoại xuống, hắn đã hiểu ý nghĩ của Trữ Vận Phong, thế là vội vàng nói. Trữ Vận Phong khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩ của Triệu Vận Hà. Những chuyện này liên quan đến phương diện Vương Tử Quân có đứng vững gót chân ở tỉnh Nam Giang hay không. Nhưng nói ra thì chỉ là một chuyện nhỏ, càng không thể đặt lên mặt bàn, thế cho nên chỉ cần hiểu mà không cần nói lung tung. Cậu gọi điện thoại cho anh Chu, nói là sau này nên chú ý một chút tác phong công tác. Trữ Vận Phong trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Văn phòng cũng không có tâm phúc gì ở tỉnh Nam Giang. Vì vậy hắn căn bản không nghe được những tin đồn đang truyền rộng bên ngoài. Nhưng hắn có thể cảm nhận được tình huống mình có thể làm nổi bật tâm tư căn bản đã bị Chu Tiến Liên cho một đòn đả kích. Tuy Vương Tử Quân căn bản không phải là người lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng hắn căn bản vẫn thấy không thoải mái vì trò khiêu khích của Chu Tiến Liên. Chẳng qua chỉ là không thoải mái mà thôi, hắn không làm gì được đối phương, vấn đề là bây giờ chuyện này đã tạo nên chướng ngại nhất định của hắn trong lúc công tác. Nếu như Vương Tử Quân căn bản không đánh ngã dáng điệu bệ vệ của Chu Tiến Liên, không cho đối phương một bài học, như vậy uy tín của một vị bí thư ủy ban tư pháp sẽ bị uy hiếp. Nhưng hắn bây giờ còn chưa rõ ràng về mực nước trong tỉnh Nam Giang, nếu như chỉ vì việc nhỏ mà gây chiến với Chu Tiến Liên, chỉ sợ cuối cùng mình là người thiệt hại nặng. Chu Tiến Liên dám làm như vậy thì sau lưng chắc chắn có người chống đỡ. Chương 1082, một tôi quản việc không quản người. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân tùy ý lật qua những văn kiện đặt trên bàn làm việc của mình. Hắn căn bản không quá quen thuộc công tác của Ủy ban Tư pháp, mặc dù khoảng thời gian này đã liên tục xem xét văn kiện, cũng có vài vấn đề hiểu khá rõ, thế nhưng vẫn có vài phương diện nhìn vào như thấy sương mù. À! Vương Tử Quân đẩy một tờ báo sang bên cạnh. Nhưng khi hắn thấy một bản tin trong đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong lòng. Hai ngày nay Du Giang Vĩ để lắng tai nghe ngóng những tranh luận về bí thư Vương sau hội nghị liên tịch khối tư pháp. Hơn nữa có những lời nghị luận làm cho người ta cảm thấy khó chịu, có người nói Chu Tiến Liên xem thường không tham gia hội nghị liên tịch để gặp mặt bí thư ủy ban tư pháp, đây rõ ràng là một lời khiêu khích với bí thư Vương. Nếu như bí thư Vương không cho Chu Tiến Liên biết tay, như vậy sau này sao có khả năng khống chế ủy ban tư pháp trong tay? Càng có vài người trực tiếp nói giữa Chu Tiến Liên và Vương Tử Quân sẽ có một trận chiến, nếu bí thư Vương muốn quán triệt ý chí của mình trong hệ thống tư pháp, tất nhiên phải làm thịt Chu Tiến Liên, nếu không thì còn ai quan tâm đến một vị bí thư ủy ban tư pháp như vậy nữa. Những lời nghị luận như vậy làm cho Du Giang Vĩ cảm thấy không thoải mái, thế nhưng không thể không thừa nhận những lời như vậy căn bản là rất có lý lẽ. Nếu bí thư Vương căn bản không làm gì ở phương diện này, chỉ sợ lực khống chế ở ủy ban tư pháp sẽ giảm sút nghiêm trọng, thậm chí chỉ trở thành một cái loa thay cho người ta mà thôi. Nhưng dễ dạy cho Chu Tiến Liên một bài học vậy sao? Du Giang Vĩ là người công tác lâu năm trong khối tư pháp, hắn căn bản biết rõ mực nước nông sâu thế nào. Chu Tiến Liên không phải chỉ có một mình, phía sau còn có người chống đỡ. Nếu bí thư Vương muốn gõ đầu Chu Tiến Liên, biết đâu chưa làm gì đã bị người ta gõ lên đầu, căn bản chịu đòn cảnh cáo. Nói như vậy thì công tác của Bí Thư Vương ở khối tư pháp sẽ ngày càng khó triển khai mở rộng. Vài ngày qua Du Giang Vĩ liên tục suy nghĩ về những biện pháp hay, thế nhưng từng biện pháp được chính bản thân hắn chối bỏ. Nếu như Bí Thư Vương là Bí Thư Tỉnh ủy, như vậy sử dụng vài biện pháp căn bản là không chút khó khăn. Chẳng qua lúc này Vương Tử Quân mới đến tỉnh Nam Giang. Bí thư Diệp giống như vẫn có chút bất mãn vì Vương Tử Quân xuống tỉnh Nam Giang nhận chức lần này. Bí thư Vương thật sự có làm được gì không?
Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi ngày thứ năm qua đi, Du Giang Vĩ còn chưa thấy Bí Thư Vương có động tác gì. Một số người bắt đầu thay đổi lời nói, đó là sự việc đã qua, Bí Thư Vương biết rõ không thể trêu vào Chu Tiến Liên nên nuốt cơn giận kia xuống bụng. Những suy đoán kiểu như thế này căn bản là rất có thị trường. Giang Vĩ, chúng ta đi ra ngoài một chút. Khi Du Giang Vĩ đang nghĩ rằng Vương Tử Quân nên có động tác gì không, Vương Tử Quân không biết đã đi ra khỏi cửa từ khi nào, hắn trầm giọng phân phó với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ nhanh chóng đứng lên, cố gắng thu thập tâm tình. Những sắp xếp trong hành trình của Vương Tử Quân ngày hôm nay xuất hiện trong đầu hắn, hình như lúc này Bí Thư Vương không cần phải ra ngoài thì phải. Tuy có nghi vấn nhưng Du Giang Vĩ căn bản là không nói ra, hắn đi theo Vương Tử Quân xuống lầu. Trên đường đi có nhiều người thấy Vương Tử Quân, bọn họ giống như bị điểm huyệt, ai cũng dừng lại đứng sang bên cạnh mỉm cười chào hỏi Bí Thư Vương. Đối với đám người này thì dù Bí Thư Vương căn bản không làm gì được Chu Tiến Liên, thế nhưng đối với bọn họ thì căn bản không có vấn đề, thế cho nên cũng không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn. Bí Thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Lái xe Tiểu Trần có xuất thân quân nhân, trình độ lái xe rất tốt, cũng không thích nói nhiều. Hắn là lái xe cho Bí Thư Vương từ sau khi đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang. Đi đến phòng tư pháp quận Hạ Phòng. Vương Tử Quân khẽ nói một câu với Tiểu Trần rồi nhắm mắt lại. Hạ Phòng là một quận của thành phố Đông Hồng, tuy là đơn vị có cấp bậc cao, thế nhưng chỉ là cấp phó sở, lãnh đạo đơn vị cấp chính cục. Bí Thư Vương đến đó làm gì? Du Giang Vĩ cảm thấy rất nghi hoặc, hắn nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy Bí Thư Vương đang nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy mây mù dày đặc, càng không hiểu phong cách của lãnh đạo. Phòng tư pháp huyện Hạ Phòng không lớn, diện tích 20 hectare, đại sảnh tòa án tràn đầy uy nghiêm. Khi xe chạy đến nơi, vài phóng viên đang phỏng vấn một ông lão hơn 50. Ông lão cầm trong tay một xấp tiền, gương mặt không vui không buồn, lời nói càng ù ù cạc cạc không quá rõ ràng. Đối với tình huống của Khâu Triều Quế, lãnh đạo pháp viện chúng tôi rất coi trọng, cố gắng đảm bảo quyền lợi hợp pháp của anh ấy. Bây giờ chúng tôi đã đưa số tiền bồi thường 200.000 đến tận tay của Khâu Triều Quế. Một người đàn ông trung niên mặc tây phục đứng bên cạnh ông lão đang dùng giọng dõng dạc nói. Phó Chánh án Lý, nhìn từ những tư liệu liên quan đến sự việc, tôi cảm thấy những phán quyết trước kia liên quan đến ông Khâu Triều Quế có tồn tại vấn đề. Tôi muốn hỏi một chút, khi đó vì sao không cho Cục Công an bổ sung điều tra mà tiến hành trực tiếp cho ra phán quyết với ông Khâu Triều Quế để rồi tạo nên những oan sai của ngày hôm nay? Một phóng viên trẻ tuổi dùng giọng trong trẻo có chút oán giận nói. Điều này, Phó Chánh án Lý dùng ánh mắt hung hăng nhìn nữ phóng viên, sau đó trầm giọng nói. Tôi đến công tác ở quận Hạ Phòng mới được thời gian ngắn, thế cho nên căn bản không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng tôi có thể khẳng định, trình tự chúng tôi áp dụng căn bản là đúng pháp luật, không có chút vấn đề. Nếu không có vấn đề thì sao phải bồi thường? Cùng là một văn bản pháp luật, cùng là một vụ án, thế nhưng phán quyết trước và sau không đồng nhất. Đây không phải là tự mình chối bỏ mình sao? Xin ngài cho ra giải thích hợp lý hơn. Tào Tiểu Anh trong nhật báo Khương Thủy là một người xưng là cực kỳ khéo mồm khéo miệng, người ta mở miệng thì nàng đã nghĩ đến câu nói thứ năm thứ 10 sau đó. Hơn nữa nàng chỉ cần mất chút thời gian ngắn ngủi để làm cho đối phương căn bản là không biết phải trả lời thế nào. Lúc này Phó Chánh án Lý cảm thấy rất tức giận, hắn thật sự muốn mở miệng mắng con phóng viên lắm mồm lắm miệng. Đây không phải là một bà quá chanh chua sao? Hắn cảm thấy nếu dùng lời nói liên quan đến chỉ số thông minh, rõ ràng đối phương đang có biểu hiện cực kỳ thấp kém, không hiểu ý nghĩa sự việc, không phải làm mất mặt báo đảng, còn làm mất mặt giới thông tin sao? Chương 1083, lãnh đạo yếu thế. Tuy ở bệnh viện thế nhưng Chánh án Lưu vẫn luôn quan tâm đến tình thế đang xảy ra. Sau khi có người báo có những chỉ thị của Vương Tử Quân ở tòa án quận Hạ Phòng, hắn nhanh chóng tiến hành báo cáo cho Chánh án Chu, nhưng kết quả cuối cùng giống như suy đoán của hắn, Chánh án Chu căn bản không cho ra chỉ thị gì. Sáng sớm ở thành phố Đông Hồng căn bản là rất mát mẻ, Du Giang Vĩ dụi dụi mắt, sau đó đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Hôm nay hắn không đến đón Bí Thư Vương, hắn có nhiệm vụ quét dọn vệ sinh trong phòng làm việc của lãnh đạo. Sau khi nghiêm túc quét dọn một lần thì Du Giang Vĩ đã đầm đìa mồ hôi, mỗi lần dọn phòng cho Bí Thư Vương thì hắn luôn làm cực kỳ cẩn thận,
ngay cả mặt ghế ở bên dưới không ai động đến cũng được lau chùi sạch sẽ, không để lại chút vết bẩn. Vì vậy mỗi lần Vương Tử Quân đến phòng làm việc thì đều cảm thấy sàn nhà và vật dụng đều bóng loáng, căn bản không thấy được hạt bụi nào. Trưởng khoa Du, anh thật sự quá cẩn thận, đây là báo hôm nay. Lý Tiểu Yến phụ trách phát báo trong văn phòng ủy ban tư pháp ôm chồng báo đi đến, khi thấy Du Giang Vĩ dùng khăn lau tay cầm cánh cửa thì nàng vừa mở miệng chào hỏi vừa nở nụ cười thản nhiên. Lý Tiểu Yến đến nhận công tác sau Du Giang Vĩ vài năm nhưng lại là người cực kỳ giỏi trong phương diện quan sát nét mặt kẻ đối diện, dựa vào chút thông minh của mình mà phát triển hòa đồng ở trong đơn vị, có mối quan hệ rộng hơn cả Du Giang Vĩ, được nhiều người nể mặt. Lúc bắt đầu thì Lý Tiểu Yến thấy Du Giang Vĩ đều dùng giọng mềm mại dịu dàng gọi một câu anh Giang Vĩ, thế là làm cho người trong văn phòng cười vang dội, biểu hiện cũng mập mờ, điều này làm cho nàng khó thể giải thích được cho rõ ràng. Tất cả mọi người căn bản không cho nàng giải thích, vì vậy mà Lý Tiểu Yến vẫn tiếp tục đần độn u mê gọi là anh Giang Vĩ. Sau khi biết rõ nguồn cơn, nàng có chút thẹn quá hóa giận, trong cơn tức giận dứt khoát không gọi theo kiểu cũ, trực tiếp gọi là Tiểu Du. Nhưng sau khi Du Giang Vĩ là thư ký cho bí thư Vương Tử Quân, vô tình nàng muốn tăng tiến quan hệ với Du Giang Vĩ. Tuy Du Giang Vĩ căn bản không có ý kiến gì với Lý Tiểu Yến, thế nhưng một cô gái thanh xuân gọi mình là anh thì cũng có chút hưởng thụ. Hơn nữa trong quá trình phát triển của một người đàn ông thì bên cạnh phải có nhiều phụ nữ, tóm lại đó là một kinh nghiệm tốt để thể hiện. Có một thời gian Du Giang Vĩ uống nhiều rượu, hắn cảm thấy Lý Tiểu Yến như đang nhìn mình. Bị ánh mắt đó cổ vũ thì hắn sinh ra những ý nghĩ xấu xa. Cô gái này căn bản là có chút tình cảm với mình, biết đâu vào thời điểm nào đó có thể vung tay làm loạn một tí. Nhưng bây giờ Du Giang Vĩ căn bản không có tâm tư với Lý Tiểu Yến, hắn nhanh chóng nhận lấy báo và lật ra xem. Đập vào mắt Du Giang Vĩ là tin tức lãnh đạo quốc gia tiếp tân khách nước ngoài, đây là báo chí cấp quốc gia, hắn không cần xen vào. Hắn tiếp tục tìm báo tỉnh Nam Giang. Lôi ra tờ Nhật báo Khương Thủy, trang đầu tiên là ảnh Vương Tử Quân bắt tay ông lão Khâu Triều Quế, tin tức tiêu đề làm cho người ta nhìn vào mà giật mình, ai đúng ai sai. Phải nói là bài viết này rất bay bổng, thiên mã hành không, nhiều chữ mà căn bản đều là châu ngọc. Nhưng nói tóm lại thì vẫn là tin tức chính diện, nói rõ bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân đến hiện trường bồi tường, cũng cho ra chỉ thị rõ ràng, nhất định phải điều tra đến cùng. Du Giang Vĩ nhìn những dấu chấm than mà trái tim dâng lên cổ họng, tuy hắn đã có tiên đoán về sự việc này, thế nhưng bây giờ thấy bài báo, trong lòng vẫn có chút chấn động. Tối qua Du Giang Vĩ căn bản không ngủ ngon, hắn nghĩ đến sự việc này. Sau khi về nhà hắn cẩn thận suy xét về hậu quả trước sau, mỗi lần suy xét lại thấy đây là hành vi gõ đầu Chu Tiến Liên của Bí Thư Vương. Nhưng Chu Tiến Liên là người dễ dàng để người ta gõ lên đầu mình sao? Tên kia công tác trong hệ thống tư pháp lâu năm, căn bản là bộ hạ cũ của chủ tịch Trử trong tỉnh Nam Giang, Bí Thư Vương mới đến, căn bản chưa kịp đánh thì đã bị đánh lại nứt đầu rồi. Nếu Bí Thư Vương bị Chu Tiến Liên cắn trúng, chỉ sợ càng khó triển khai mở rộng công tác của khối tư pháp trong tỉnh Nam Giang. Nếu Bí Thư Vương không thể triển khai mở rộng công tác, như vậy sẽ bị chuyển rời vị trí trong thời gian không xa mà thôi. Một bản tin nhanh chóng đưa Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên lên hai vị trí không thể lùi bước, chính mình nên làm gì bây giờ? Những năm qua các vị lãnh đạo luôn tỏ ra rất tốt với Du Giang Vĩ, luôn vui vẻ hòa thuận, cùng nhau dùng cơm rượu. Nhưng tất cả chỉ là biểu hiện bề ngoài, thế cho nên hắn dù cố gắng đi nịnh bợ thì lãnh đạo cũng chừng mắt nhìn vào đề phòng, giống như đang nhìn vào một tên cướp. Du Giang Vĩ biết những năm qua mình bị ghẻ lạnh, căn bản không còn nhiều ý nghĩ. Thành một người mệt mỏi chán nản. Hắn sinh ra cảm giác lười biếng, không phải là lười vì thể lực, căn bản là lười về tinh thần. Một người nếu như lười biếng về tinh thần, căn bản chỉ có thể chờ tinh thần tử vong, đây là một trạng thái rất đáng sợ. Du Giang Vĩ biết trạng thái này đáng sợ thế nhưng căn bản không thể nào thay đổi được, đành phải làm hòa thượng một ngày thì gõ chuông một ngày, trạng thái như vậy cứ mãi duy trì đến khi Bí Thư Vương nhận công tác ở khối tư pháp tỉnh Nam Giang. Ngày đó chủ nhiệm văn phòng Vu Trường Long đến thông báo, nói rằng Bí Thư Vương triệu kiến Du Giang Vĩ, điều này giống như gõ trống trong lòng hắn. Lãnh đạo đứng đầu đơn vị muốn gặp mình làm gì? Địa vị hai bên cách xa quá lớn, Bí Thư Vương là lãnh đạo tỉnh, nếu có chuyện gì cứ trực tiếp nới chủ nhiệm văn phòng là được, cần gì phải tự mình gặp mặt hắn.
đây không phải là dùng pháo cao xạ bắn rồi sao? Mãi đến khi chủ nhiệm Vu tuyên bố tin tức hắn sẽ đến làm thư ký cho bí thư Vương, hắn chợt cảm thấy đó là cơ hội để xoay mình. Lúc đó tâm tình của hắn vốn là một vùng đất khô cằn trong hoang mạc, chỉ sau phút chốc đã hóa thành ốc đảo xanh tươi. Nhưng hắn vừa tiến vào trạng thái thư ký thì gặp phải tình huống này, mình nên làm ra lựa chọn thế nào? Lúc này bầu không khí trong khu văn phòng khối tư pháp tỉnh Nam Giang khá ngưng trọng, dù là những vị cán bộ ngày thường thích nói đùa cũng căn bản không dám có biểu hiện khác thường, ai cũng chuyên chú nghiêm túc, bộ dạng chăm chỉ công tác. Nhưng khi có tiếng bước chân vang lên, dù là ai cũng không tự chủ được phải nhìn ra bên ngoài. Anh Triệu, anh nói Tòa án Nhân dân tỉnh sẽ có động tác gì không? Một người đàn ông hơn 20 khẽ hỏi người bên cạnh. Anh Triệu đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó mới hạ thấp âm thanh nói. Có động tác mới là lạ, tôi nghe nói những ngày qua Chu Tiến Liên luôn chạy về phía chủ tịch và bí thư tỉnh, nhìn giống như là muốn tố cáo ai đó vậy. Hừ, tố cáo cái gì, bí thư Vương nói không sai, anh mở miệng nói một câu mình làm sai thì xem như mọi việc đã xong, không phải chịu trách nhiệm gì nữa sao. Chấp pháp mà phạm pháp, phải truy cứu trách nhiệm mới được. Chẳng lẽ Chu Tiến Liên còn muốn được lãnh đạo khen ngợi vì đã biết sửa sai sao? Thật sự là đáng chê cười. Tuy không tiếp xúc nhiều với Bí Thư Vương, thế nhưng Bí Thư Vương dù sao cũng là lãnh đạo đơn vị, thế cho nên Tiểu Lưu căn bản là có hảo cảm với Bí Thư Vương hơn Chu Tiến Liên. Anh Triệu khẽ vỗ vỗ lên vai của Tiểu Lưu, sau đó nói. Cậu em, nói thì là như vậy, thế nhưng Chu Tiến Liên căn bản là có bản lĩnh rất lớn. Tôi nghe nói hắn đã đẩy chỉ thị của Bí Thư Vương lên đội cao mới, đó là đả kích tính tích cực công tác của nhân viên chấp pháp, hơn nữa bây giờ có nhiều phương diện công tác của đơn vị của bọn họ phải dừng lại. Đả kích tính tích cực công tác của nhân viên chấp pháp sao? Tiểu Lưu rõ ràng không nghĩ đến phương diện này, hắn chợt dùng giọng kinh ngạc nói. Đây là chuyện trên người của người ta, không phải thích nói sao thì nói được. Anh Triệu hết miệng lên dùng giọng khinh thường nói. Có lãnh đạo giúp đỡ hắn sao? Tiểu Lưu dùng giọng nghi hoặc hỏi anh Triệu. Cái này còn chưa thể nói cho rõ được. Anh Triệu càng hạ thấp âm thanh. Cậu cũng không phải không biết Chu Tiến Liên là thuộc hạ cũ của Chủ tịch Trử, nếu hắn lên tiếng kêu khổ thì chỉ sợ Chủ tịch Trử sẽ mở miệng. Nếu có Chủ tịch Trử tham gia, chỉ sợ sẽ là khoảng thời gian không dễ chịu của Bí Thư Vương. Không phải còn Bí Thư Diệp sao? Tiểu Lưu chợt có chút gấp gáp. Hắn căn bản là có hảo cảm với Bí Thư Vương, cũng không hy vọng Bí Thư Vương té ngã trên lĩnh vực của mình. Tuy hắn tham gia công tác chưa lâu, thế nhưng lại biết rõ đây là thời điểm quan trọng của Bí Thư Vương, nếu như chưa kịp ra tay đã bị cấp dưới đánh vào mông, như vậy sẽ chẳng còn được mấy thể diện đối với đám đơn vị lệ thuộc của mình. Nếu lãnh đạo căn bản không còn uy tín với đơn vị cấp dưới, như vậy sẽ càng khó triển khai mở rộng công tác. Tiểu Lưu nghĩ đến tình cảnh của vị bí thư tiền nhiệm của Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang, hắn không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm. Bí thư Diệp có thái độ gì, chúng ta nào đoán được? Anh Triệu nói, sau đó lấy bút hí hoáy trên mặt giấy, lại khẽ lên tiếng. Được rồi, chúng ta cũng nên giữ cho lòng dạ thanh thản, hôm nay cục công an mời khách, cậu đi với tôi. Ôi, anh Triệu, cảm ơn anh, tôi không muốn đi. Tiểu Lưu cầm lấy văn kiện trên bàn, hắn cố gắng làm ra vẻ chăm chỉ công tác. Thế nào, lại cãi nhau với bạn gái sao? Tôi nói cho cậu biết, phụ nữ thích nói ngọt, thích mềm không thích cứng. Đi thôi, lúc này đám anh em trong cục công an nói có vài đóa hoa cảnh sát tham gia, quen biết một chút cũng tốt, biết đâu chuyện trăm năm sẽ được giải quyết vào lúc này. Anh Triệu rất muốn Tiểu Lưu đi với mình, thế cho nên mới nói ra những lời như vậy. Vì hoa hồng cũng cần phải có lá xanh, nếu như có một người đi theo thì uy thế lãnh đạo của hắn sẽ tăng lên vài phần. Tối hôm nay Tiểu Lưu cũng không có việc gì, hắn do dự một chút rồi lại lắc đầu. Anh Triệu, hay là chính ngài đi thôi, tôi không đi đâu, lần trước ăn cơm với vài người của cục công an mà tôi cảm thấy không thoải mái. Nhìn vẻ mặt hất hàm sai khiến của bọn họ, giống như bọn họ là đơn vị thượng cấp của chúng ta vậy. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Được rồi, đừng so đo như vậy, những người này có tình huống công tác đặc thù, quen biết nhiều thì có thêm nhiều đường để đi thôi. Anh Triệu vẫn tiếp tục mở miệng không ngừng nghỉ. Khi Tiểu Lưu chuẩn bị lên tiếng thì tiếng bước chân vang lên,
hắn nhìn ra ngoài rồi vội vàng bày ra bộ dạng chuyên chú công tác. Anh Triệu ngồi ở đối diện cũng bắt đầu chăm chú ghi chép, nhưng dư quang khóe mắt lại nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh mắt của anh Triệu, bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân đang đi qua hành lang. Dù không thấy rõ vẻ mặt của bí thư Vương, thế nhưng anh Triệu vẫn phải vội vàng cúi đầu. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ căn bản không thể nào biết được suy nghĩ của hai nhân viên văn phòng ủy ban tư pháp, trong đầu hắn nghĩ đến những báo cáo tình huống vài ngày qua của Du Giang Vĩ. Chu Tiến Liên kia bây giờ đang nhảy múa rất hăng say, liên tục chạy đi kêu oan, căn bản không có ý chứng thực chỉ thị của mình. Hạ cấp không chứng thực chỉ thị của thượng cấp, đây rõ ràng là một lời khiêu chiến với quyền uy của lãnh đạo. Lúc này Chu Tiến Liên đã đẩy khiêu chiến lên mức cực đại, vì vậy mà cả tỉnh Nam Giang đều biết Chu Tiến Liên đang tiến hành chơi trò lật cổ tay với bí thư ủy ban tư pháp vừa đến nhận chức. Nếu như Vương Tử Quân thua trong trận chiến không tiếng động này, như vậy sẽ là đả kích rất lớn đến uy tín của lãnh đạo. Dù sao thì tòa án cũng không phải là đơn vị mạnh nhất trong bốn bộ ban ngành công an, kiểm sát, tư pháp, tòa án của ủy ban tư pháp. Nếu như Vương Tử Quân không thu phục được Chu Tiến Liên, như vậy vị trí chỉ còn lại con bù nhìn mà thôi. Tuy nhiều người căn bản không mở miệng, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đám người kia đang đứng bảng quan trợ giúp. Người khác căn bản không muốn có thêm một mẹ chồng trên đầu, biện pháp hữu hiệu nhất chính là chờ mẹ chồng còn chưa dựng lên được uy nghiêm của mình thì trực tiếp đánh ngã xuống đất là xong. Bí thư Vương, vừa rồi Cục Công an vừa gọi điện thoại đến, nói là Cục trưởng Trân sáng hôm nay có hội nghị quan trọng cần về thủ đô tham gia, thế cho nên nói lời xin nghỉ. Du Giang Vĩ cúp điện thoại của Vương Tử Quân, hắn báo cáo với Vương Tử Quân bằng vẻ mặt rất khó coi. Vương Tử Quân dùng ánh mắt đầy ý nghĩ sâu xa nhìn Du Giang Vĩ, sau đó gật đầu không nói lời nào, trực tiếp leo lên xe. Du Giang Vĩ nhìn vẻ mặt của Bí Thư Vương, trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Hắn thấy hôm nay Bí Thư Vương không nên đi đến kiểm tra giám sát Cục Công an tỉnh, vì Cục trưởng Trân mặc dù không công khai tiến lên tham chiến, thế nhưng lại giữ thái độ không mặn không nhạt với Bí Thư Vương. Thật ra khi Chu Tiến Liên vung tay làm loạn, chạy vậy khắp nơi thì Bí Thư Vương Tử Quân nên chủ động đến tìm Bí Thư Diệp để tranh thủ sự giúp đỡ, như thế mới có thể đứng vững gót chân. Nhưng bây giờ vài ngày trôi qua mà Vương Tử Quân căn bản không đến gặp Bí Thư Diệp, cũng chưa từng nói điều gì, giống như sự việc chưa từng phát sinh. Chu Tiến Liên bên kia chỉ cần đơn giản không quan tâm đến chỉ thị của Vương Tử Quân, tiếp tục như vậy thì sự việc căn bản sẽ không thể giải quyết, có lẽ sẽ có nhiều người chê cười Vương Tử Quân. Chờ Vương Tử Quân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Chương 1084, nơi này là quần ngựa của anh. Bí thư Vương, chúng ta có đến Cục Công an nữa không? Du Giang Vĩ có chút do dự, sau đó khẽ nói. Đi, sao lại không đi? Không có Cục trưởng Trân thì không phải chúng ta không công tác được. Vương Tử Quân nói rồi khẽ dựa lưng ra hàng ghế phía sau, vẻ mặt có vài phần thản nhiên. Du Giang Vĩ thật sự cảm thấy bất ngờ vì lúc này Bí Thư Vương còn có tâm tư trò chuyện với mình. Giang Vĩ, tôi nghe nói cậu ăn nói rất tốt, viết lách cũng hay, nhưng đến bây giờ công tác của cậu chỉ là pha trà rót nước và mở cửa xe. Tôi thấy công tác của cậu quá đơn điệu, không có chút hàm lượng, có phải cảm thấy nhân tài không được trọng dụng không? Du Giang Vĩ vừa nghe Vương Tử Quân khen ngợi thì lại càng hoảng sợ, chỉ sợ Bí Thư Vương nghe được những lời không hay trong cơ quan. Hắn không chỉ có những gì như Bí Thư Vương đang nói, hắn còn là người nói không chịu xem xét, cá tính quá thẳng thắn. Du Giang Vĩ nghĩ đến đây thì lập tức tỏ thái độ. Bí Thư Vương, xin ngài cứ yên tâm, mặc dù tôi chưa từng làm thư ký, thế nhưng dù sao cũng cần một quá trình quen thuộc. Nhưng phục vụ cho ngài là vinh hạnh của tôi nhất định sẽ làm tốt công tác của mình. Khi Vương Tử Quân chạy xe đi đến Cục Công an tỉnh Nam Giang, lúc này trong đại sảnh của sân bay Đông Hồng, một người phụ nữ mặc tây phục căn bản không còn giữ được phong thái bình tĩnh của mình. Nàng nhanh chóng phóng về phía một người phụ nữ ở phía bên kia. Chị, em rất nhớ chị. Người phụ nữ trẻ ôm người phụ nữ đeo kính râm vào trong lòng, sau đó dùng sức xoay người một vòng. Động tác của người phụ nữ này không khỏi làm cho đám người chung quanh quay đầu nhìn, thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Thế là sinh ra cảm giác hận không thể tiến lên ôm đối phương vào trong lòng. Em gái, em cũng không còn nhỏ nữa, công tác cũng đã lâu rồi, vì sao còn náo nhiệt không ra dáng người lớn như thế?
Em xem bộ dạng của mình kia, sau này còn ai muốn cưới em chứ? Người phụ nữ đeo kính râm khẽ vuốt cái mũi nhỏ nhắn của em gái, sau đó dùng giọng yêu mến nói. Chị gái, em đã biết lỗi rồi, em đảm bảo sau này sẽ cố gắng làm một người phụ nữ thanh tao nhã nhặn. Người phụ nữ trẻ nói, sau đó lấy kính râm bỏ vào trong vali. Chị, anh rể sao không cùng về với chị? Người phụ nữ trẻ vừa kéo tay chị vừa cười nói. Người phụ nữ bên này cũng khẽ tháo kính râm ra, gương mặt không phải rất đẹp nhưng cũng khá thanh nhã. Nếu như Vương Tử Quân có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc vì sao nàng lại chạy đến Nam Giang. Anh rể đang rất bận, bây giờ là thời điểm quan trọng của anh ấy, nào có thời gian đi với chị. Tào Chân Nhi dùng giọng mây trôi nước chảy nói, thế nhưng hai mắt lại có vài phần hấy háy. Người phụ nữ trẻ chính là em họ của Tào Chân Nhi, tên là Tào Kha Nhi. Những năm qua nàng luôn sống với bố mẹ ở Nam Giang, tuy hai người là chị em họ nhưng quan hệ lại rất tốt, Tào Chân Nhi cũng rất quan tâm đến cô em họ của mình. Sau khi líu díu nói vài chuyện vui vẻ, hai chị em leo lên chiếc xe màu đỏ của Tào Kha Nhi, trong xe rất sạch sẽ, khắp nơi bùng lên mùi hương của một phụ nữ trẻ tuổi. Trong xe có một con gấu bông lớn, có những vật dụng trang sức bằng gỗ, hơn nữa còn có mùi hương nhàn nhạt, nếu để cho một người đàn ông ngồi chỗ này, nhất định trong đầu sẽ chỉ có một câu, xe thơm mỹ nữ. Em gái, Tam Thúc sao lại mua cho em một chiếc xe thế này, có muốn chị nói một tiếng, đổi lại là một chiếc xe thể thao không? Tào Chân Nhi ôm con gấu vào trong lòng, lúc này nàng cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Hừ, em cũng không cần bố mua xe, chiếc xe này là tiền em kiếm được, thế nên em mới mua nó, em chạy xe và cảm thấy rất có thành tựu. Tào Kha Nhi vừa buộc dây an toàn cho mình vừa dùng giọng kiêu ngạo nói. Tào Chân Nhi nhìn em gái kiêu ngạo như con chim phượng của mình, nàng cười hì hì nói. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo kìa, được rồi, chỉ để cho em tự hào vì tay làm hàm nhai, được chưa? Hai chị em trò chuyện một lúc, sau đó xe đi vào nội thành, Tào Kha Nhi chợt cười nói. Chị, em nói cho chị biết một chuyện rất hả giận. Tên bí thư ủy ban tư pháp mới đến tỉnh Nam Giang căn bản bây giờ đang rất uất nghẹn. Tào Chân Nhi chợt sững sờ, nàng căn bản không xa lạ gì vị bí thư mới đến nhận chức ở tỉnh Nam Giang. Khi còn ở trên máy bay thì trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Lần này mình đến tỉnh Nam Giang có thể được gặp người đàn ông kia không? Không ngờ mới đến thì tin tức của đối phương đã đập vào mặt. Uất nghẹn sao? Có chuyện gì xảy ra? Tào Chân Nhi cảm thấy nghi hoặc, thế là không khỏi dùng giọng có chút quan tâm hỏi. Hừ, không biết lượng sức, tự mình làm khó cho mình. Tào Kha Nhi đang lái xe, nàng căn bản không quan tâm đến những biểu hiện của Tào Chân Nhi. Nàng là em họ của Tào Chân Nhi, nàng căn bản biết rõ ràng ân oán giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc. Trong mắt nàng thì Nguyễn Chấn Nhạc là một người anh rể hoàn mỹ, một người anh rể căn bản không thể nào chiến thắng. Thế nhưng một người anh rể với hình tượng anh hùng của nàng lại thua trong tay một người tên là Vương Tử Quân. Thất bại này căn bản không làm cho Tào Kha Nhi mất niềm tin vào Nguyễn Chấn Nhạc, căn bản là càng sinh ra oán hận với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân vừa mới đến Nam Giang nhận chức, thiếu chút nữa đã bị người Nam Giang làm cho uất nghẹn, điều này làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, giải hận. Sau khi nói đại khái những chuyện đã xảy ra một lượt, Tào Kha Nhi nói tiếp. Chị không biết đấy thôi, lãnh đạo đơn vị của em mỗi ngày đều có gương mặt hồng hào vui vẻ, nhìn thấy ai cũng tươi cười hớn hở. Chị còn nhớ rõ anh Ngô trong văn phòng của em không? Trước kia thấy lãnh đạo thì như chuột gặp mèo, thế nhưng gần đây lại được dùng một bữa cơm với lãnh đạo. Kha Nhi, những chuyện này em cũng đừng nên tham gia, Vương Tử Quân căn bản không phải đơn giản như vậy đâu. Tào Chân Nhi trầm ngâm một chút rồi khẽ nói. Hi hi. Em cảm thấy tên này tự cho rằng mình là người ở rất cao, vì vậy mới dùng thủ đoạn nhỏ kia để chèn ép tranh án Chu. Chiêu thức của anh ta có lẽ sẽ có tác dụng ở địa phương khác, thế nhưng ở Nam Giang này chỉ rước lấy nhục mà thôi. Em nghe lái xe của tranh án Chu nói, hai ngày qua tranh án Chu liên tục gặp mặt Chủ tịch Chử và Bí thư Diệp, hiệu quả rất cao. Đặc biệt là Chủ tịch Chử, đây là lãnh đạo cũ của tranh án Chu, nhất định sẽ lên tiếng thay cho anh ấy. Tào Kha Nhi căn bản không thèm quan tâm đến lời nói của Tào Chân Nhi, nàng thấy Vương Tử Quân là một nhân vật lớn ở tỉnh Sơn Nam,
thế nhưng đi đến Nam Giang thì căn bản cũng phải hạ mình, không có ổ rồng và hang cọp thì căn bản không làm gì được. Chương 1085, vừa bảo vệ vừa bồi dưỡng. Tào Chân Nhi căn bản hiểu rõ về tình huống ở tỉnh Nam Giang, nàng biết cán bộ địa phương này rất đoàn kết. Chu Tiến Liên là bộ hạ cũ của Chủ tịch Trử, Vương Tử Quân nếu muốn đánh bại người này thì căn bản là không đơn giản. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không phải là người dễ dàng, người này căn bản rất có khả năng giằng co, không bao lâu sau sẽ là một lực lượng mạnh trong tỉnh Nam Giang. Nhưng bây giờ hắn vừa đến Nam Giang, có thật sự sẽ thúc thủ vô sách như những gì Tào Kha Nhi đang nói không? Chị, hôm nay chúng ta đi ăn cá nhiều sẽ có tác dụng bảo trì vẻ đẹp. Cá Nam Giang rất ngon, hôm nay chúng ta đến một cửa hàng gia truyền trăm năm, cùng ăn món canh cá. Tào Kha Nhi dừng xe lại rồi nói với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi bây giờ căn bản cảm thấy không muốn ăn, thế nhưng nàng cũng căn bản không muốn làm cho em gái mất hứng. Nàng xuống xe với Tào Kha Nhi, sau khi đi vào bên trong thì nàng không nhịn được phải hỏi. Kha Nhi, Vương Tử Quân có tình huống thế nào ở Nam Giang? Em nghe nói người này căn bản sẽ không thể nào ở lại Nam Giang được lâu, bí thư Diệp tình nguyện cho một người có kinh nghiệm và tư cách làm bí thư ủy ban tư pháp, mà Chủ tịch Trử thì hy vọng có thể để cho cục trưởng Chân của Cục Công an tỉnh tiến lên nắm chức vụ của khối tư pháp. Nếu không có được sự giúp đỡ của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, bây giờ lại phát sinh vấn đề với cấp dưới, căn bản không còn thời gian ở lại Nam Giang. Tào Kha Nhi vung tay lên nói tiếp. Em thấy tên kia nên thành thật cúi đầu bỏ đi, một bí thư ủy ban tư pháp căn bản không có lời nói ở Nam Giang, như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tào Chân Nhi không nói gì mà chỉ đi theo Tào Kha Nhi. Lúc này nhân viên phục vụ tiến lên đẩy cửa, cung kính mời hai người đi vào. Chị, hôm nay chị ăn gì? Thứ nhất là cùng chúc mừng chị đến Nam Giang, thứ hai là chúc mừng tên họ Vương kia sắp gặp chuyện không may. Tào Kha Nhi nghịch ngợm đi đến bên cạnh Tào Chân Nhi rồi cười hì hì nói. Diệp Thừa Dân lau thật sạch mắt kính của mình thế nhưng trong lòng lại đang có nhiều ý nghĩ. Lão căn bản nghe được nhiều chuyện liên quan đến hai người Vương Chu, tuy Vương Tử Quân và Chu Tiến Liên còn chưa đi đến phòng làm việc của lão để phản ánh tình huống, thế nhưng lão lại hiểu rõ tất cả. Có chút xúc động. Khi được nhìn bản tin mà Vương Tử Quân gặp mặt Khâu Triều Quế trên báo, đánh giá của Diệp Thừa Dân với Vương Tử Quân lại thấp đi vài phần. Lão biết rõ Vương Tử Quân đang mượn một cơ hội như vậy để gõ lên đầu Chu Tiến Liên, nhưng Chu Tiến Liên là người dễ dàng ra tay vậy sao? Lúc này thì tốt, Chu Tiến Liên căn bản không bị đánh đau đầu, lại đem đến hoàn cảnh xấu hổ cho Vương Tử Quân. Bí thư ủy ban tư pháp và chánh án tòa án nhân dân tỉnh chơi trò cao tay với nhau. Đây vốn là một sự kiện căn bản không có nhiều thể diện. Nếu nói từ phương diện cấp bậc thì Vương Tử Quân căn bản là thượng cấp của Chu Tiến Liên, thế nhưng bây giờ lại đặt ở vị trí ngang nhau, đây căn bản không phải là việc gì tốt với Vương Tử Quân. Cũng không biết đám người tỉnh Sơn Nam làm thế nào bồi dưỡng ra một vị cán bộ như vậy, rõ ràng là người cần phải rèn luyện thêm, sao lại đưa lên vị trí bí thư ủy ban tư pháp tỉnh mình. Lúc đó Diệp Thừa Dân lão đáng lý phải tiếp tục kiên trì với tuyến trên. Cần phải kiếm được một vị cán bộ lão thành có kinh nghiệm về nắm khối tư pháp tỉnh Nam Giang mới đúng. Bí thư Diêu đến. Khuất Chấn Hưng khẽ gõ cửa phòng làm việc, sau đó hắn đi vào trầm giọng báo cáo với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão vẫn tiếp tục lau kính. Khuất Chấn Hưng hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo, hắn nhanh chóng mời Bí thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Bí thư Trung Tắc, mời ngồi, Tiểu Khuất. Lấy hộp trà Chủ tịch Mễ tỉnh Tây Nam tặng cho tôi ra đây, Bí thư Trung Tắc là người yêu trà. Diệp Thừa Dân đeo kính cười tủm tỉm phân phó Khuất Chấn Hưng. Tuy Diệp Thừa Dân nói rất thân mật, thế nhưng lão vẫn không rời khỏi chiếc ghế của mình. Trong tỉnh Nam Giang chỉ có Chủ tịch Trữ Vận Phong mới có thể làm cho lão rời khỏi chiếc ghế lãnh đạo ra tiếp đón. Siêu Trung Tắc tuy là người quê ền cao chức trọng trong tỉnh Nam Giang, thế nhưng đối phương còn chưa đủ để hắn rời khỏi chiếc ghế của mình để đi ra tiếp đón. Cảm ơn Bí thư Diệp. Siêu Trung Tắc đặt mông ngồi xuống ghế salon rồi cười nói. Sớm biết chỗ bí thư có trà ngon thì tôi phải đến thường xuyên hơn, ngày nào cũng phải kiếm cớ đến báo danh mới được. Diệp Thừa Dân cười cười nói. Tôi uống trà cũng không chú ý nhiều như vậy, anh nếu thấy ngon thì tôi sẽ nói Khuất Chấn Hưng đưa cho, vì tôi uống thứ gì cũng thấy giống nhau.
Đó là bí thư ngài có cảnh giới cao vời, không phải tiểu thuyết thường nói đến trạng thái vô chiêu thắng hữu chiêu là cao nhất cao, trình độ uống trà của ngài đã đến cảnh giới tương đương mất rồi. Diêu Trung Tắc nói một câu nịnh nọt làm cho Diệp Thừa Dân cười lớn, Diêu Trung Tắc thấy bí thư cười thì cũng cười theo. Hai vị bí thư cười lớn một lúc, sau đó Diêu Trung Tắc nghiêm mặt nói. Bí thư Diệp, cho đến lúc này ban ngành thành phố Lâm Hồ đã cơ bản được điều phối xong, còn một vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố căn bản vẫn còn trống, ngài xem có nên nghiên cứu một chút không? Có nhân tuyển gì chưa? Vẻ mặt Diệp Thừa Dân lại khôi phục lại sự lãnh đạm. Phòng tổ chức đề cử trưởng phòng tài chính Triệu Hữu Chiến của thành phố Lâm Hồ tiến lên, tôi thấy điều kiện của đồng chí này căn bản là không tệ. Diêu Trung Tắc nói rồi đưa một phần tư liệu vào trong tay của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn phần tư liệu này mà hai mắt khẽ giật giật. Lão căn bản không quá hài lòng về ban ngành của thành phố Lâm Hồ, căn bản càng không hài lòng về nhân tuyển của vị trí phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng lão căn bản không chịu để lộ biểu hiện ra bên ngoài. Lâm Hồ là thành phố lớn thứ ba trong tỉnh Nam Giang, ngoài phương diện kém phát triển kinh tế hơn các thành phố phía trên một chút, thế nhưng những thứ khác lại cao hơn không ít, có thể nói ảnh hưởng đến tính toàn cục của tỉnh Nam Giang. Nhưng Lâm Hồ là thành phố nổi tiếng nhất Nam Giang, vì cán bộ ở nơi này, dù là chủ tịch Trữ Vận Phong hay các vị thường ủy tỉnh ủy đều có kinh nghiệm công tác ở Lâm Hồ, điều này làm cho những vị thường ủy kia có vài phần thân cận với Lâm Hồ, cán bộ Lâm Hồ cũng khá thân với lãnh đạo tỉnh. Diệp Thừa Dân dù là bí thư tỉnh ủy thế nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của chủ tịch Trữ Vận Phong ở phương diện điều phối ban ngành thành phố Lâm Hồ. Diệp Thừa Dân mãi mà không chịu phân công vị trí phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam, mục đích chính là tạo lỗ hổng, rút củi đáy nồi, tự mình tìm ra nhân tuyển, muốn làm cho cán bộ phái Lâm Hồ tan rã. Diệp Thừa Dân là cao thủ vận hành quyền lực, trong lúc vô tình có thể bày ra thế cờ tốt. Tâm tư này dù không được nói rõ nhưng lại mơ hồ tiết lộ cho Diêu Trung Tắc. Không ngờ Diêu Trung Tắc cho ra một lời đề cử tiến lên chức vụ phó chủ tịch thường vụ vẫn là cán bộ thành phố Lâm Hồ. Diệp Thừa Dân không tin Diêu Trung Tắc căn bản không hiểu ý nghĩ của mình, thế nhưng lúc này Diêu Trung Tắc làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự thật, trong sự kiện này thì Diệp Thừa Dân căn bản không cùng một dòng nước với chủ tịch Trữ Vận Phong. Lãnh đạo đứng hàng thứ hai và thứ ba trong tỉnh cùng vận tác với nhau. Điều này không khỏi làm cho Diệp Thừa Dân cảm nhận được áp lực sâu sắc. Nhưng lão căn bản không biểu hiện ra bên ngoài, dù sao thì vào lúc bình thường lão vẫn biểu hiện ra cực kỳ quy củ, cũng không vì Trữ Vận Phong là người không ra gì mà ném bỏ những phong cách của mình. Sau khi trầm ngâm một lát thì Diệp Thừa Dân nói, để cho các đồng chí của phòng tổ chức khảo sát cẩn thận một chút, nếu như không có vấn đề gì, ngày mai sẽ mở hội nghị thường ủy thảo luận. Siêu Trung Tắc gật đầu xưng vâng. Vẻ mặt có vài phần đạm bạc giống như đây là sự kiện căn bản không liên quan gì đến mình. Thế nhưng lão lại cảm thấy rất vui, cũng không phải vui vì nắm bắt được vị trí phó chủ tịch thường vụ này, đó là đối sách của mình tỏ ra hữu hiệu với bí thư Diệp. Lão đi giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, lão cần phải làm sao cho quyền lợi của mình đạt đến vị trí cao nhất. Bí thư Diệp, ngài đã nghe qua những yêu cầu của đồng chí Tử Quân với tòa án tỉnh chưa? Diêu Trung Tắc nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi thay đổi chủ đề. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân trở nên vô cùng thản nhiên, lão khẽ xoay ghế, sau đó cười nói. Yêu cầu gì, anh ấy là bí thư ủy ban tư pháp, xem ra cũng khá nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Diêu Trung Tắc không tin Diệp Thừa Dân không biết, nhưng Diệp Thừa Dân là lãnh đạo đứng đầu tỉnh, cho dù giả vờ hồ đồ thì anh cũng không thể chọc phá ra, chỉ có thể thành thật báo cáo. Lão có chút suy tư, sau đó khẽ nói. Hai ngày trước cục công an ra tay xử lý một vụ trộm cướp phương diện của ngành điện, sau đó phát hiện nó có liên quan đến vụ án 6 năm trước, kết quả là 6 năm trước tòa án có phán quyết oan sai cho một người. Tòa án tích cực chỉnh đốn và cải cách, cũng đã đền bù tổn thất cho người bị oan sai, chuyện này vốn nên chìm xuống. Nhưng bí thư Vương Tử Quân lại nghiêm khắc cho ra chỉ thị, yêu cầu nhân viên phá án phải có trách nhiệm. Điều này làm cho tòa án phát sinh mâu thuẫn, một vài nhân viên công tác cảm thấy có chút bàng hoàng. Diệp Thừa Dân ừ một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì, lão nhìn thoáng qua Diêu Trung Tắc rồi nói. Bí thư Diêu, anh thấy sự kiện này thế nào? Bí thư, yêu cầu nghiêm khắc là tốt, thế nhưng tôi cảm thấy đồng chí Vương Tử Quân là không tốt lắm. Hai ngày trước tổ chức hội nghị liên tịch của khối tư pháp,
Chu Tiến Liên vì không khỏe nên không thể đến tham gia, thế là đồng chí Tử Quân mượn sự kiện này để gõ lên đầu khối tòa án. Tôi cảm thấy tính cách như vậy gây bất lợi cho sự phát triển hài hòa của tỉnh Nam Giang. Siêu Trung Tắc nói đến đây thì nuốt nước bọt nói. Tất nhiên chúng ta cần cố gắng giúp đỡ công tác của cán bộ trẻ tuổi, thế nhưng cũng phải ra tay uốn nắn khi xuất hiện sai lầm. Lúc này Khuất Trấn Hưng đi vào châm trà cho hai vị lãnh đạo, hắn nghe được những lời của Diêu Trung Tắc, thế là tận đáy lòng có hơi ớn lạnh. Hèn gì người ta nói bí thư Diêu là kẻ hay đâm một đao thấy màu đỏ, lời này căn bản không sai chút nào. Lúc này bí thư Diêu mở miệng giống như quan tâm giúp đỡ bí thư Tử Quân, thế nhưng ý nghĩa thật sự là đẩy bí thư Tử Quân xuống đáy vực. Nếu thượng cấp tiến hành phê bình bí thư Tử Quân ở phương diện này, như vậy sau này bí thư Vương Tử Quân làm sao có thể triển khai mở rộng công tác? Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, cần phải có sự giúp đỡ của lãnh đạo khi nắm bốn khối công an, kiểm sát, tư pháp, tòa án, bây giờ thượng cấp không ủng hộ còn muốn cho một gậy, như vậy sau này còn có tư cách gì để người khác phải nghe lời? Lúc này bí thư Diệp nếu vung tay kéo một cái thì tốt. À, đồng chí trẻ tuổi phải bảo vệ, đồng thời khi đến thời điểm thích hợp cũng phải bồi dưỡng một chút, anh đến trò chuyện với đồng chí Tử Quân đi. Diệp Thừa Dân nói làm cho Khuất Trấn Hưng có chút thất vọng, nhưng chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Hắn dù có chút hảo cảm với bí thư Vương, thế nhưng quan hệ giữa hai người là không sâu. Siêu Trung Tắc báo cáo thêm 10 phút nữa rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Sau khi thấy Diêu Trung Tắc đi ra khỏi phòng bí thư, Khuất Trấn Hưng đi vào bên trong thu nhập những ly trà trên bàn. Trấn Hưng, cậu thấy Vương Tử Quân kia thế nào? Khi Khuất Trấn Hưng chuẩn bị bưng trà bỏ đi, Diệp Thừa Dân chợt mở miệng hỏi. Khuất Trấn Hưng chợt sững sờ, hắn không ngờ bí thư Diệp Thừa Dân lại hỏi mình một câu như vậy. Tuy hắn cảm thấy mình cho ra một đánh giá với cán bộ lãnh đạo là thường ủy tỉnh ủy thì căn bản không phù hợp. Thế nhưng hắn là thư ký của bí thư Diệp, hắn cần phải đặt ý chỉ của bí thư Diệp lên cao nhất. Hắn suy tư giây lát rồi định mở miệng, thế nhưng Diệp Thừa Dân lại khoát tay nói. Cậu đi ra đi. Chủ tịch Trữ Vận Phong dù có phòng làm việc ở khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng lão căn bản không ở chỗ này, chủ yếu ở lại phòng làm việc trong văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Lúc này lão đang trầm ngâm nhìn Chu Tiến Liên. Chu Tiến Liên trước mặt người ngoài thì chọn 5 lấy 6. Thế nhưng đứng trước Chu Tiến Liên thì căn bản giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, hắn cúi đầu chờ lãnh đạo phê bình. Anh Chu ơi là anh Chu, anh thật sự quá mạnh mẽ, tôi nói với anh thế nào đây? Anh làm như vậy thì bí thư Vương sao có thể tiếp tục chủ trì công tác của khối tư pháp? Lãnh đạo thượng cấp phê bình, cho dù anh có ý kiến thì cũng phải giải thích với lãnh đạo, nào có người giống như anh? Có phải anh cảm thấy mình khác với người ta không? Gương mặt Trữ Vận Phong rất âm trầm, giọng nói càng thêm âm trầm. Chu Tiến Liên là bộ hạ cũ của Trữ Vận Phong, hắn căn bản hiểu rõ tính nến của lãnh đạo. Hắn biết rõ lãnh đạo càng lớn tiếng thì đường về của mình càng rộng rãi. Khi lãnh đạo không phê bình mà nói cười như không có gì với anh, lại chúc mừng anh, như vậy tính mệnh chính trị của anh xem như chấm dứt. Vì vậy đám bộ hạ cũ luôn hy vọng bị lãnh đạo mắng, vì Chủ tịch Vương càng mắng thì càng quan tâm đến anh. Càng xem anh là người một nhà. Chủ tịch Trữ, tôi biết sai rồi, tôi biết rõ không nên làm như vậy. Nhưng thưa lãnh đạo, tôi là lãnh đạo đơn vị, tôi phải phụ trách với cấp dưới, Vương Tử Quân có ý gì, không phải là vì hôm đó tôi không đến họp, thế cho nên mới dùng biện pháp này để gõ đầu tôi sao? Khi thấy gương mặt Trữ Vận Phong tốt hơn một chút thì Chu Tiến Liên mới an tâm hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 104.